Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếu phim anime. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go! Thông thường khi một người tỏ tình và được đối phương đồng ý, cả hai sau đó sẽ cùng nhau thiêu dệt nên câu chuyện tình ngọt ngào lãng mạn. Có cái nịt nha bé ơi, thật ra trong mỗi cặp đôi luôn tồn tại sự phân biệt rõ về quyền lực, giống như chủ nhân và nô lệ vậy. Đó là lý do vì sao có khái niệm nóc nhà và cột nhà. Đấy, mấy ông thử bật lại nóc nhà xem, tình yêu không hề bình đẳng cũng chẳng mang màu hường như mấy bé vẫn nghĩ đâu. Tỉnh táo lại đi, muốn sống thật cao quý tuyệt đối không được phép nhún nhường. Người nào rơi vào lưới tình trước sẽ thua cuộc, tình trường như chiến trường. Xin nhắc lại đây là chiến tranh, cuộc chiến khiến đối phương phải tỏ tình trước bắt đầu. Chiếu phim anime giới thiệu tới các bạn bộ phim cuộc chiến tỏ tình. Shinomider và Shirogane là thành viên thuộc hội học sinh đứng đầu học viện quý tộc. Một người là phó chủ tịch hội học sinh kiêm tiểu thư con nhà tài phiệt, sinh ra với tài năng thiên bẩm vượt trội ở mọi lĩnh vực. Người còn lại tuy không phải con ông cháu cha, nhưng bằng trí thông minh và sự nỗ lực phi thường đã tự leo lên đỉnh cao, trở thành chủ tịch hội học sinh khiến ai cũng phải nể phục. Bọn họ được xem là thiên tài của những thiên tài, đúng là nồi nào úp vung đấy, ai nhầm trai tài gái sắc. Mặc cho tất cả học sinh trong trường đều ra sức đẩy thuyền hai người với nhau, nhưng dường như cả Shinomider và Shirogane đều không bận tâm tới chuyện đó. Làm màu thôi nha các bác. Shirogane khoái gần chết mà còn giả bộ thanh cao. Với lòng kiêu hãnh của một hội trưởng hội học sinh, cậu nhất quyết không chịu rủ cớ rút đi hẹn hò mà phải chờ đối phương ngỏ lời trước. Sukana một cái là bà Shinomider cũng làm giá y chang ông này, đường đường là tiểu thư con nhà quý tộc, sao có thể hạ thấp cái tôi rủ trai đi chơi được. U là trời, không biết phải nói hai người này tâm đầu ý hợp hay là ngu như nhau nữa. Và rồi nửa năm trôi qua, cả hai vẫn cương quyết giữ im lặng với niềm tin mãnh liệt rằng đối phương sẽ đổ mình trước. Còn đây là thư ký của hội học sinh tên Chika, người duy nhất không biết gì về trận chiến căng não này. Chika trúng thưởng một cặp vé xem phim, nhưng ba mẹ nghiêm khắc không cho cô đi xem phim tình cảm. Nghe vậy, Shirogane định nhận vé rồi rủ Shinomai đưa đi xem. À khoan, quên mất, nghe nói cặp nam nữ nào cùng đi xem phim này về sẽ trở thành một cặp đôi thật sự đó. Ai mượn vậy bà nội? Nói thế chẳng khác gì Shirogane đang tỏ tình Shinomai đưa đâu. Chết nghĩa bị nắm thóp rồi. Shirogane đổ mồ hôi hột nghĩ cách lật ngược tình thế. Tôi định rủ cậu đi xem phim vì tôi không quan tâm mấy tin đồn hẹn hò nhảm nhí, nhưng cậu thì khác nhỉ. Shinomider cũng muốn đi xem phim lắm vì ngay từ đầu, người gửi vé trúng thưởng cho Chika là cô mà, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị đây, tuy nhiên không thể xuống nước nhận lời dễ dàng như vậy được, kỹ năng thiếu nữ ngây thơ kích hoạt. Shinomider tỏ vẻ thẹn thùng làm Shirogane không đỡ kịp, trận chiến tâm lý giữa hai thiên tài quả nhiên không tầm thường, cơ mà nhiêu đó chưa đủ đâu. Chika đột nhiên lôi ra thêm hai vé xem phim khác và nói, nếu hai người không muốn xem phim tình cảm thì phim hoạt hình cũng được nè, lại một lần nữa ai mượn vậy bà nội. Thế là trận chiến tình yêu bảo vệ sự tôn nghiêm giữa Shirogane và Shinomider đã kết thúc một cách lãng xẹt. Vài ngày sau, Shinomider nhận được một bức thư tỏ tình rủ cô đi ăn tối. Shinomider lập tức kể cho Chika nghe, còn cố tình ra vẻ háo hức mong chờ buổi hẹn hò sắp tới. Shirogane thấy vậy nổi máu ghen tức muốn oi máu, một thế cơ mới lại được lập nên, cậu phải làm gì đó để ngăn Shinomider, nhưng phải hợp lý và không được quá lộ liễu. Shinomider đã liệu trước mọi thứ và lập ra cái bẫy này để ép hội trưởng thổ lộ tình cảm trước. Hết cách, Shirogane đe dọa Shinomider rằng sẽ mách giáo viên nếu cô có quan hệ bất chính trong học viện. Alo, chơi giờ vậy cha nội. Shinomider cũng nhất quyết không đầu hàng. Cô khẳng định mình sẵn sàng hy sinh cả thể xác lẫn linh hồn cho tình yêu đích thực. Vậy nếu tôi tỏ tình với cậu thì cậu có suy nghĩ lại không? Giận quá mất khôn. Shirogane lỡ mồm nói thật tâm làm Shinomider bối rối chỉ biết gật đầu. Shirogane nắm bắt cơ hội đảo ngược tình thế. Nếu Shinomider có thể đổi ý dễ dàng vì người khác như vậy thì đó không phải tình yêu đích thực. Cơ rút sắp sửa đi gặp trai mà ông này đã không can ngăn thì chớ, còn nói bóng gió chọc tức người ta. Shinomider tức giận bỏ đi nhưng cuối cùng cũng có bàn tay giữ cô lại. Chẳng lẽ hội trưởng đổi ý rồi? Hong bé ơi, là Chika nha. Kết quả Shinomider bắt buộc phải hủy cuộc hẹn vì bị Chika ngăn cản. Hôm nay hội trưởng tự làm cơm hộp mang tới trường khiến cả văn phòng ai nhìn cũng phát thèm. Con trai mà biết nấu ăn cỡ này thì đúng là số rách, chuẩn Gucci em rồi còn gì nữa. Shinomider cũng thèm lắm nhưng lòng tự trọng không cho phép cô đi xin ăn người khác. Đang loay hoay tìm chiến lược tác chiến thì bà Chika nhảy vô xin ăn thử cơm hộp của Shirogane. Ủa, ăn kiểu này là hôn gián tiếp rồi còn gì. Chị em xong em mút cây cà lem của chị. Được lắm Chika, từ nay chúng ta tuyệt giao. Ngày hôm sau Shinomider cũng đích thân làm cơm hộp mang đến. Cái này có ô dễ quá hong vậy. Mọi người trố mắt nhìn hộp cơm của Shinomider mà khen nức nở, cứ tưởng lần này hội trưởng sẽ phát thèm rồi cầu xin đổi cơm hộp với cô. Ai dè sau đó mạnh ai nấy ăn. Shinomider bị bơ toàn tập của Chika. Cái hộp cơm của cậu là sao vậy? À, hội trưởng làm cho mình đó. Máu hoạn thư nổi lên sát khí. Shinomider tỏa ra kinh khủng tới độ làm Shirogane tưởng cô đang khinh thường món ăn cậu làm. Sợ quá phải chạy thôi. Ơ kìa, còn chưa kịp ăn kém miếng nào cơ mà. Không ngờ cuối cùng người ở lại chia sẻ đồ ăn cho Shinomider lại là Chika. À thì đồ ăn đó cũng là do hội trưởng làm mà, nên tính ra kế hoạch sau cùng vẫn thành công theo một cách nào đó mà nhỉ. Thời đại công nghệ phát triển vượt bậc tới mức người kẹt xỉ như Shirogane cũng phải mua điện thoại thông minh để không bị tối cổ. Cập tin tức chỉ là cái cớ thôi, thật ra cậu muốn dùng điện thoại làm công cụ tác chiến nhắm vào Shinomider cơ mà. Chỉ có mỗi Chika vui vẻ tới trao đổi phương thức liên lạc, còn Shinomider vẫn bình chân như vậy. Tất nhiên rồi, phải làm giá chứ, việc chủ động trước giờ là của cánh đàn ông mà. Thấy thế, Shirogane thực hiện kế hoạch tiếp theo. Cậu dùng hình hồi nhỏ làm ảnh đại diện cá nhân của mình. Nghe Chika cùng hội trưởng nói chuyện rôm rả về bức hình, Shinomider cũng muốn xem lắm mà không lẽ xuống nước tại đây. Không được, lòng tự tôn của một tiểu thư không cho phép cô làm thế.
Shinomider dùng chiêu nước mắt cá sấu, than trách Shirogane và Chika nhẫn tâm cho cô ra rìa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hội trưởng thấy vẻ yếu đuối của cô, cũng bất giác chạy tới an ủi rồi giơ hình lên cho cô xem. Chết miệng lỡ tay thu về không kịp, Shirogane mất con át chủ bài còn Shinomider đã lật kèo một cách ngoạn mục. Ủa mà khoan, xài điện thoại đập đá mà đòi trao đổi nick chat mạng xã hội là sao má? Nhà giàu mà sao không chịu mua điện thoại mới vậy trời? Sau một hồi cãi lộn, cuối cùng hai người họ cũng trao đổi số điện thoại cho nhau. Thời tiết đang dần ấm lên, cả nhóm bắt đầu bàn xem kỳ nghỉ này đi dã ngoại ở đâu thì được. Dã ngoại chắc chắn là phải đi núi rồi. Shirogane tưởng tượng ra viễn cảnh ngọt ngào lãng mạn cùng với cờ rút trong đêm sao. Hong bé ơi, đi biển hợp lý hơn chứ, biển đẹp biết nhường nào. Shinomider tạt cho cậu một gáo nước lạnh thẳng mặt. Cô đã suy tính tới việc mình sẽ mặc đồ bơi gì và quyến rũ hội trưởng ở bãi biển như thế nào luôn rồi. Địa bàn cũng quan trọng như chiến thuật vậy, ai được đấu trên sân nhà đương nhiên sẽ có lợi thế hơn. Shirogane viện đủ lý do để không phải đi biển nào là đông người, dễ cháy nắng, thậm chí là có cá mập, nhưng chủ yếu là vì ông nội này không biết bơi. Đi biển với gái mà mang phao theo thì nhục bỏ mẹ, nhưng yên tâm, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền mà. Mấy cái đó thì Shinomider không thiếu. Hơn nữa, cô còn nhấn mạnh với hội trưởng rằng trên núi có rất nhiều sâu bọ nên không tốt đâu. Đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Shinomider đã đánh thẳng vào điểm yếu thứ hai của Shirogane. Đúng vậy, cậu rất sợ sâu bọ. Ngay lúc Shirogane đầu hàng chấp nhận đi biển, bà chị Shinomider lại quay xe bảo thôi đi núi đi. Tại sao ư? Vì cô đã quên mất còn có Chika ở đây. Nhìn vào bộ ngực đầy đặn đó, Shinomider đã mất hết sự tự tin của mình. Không thể để cờ rút biết mình ngực phẳng được, và cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Cuối cùng đành phải để Chika đưa ra quyết định khách quan nhất. U là trời, nhờ ai không nhờ ngay bà nội đam mê chuyện tâm linh. Bà kêu cả nhóm lên núi Kinh Hoàng Hầu Đồng ở trển. Thôi để tới hè rồi tính tiếp. Hào quang của Shirogane lớn tới nỗi các học sinh trong trường đều đồn rằng cậu là người rất đào hoa và dày dặn kinh nghiệm trong tình yêu. Cũng vì vậy mà cậu học sinh này đã tìm tới Shirogane để xin tư vấn chuyện tình cảm. Kinh nghiệm cái búa, cha nội này còn chưa bao giờ tỏ tình với ai, nói chi tới ba cái tình trường phức tạp. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, nếu để mọi người biết cậu vẫn còn là trai tân sẽ rất mất mặt. Shinomider được dịp hiếm có cũng núp lùng nghe thử quan điểm của Cruz như thế nào. Chuyện là cậu học sinh này muốn tỏ tình với cô bạn cùng lớp, nhưng lại sợ bị từ chối. Nam nhi đại trượng phu sợ cái gì chứ? Chẳng phải người ta đã tặng sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân cho cậu rồi hay sao? Chủ động hỏi cậu có bạn gái chưa chính là để thăm dò cậu còn gì. Tự tin lên, wow, kinh nghiệm bằng không mà chính gió cũng kinh đấy. Shirogane là mẫu chỉ cho cậu bạn cách tỏ tình, dùng chiêu bích đông chặn đường thoát rồi thì thầm lời yêu thật nhỏ nhẹ. Shinomider ở phía bên kia cửa nãy giờ nghe được đỏ hết cả mang tai. Làm như vậy chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không làm thì sẽ không có gì bắt đầu cả. Đừng mãi suy nghĩ lo sợ trước sau mà cứ lấy hết dũng khí tỏ tình đi. Khuyên người ta xong rồi có tự thấy nhột không ông nội? Sau đó cậu học sinh kia thật sự đã tỏ tình thành công. Còn Shinomider sau khi nghe xong những lý lẽ về thuyết yêu đương của Shirogane cũng đối tốt với cậu một cách bất thường. Sao giống bữa ăn cuối cùng trước giờ xử tử vậy ta? Thầy hiệu trưởng đã tịch thu cuốn tạp chí 18 cộng của một học sinh, rồi bảo Shirogane đem đi vứt. Ủa, bảo đi thủ tiêu mà sao còn giữ lại ông? Có ý đồ đúng không? Chika nghe xong cũng tò mò cầm lên đọc thử, kết quả mặt đỏ như gấc luôn. Người ngây thơ như Chika còn dễ hiểu, nhưng không ngờ cả Shirogane cũng là trai tân chưa ai bóc tem. Bất ngờ hơn nữa, tiểu thư mẫu mực như Shinomider lại nói cô đã làm chuyện ấy từ lâu rồi. Học sinh cao trung từng trải qua lần đầu cũng bình thường mà, Nhật Bản đúng là thiên đường. Shinomider nghĩ rằng nếu hội trưởng cảm thấy thụt hậu, cậu ấy sẽ mau chóng muốn có một người bạn gái dày dặn kinh nghiệm mà tỏ tình với mình. Cô lập tức dùng chiêu khích tướng thể hiện bản thân trước mặt Shirogane. Ủa, hội trưởng cậu chưa làm chuyện đó lần nào sao? Mình thì làm với đứa cháu trai sơ sinh rồi còn quay video lại nữa cơ. Khoan dừng khoảng chừng lại 5 giây, sao nghe nó sai sai vậy mấy ông? Shinomider bị biến thái à, hay đây là thú vui tao nhã của quý tộc? Shirogane hình như đã hiểu ra vấn đề, cậu hỏi Shinomider để xác nhận lại cho chắc. Ê, bà có biết lần đầu làm chuyện đó có nghĩa là gì không? Chàng đã hỏi thì thiếp xin thưa Shinomider thản nhiên nói, là hôn chứ còn gì. Trời ơi, thì ra nãy giờ cả đám đều ông nói gà bà nói vịt thôi, ca này để trụy. Chika bước đến giải thích tường tận khai sáng cho Shinomider, và sau đó không còn sau đó nữa. Hôm nay Shirogane và Shinomider ở lại văn phòng làm việc đến tối, rảnh quá, nên cả hai rủ nhau chơi trò 20 câu hỏi xem đối phương hiểu mình tới mức nào. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ hỏi 20 câu để đoán xem thứ người kia đang nghĩ tới là gì. Tuy nhiên người trả lời chỉ được nói có hoặc không, để tăng thêm độ khó. Shinomider yêu cầu hội trưởng đoán hoàn thành thử thách chỉ bằng 10 câu hỏi, chơi luôn chứ sợ gì. Mà kèo này căng à nha, để xem ai sẽ là người chiến thắng nào. Qua vài câu hỏi đầu, Shirogane biết được rằng thứ mà Shinomider đang nghĩ tới có thể chạm vào được, có thể thay đổi nhiệt độ và cô không sở hữu nó. Nhưng khi cậu hỏi đó có phải thứ mà cô thích không, Shinomider lại ngượng ngùng bảo có. Hỏi có phải sinh vật sống không cũng bảo đúng luôn, vậy không phải mình sao? Shirogane bất ngờ nhận ra đáp án, chẳng lẽ đây là cách cô ấy tỏ tình. Để chắc chắn hơn, Shirogane sử dụng luôn câu hỏi cuối cùng, có phải là ai đó đẹp trai thông minh có mái tóc màu vàng cùng cặp mắt sắc bén không? Tự luyến hơi lỗ rồi ông ơi. Không ngờ Shinomider thật sự gật đầu đáp đúng, vậy là Shirogane rồi chứ còn gì nữa. Đáp án quá rõ ràng, tỏ tình lắt léo kiểu này thì tôi cũng lại bà nữ chính. À mà khoan, bình thường Shinomider có để lộ cảm xúc thật dễ dàng như vậy đâu nhỉ? Dễ gì chị đây thừa nhận tình cảm bằng trò chơi, còn con này. Shirogane bình tĩnh suy xét đưa ra đáp án cuối cùng là con chó, chính xác là con thú cưng của Chika. U là trời, cạn lời thật sự, quả nhiên không ai hiểu Shinomider bằng hội trưởng đây.
là một tiểu thư đài cắt chính hiệu Sinomide luôn có xe đưa đón mỗi ngày, hiếm khi có cơ hội xe bị hỏng như hôm nay, cô quyết định tự đi bộ tới trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác, sẵn đi bộ rồi thì suy tính đường đi nước bước để được đi học cùng cờ giúp luôn, một mũi tên trúng hai con nhạn, cơ mà hong bé ơi. Sinomide đang đi thì gặp một bé gái đứng khóc giữa đường, nếu không nhanh lên sẽ không gặp được hội trưởng mất, miệng nói thế nhưng vẫn quay lại giúp đỡ, đứa nhỏ khóc vì không biết qua đường, Sinomide đành phải dắt em nó đến tận trường học. Thật ra lúc trước cô bé cũng đi học cùng bạn bè, nhưng khi lên lớp các bạn của em lại bảo rằng không thể đi chung được nữa, em cô đơn lắm, em muốn đi cùng mọi người. Câu nói đó đã chạm vào nỗi lòng thầm kín của Sinomide. Cô đồng cảm với đứa bé này, vì thật chất cô cũng muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác, không phải tiểu thư nhà tài phiệt, cũng chả cần được xe đưa đón, cái cô cần chỉ là niềm vui bình dị như vậy thôi. Sinomide an ủi cô bé và khuyên em hãy nói hết lòng mình với bạn, nếu không tiện đường thì cả hai có thể hẹn nhau ở một điểm nào đó rồi đi chung mà. Mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ có kế hoạch của cô là bung bét hết cả lên, sắp chế học luôn rồi, u là trời, quả nhiên trời không phụ lòng người. Ngay lúc này Sinomide bắt gặp Shirogane đang đạp xe chạy bán mạng tới trường. Ủa cậu cũng đi học trễ hả? Trễ cái búa ấy, chuông chưa reo là chưa muộn, thành viên hội học sinh không được phép đi học trễ. Và thế là cả hai đèo nhau trên con xe đến trường. Ước mơ của Sinomide đã thành hiện thực. Học viện sắp tổ chức một buổi lễ chào mừng du học sinh Pháp và chủ đề của lễ hội lần này là hóa trang. Sinomide mới đeo thử tai mèo thôi mà Shirogane đã không chịu nổi rồi. Cô dễ thương tới độ khiến nội tâm cậu gào rú muốn hốt về làm vợ luôn. Vợ đẹp là thế nhưng khi ông chồng cũng đeo cái bờm tai lên thì thiệt là ba chấm. Nhìn chán nhập gì vậy mà Sinomide lại thích tới nhỏ dãi. Trời ơi, hội trưởng dễ thương quá. Mắt nhìn của bà này có vấn đề chắc luôn, còn không thì thuộc trường phái thích ăn mặn. Sinomide cố gắng kìm nén cảm xúc tới độ tự cắn lưỡi của mình. Tuy nhiên cô vẫn chịu không được mà cười nửa miệng. Sukana sao nụ cười đó? Vào mắt Shirogane lại trở thành vẻ mặt kinh bỉ đáng sợ. Không lẽ mình đeo tai mèo xấu tới vậy ư? Nghĩ vậy nên Shirogane tự ti và né tránh không muốn chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng nghĩ lại nếu đồng ý chụp, anh cậu có thể đường đường chính chính lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của Sinomide. Cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ lỡ chụp nét vào nhé Chika. Quay xe nhanh giữ vậy cha nội, cơ mà vì đối phương quá dễ thương nên cả hai đều lo lắng tới độ trưng ra vẻ mặt như muốn nuốt sống người ta. Chụp hình chứ có phải lên đồng đâu. Chika nhận thấy tình hình bất ổn liền nhanh chóng tịch thu tai mèo. Lúc này hai người mới tỉnh táo trở lại, quả nhiên tai mèo thật đáng sợ. Tiếp theo là đi mua đồ làm quà kỷ niệm, ai rảnh mà dành ngày nghỉ của mình để đi mua đồ linh tinh chứ. Nói thế thôi chứ Shirogane đã nghĩ tới cảnh cùng cờ giúp đi shopping như cặp vợ chồng mới cưới rồi, khoái gần chết mà còn làm giá dối lòng chi anh ơi. Vậy thì cả đám cùng chơi trò chơi đi, ai thua sẽ phải đi mua đồ. Tôi để ý từ đầu phim tới giờ bà thư ký này chả được gì ngoài tài lanh. Trò bọn họ sắp chơi có tên là tử cấm, mỗi người sẽ viết một từ bất kỳ ra giấy rồi đưa cho người bên phải, người nhận được từ cấm sẽ không biết đó là từ gì và cũng không được phép nói ra từ đó. Shirogane viết vào giấy từ mà Chika hay nói để gài bẫy cô, nhưng hong bé ơi, Chika bắn giáp miệng luôn rồi làm sao nói chuyện bình thường được, còn lâu chị đây mới dính bẫy nhé. Không ngờ từ cấm của Sinomide lại là từ thích, làm sao để cô ấy nói từ đó ra đây. Shirogane cố tình đá sang hỏi Chika thứ cô ghét là gì nhằm liên kết chủ đề cuộc trò chuyện. Bất ngờ hơn, thứ Chika ghét lại là chính bản thân mình, vì tính cô vốn ngây thơ tới mức có thể vô ý làm tổn thương người khác. Mọi người biết điều đó nên luôn giữ khoảng cách với Chika, còn cô chẳng biết phải làm sao để thay đổi. Sinomide thấy vậy liền an ủi bạn, không sao đâu, mình không hề ghét bỏ cậu, ngược lại còn rất thích nữa đó. Chúng rồi, Sinomide vậy mà lại bị dính bẫy nước mắt cá sấu của Chika. Tuy nhiên những lời bộc bạch ban nãy hoàn toàn là giả ư? Ánh mắt và vẻ mặt ấy đã làm Shirogane phải bận tâm. Nếu bây giờ cậu cố tình thua để được đi mua sắm với Shinomisa thì cũng có nghĩa là Chika sẽ bị cô lập. Shirogane không hề muốn sát muối vào vết thương lòng của bạn mình một chút nào. Cậu quyết định hy sinh vì đại nghĩa tới bến thôi. Lần này tôi sẽ chơi nghiêm túc. Dính trưởng luôn rồi, không ngờ từ cấm của Shirogane lại là từ nghiêm túc. Cứ tưởng đại trượng phu thế nào, ai dè bị Chika hạ đao ván trong một nốt nhạc. Nhục quá nhục. Ngày mai Shirogane và Sinomide sẽ cùng nhau đi mua sắm. Nói là vậy mà sao giờ này còn chưa chịu nhắn tin bản kế hoạch với người ta vậy trời. Sinomide chờ sốt ruột cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ Shirogane chủ động liên lạc. Hầu gái đứng bên cạnh thấy mệt quá bấm số gọi điện thoại dùng cô chủ luôn cho nhanh. Tuy nhiên người nhấc máy không phải là Shirogane mà là ba của cậu. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng nói chuyện được với đúng người. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành xuất sắc, còn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của hội trưởng nữa. Phải tăng lương cho hầu gái thôi. Chốt ngày giờ cho đã vô xong, sáng ngày hôm sau mưa tầm tã, Sinomide tính bất chấp thời tiết chạy tới chỗ hẹn rồi mà bị hầu gái cản lại. Làm gì có thằng khùng nào ra ngoài giữa trời mưa như vậy chứ? Có một thằng ở đây nè, Shirogane đứng đợi dưới mưa ướt như chuột lột, cuối cùng nhận được tin nhắn hủy kèo của Kurut, đau nhiều chút ở trong tim. Dù có hơi gian truân nhưng cũng may buổi lễ chào mừng diễn ra thành công tốt đẹp. Sinomide nói mình không giỏi ngoại ngữ, Shirogane liền nói vài câu giới thiệu lấy le với gái. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi có một học sinh Pháp tới bắt chuyện với họ. Shirogane nghe không hiểu gì định lấy từ điển ra dò thì đùng, hết hồn chưa? Sinomide bắn một tràng tiếng Pháp như tạt nước lạnh vào mặt cậu. Không chỉ thế, cả Chika cũng nói rất sõi tiếng Pháp, nãy giờ toàn múa rìu qua mắt thợ. Shirogane nhục hơn con cá nục luôn. Thật ra đây chính là bài kiểm tra của ngài hiệu trưởng dành cho cậu, không qua được thì bái bai cái chức chủ tịch hội học sinh đi là vừa. Đây là hội phó hội du học sinh Pháp Betsy, cô ta nổi tiếng với chiếc lưỡi sắc bén như dao, có thể chém ngọt bất cứ ai bằng những câu chửi của mình, cơ mà xúc phạm cỡ nào cũng vô dụng thôi. Tại ông nội Shirogane có hiểu tiếng Pháp đâu, ổng nghe mấy câu Betsy chửi như nước đổ đầu vịt toàn đáp vâng vâng dạ dạ cho có. Thì ra ngu dốt cũng là một loại năng lực, nhưng xin lỗi nha chồng chị không hiểu chứ chị đây hiểu hết đó.
Sinomider đã thấy, đã nghe và đã ghim. Cô chửi lại Betsy bằng một tràng tiếng Pháp như đường tăng. Niệm chú Kim cô chị Tôn Ngộ Không. Kẻ địch hoảng loạn chạy trốn, Sinomider mới chợt nhớ ra hội trưởng đang đứng bên cạnh. Chết rồi, nãy lỡ chửi bậy hăng quá. Không biết hội trưởng có coi mình là kẻ thô lỗ không? Lo bỏ trắng răng chị ơi, ông có hiểu cái gì đâu mà. Tất cả những gì Shirogane làm cho Sinomider là đứng ra bảo vệ cậu. Tình cảm cả hai cứ vậy tăng lên thêm một bậc nữa rồi. Vài ngày sau lại có một cô bạn đến muốn nhờ Sinomider tư vấn chuyện tình cảm. Ủa, đây không phải là cô bạn được cậu nam sinh kia tỏ tình lần trước đây sao? Bạn trai thì đến xin Shirogane bí quyết tỏ tình, còn bạn gái lại tới hỏi Sinomider cách chia tay người yêu trong êm đẹp. Bộ nhìn chị giống người dày dặn kinh nghiệm tình trường lắm hả? Tuy vậy vẫn phải bảo vệ hình tượng tiểu thư quý nên không được lộ điểm yếu. Sinomider bảo bạn nữ thử liệt kê những điểm tốt của bạn trai để xác nhận tình cảm của mình. Mọi đặc điểm như là học giỏi, thông minh, biết nỗ lực, luôn giúp đỡ người khác và có ánh mắt sắc lạnh chẳng hạn. Wow, alo, nghe miêu tả sao thấy giống ai kia vậy ta? Thật ra chỉ cần cậu thích thì kể cả điểm xấu của người ta cũng thành điểm tốt trong mắt cậu thôi. Chica ở ngoài nghe thấy cũng muốn nhập cuộc làm thám tử tình yêu. Cô bảo bạn nữ tưởng tượng cảnh bạn trai ve vãn người con gái khác xem thế nào. Bạn nữ chỉ thấy hơi buồn thôi, còn Sinomider thì tức muốn xì khói. Đấy là ghen, vì càng thích một người ta càng muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình. Vậy làm thế nào để tình cảm cả hai thêm gắn kết đây? Chỉ cần tìm kẻ thù chung để cùng nhau chống lại là được. Kẻ thù ở đây có thể là nỗi sợ hay những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì như vậy hai người sẽ đồng lòng hơn. Sinomider nói nghe logic vậy, mà bà Chica lại hiểu kẻ thù chung chính là những mặt tối trong xã hội, chiến tranh hay thậm chí là khoảng cách giàu nghèo cũng có thể là kẻ thù của chúng ta. Ủa alo, gì mà vĩ mô dữ vậy bà nội? Tưởng Chica lại gây rắc rối đủ rồi ai dè, cặp đôi kia lại cùng nhau đi làm hoạt động từ thiện, vừa giải cứu thế giới vừa tăng thêm tình cảm một công đôi việc. Mặt khác ở phía bên này, Shirogane đang tập trung phát cú bóng siêu đẳng. Trời ơi, té kiểu gì hay vậy cha nội? Đúng vậy, trình độ học vấn của Shirogane rất xuất sắc, tuy nhiên khả năng chơi thể thao của cậu lại là một thảm họa mang tầm cỡ vĩ mô. Tuần sau có tiết học bóng chuyền, không thể để lộ điểm yếu trước mặt các học viên khác được. Từ giờ tới đó, Shirogane ít nhất phải chơi bóng được giống người bình thường. Thế nên cậu lao đầu vào luyện tập một cách tuyệt vọng. Tình cờ Chica đến phòng tập lấy đồ nên đã thấy mọi thứ. Thôi xong rồi, hình tượng hội trưởng văn võ xong toàn tan thành mây khói. Chica ngỏ ý muốn giúp Shirogane chơi bóng chuyền. Muốn dạy người khác trước tiên bản thân phải làm được đã chứ. Hội trưởng coi thường bánh bèo và cái cách chị đây chuyền bóng còn mượt hơn cả Sâm Siêu. Được rồi, tiết học bắt đầu. Nhưng dù có cố bao nhiêu, Shirogane mỗi lần phát bóng cũng đều tự vả vào mặt mình. Sao ông làm được hay vậy? U là trời, tức cái lồng ngực, Chica ác quỷ đã tỉnh giấc. Chuỗi ngày luyện tập địa ngục của Shirogane bắt đầu. Ngày qua ngày Shirogane luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng có thể phát bóng chuẩn xác. Chica nhìn thấy mừng rớt nước mắt, cơ mà còn chưa kịp nghỉ ngơi ông nội này đã bắt cô dạy tiếp cách đỡ và tung bóng. Ừ thì chơi bóng chuyền mà biết mỗi phát bóng thì sao mà được, đúng là ác mộng mà. Quả nhiên một tuần sau Shirogane thể hiện rất tốt trên sân bóng, phải nói là cực kỳ ngầu lòi luôn. Chica đứng một bên cảm động tới rơi lệ vì thằng nhỏ do mình nuôi dạy đã lớn khôn rồi. Hôm nay trời mưa tầm tã, trùng hợp xe của nhà Sinomider bị hỏng lốp nên cô phải đi bộ. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để Shirogane tăng độ thiện cảm với Kus. Cảnh tượng cặp đôi vai kề vai dưới một chiếc dù lãng mạn biết bao, phải triển ngay và luôn chứ lị. Sukana cái là cả hai ông bà đều để quên dù ở nhà. Kiểu này thì kế hoạch hỏng bét hết rồi còn đâu. Thật ra cả hai đều có mang dù trong cặp, nhưng vì muốn đi chung với đối phương nên mới nói dối là mình quên mang. Hợp ý nhau quá cũng khổ, cả suy tính hành động cũng y chang người kia. Thế trận mới lại được vẽ ra, cả Shirogane và Sinomider đều biết đối phương đang nói dối, ai vạch trần được lời nói dối của người kia sẽ giành chiến thắng. Bình thường Shirogane đều đạp xe đến trường, nhưng hôm nay cậu đột nhiên chuyển sang đi bằng tàu điện, chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì cậu biết trời sẽ mưa, mà nếu đã xem dự báo thời tiết, không lý nào Shirogane lại không mang theo dù. Tôi nói vậy có đúng không hội trưởng? Những suy luận sắc bén của Sinomider khiến Shirogane không thể chối cãi. Ngay từ đầu mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Sinomider. Trước đó cô đã xem dự báo thời tiết, rồi lên kế hoạch chọc thủng lốp xe để được đi bộ về nhà. Để chắc chắn, Sinomider còn kiểm tra bãi đỗ xe nhằm xác nhận hôm nay hội trưởng không đi xe đạp. Đến lúc lời nói dối của Shirogane sắp bị vạch trần, bà cô Chica không biết từ đâu nhảy ra cho Sinomider mượn dù dự phòng. Tài lanh vừa thôi bà nội, người ta sắp thắng tới nơi rồi, u là trời. Thôi thì mượn nước đẩy thuyền, cô rủ Shirogane đi chung dù về nhà luôn. Tuy giữa chừng xuất hiện sai số nhưng kế hoạch cũng được coi là đầu xuôi đuôi lọt. Ishigami là thành viên thứ 4 của hội học sinh. Cậu được Shirogane để cử vào vị trí kế toán nhờ vào năng lực làm việc vượt trội, một chuyên gia xử lý dữ liệu thích tự kỷ một mình và luôn trực chờ để rời khỏi hội học sinh. Lý do ư? Bởi vì khi làm việc ở đây, Ishigami sợ một ngày nào đó sẽ bị Sinomider thử tiêu lúc nào không hay. Chuyện bắt đầu từ tháng trước khi Sinomider định rủ hội trưởng đi cà phê bằng phiếu giảm giá. Xui sao, trước đó thanh niên Ishigami lại vô tình tìm thấy mấy tấm phiếu được cô giấu dưới bàn. Cậu vui lòng giữ kín bí mật này nhé. Sinomider tỏa ra sát khí đe dọa cực mạnh làm Ishigami sợ muốn xón ra quần. Chưa hết đâu, tuần trước cậu đã lấy hết can đảm đi xác nhận xem Sinomider có thật sự thích hội trưởng không. Đương nhiên là cô chối đây đẩy rồi. Đời nào vụ tiểu thư này chịu thừa nhận tình cảm đơn phương của mình. Vậy thì em sẽ nói lại với hội trưởng để anh ấy không làm phiền chị nữa nhé. Ủa alo, ai mượn vậy? Sinomider nghe thấy lập tức lao lên lôi cổ cậu lại. Suýt chút nữa là Ishigami toi vì bị siết cổ rồi. Sau cuộc hội thoại đó, Ishigami bị sang chấn tâm lý tới giờ luôn. Trời mẹ ơi, sát nhân hiện nguyên hình rồi kìa, không lẽ muốn giết Ishigami để bịt miệng sao? Gì vậy mấy cha, hôm nay là ngày giúp câu lạc bộ kịch thử trang phục mà, mấy thứ này chỉ là đồ giả thôi. Shirogane thở phào nhẹ nhõm,
làm gì có chuyện Bruce dễ thương của cậu đi giết người chứ. Vừa dứt lời thì Chika người đầy máu bước vào phòng làm cả đám hoảng loạn. Đùa tí thôi, lêu lêu đồ ngốc, quả nhiên Ishigami đã lo lắng thái quá rồi. Shirogane khuyên cậu hãy bình tĩnh lại và nên có niềm tin vào đồng đội hơn. Tin cái nịt, Shinomider đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người từ đầu tới cuối. Cô nhẹ nhàng đi tới đe dọa cậu không nên lỡ miệng nói quá nhiều, nếu không thì chị đây cũng có ngày lỡ tay đấy nhé. Con gái khi yêu đúng là ác quỷ đầu thai mà. Ngày hôm sau, Chika mang đến một quyển sách trắc nghiệm tâm lý cô mượn được từ thư viện. Sẵn đang rảnh rỗi, cả bọn cùng thử trả lời câu hỏi cho vui nào. Câu hỏi là nếu đang đi trên một con đường tối tăm, bạn muốn người đột nhiên vỗ vai bạn, từ sau lưng sẽ là ai? Shinomider đắn đo một lúc rồi nói tên Chika, làm cô bạn cũng bất giác đỏ mặt. Thật ra đáp án của câu hỏi này ám chỉ người mà bạn thích. Shinomider thừa biết vì cô đã đọc hết cuốn sách đó rồi, giờ chỉ cần nghe xem đáp án của hội trưởng có phải là cô hay không thôi. Nếu đúng như mong đợi vậy, chẳng phải hội trưởng đã tỏ tình với Shinomider rồi sao? Tất nhiên đáp án của Shirogane chính là Shinomider rồi. Đang định trả lời cơ mà sao bà Chika cười toe toét vậy? Khoan, có gì đó sai sai, không lý nào một người cùng phim tình cảm như Chika lại hỏi mấy câu sáo rỗng được. Shirogane dường như đã đoán được tình hình cậu lắt léo, nói đáp án của mình là em gái ruột. Trả lời gì chán ngắt, Chika lên mạng tìm thêm vài câu hỏi hay ho để chơi. Lần này Shinomider toang rồi. Nếu đang ở một cánh đồng đầy hoa và có thể lấy về bao nhiêu tùy thích, thì bạn muốn lấy bao nhiêu bông? Chika sẽ cẩn thận chọn một bông hoa đẹp nhất cho mình, ít nhưng chất lượng. Shinomider thì nói sẽ lấy về những bông hoa mình thích nhất để làm thành một bó, còn Shirogane thì muốn lấy hết cho tới khi chất đầy xe tải luôn, đem về đốt uống hay gì cha nội. Và thật không thể ngờ kết quả của câu hỏi trắc nghiệm là số hoa bạn lấy bằng mức độ tình cảm bạn dành cho người mình thích. Cảm xúc của Shinomider tràn ngập hương hoa luôn rồi, hạnh phúc quá đi. Nghe lời khuyên của hầu gái, nên Shinomider đã đi làm móng để thu hút sự chú ý của hội trưởng. Nhưng liệu cậu ấy sẽ thích chứ, hay sẽ cho là lố lăng đây? Cả ngày hôm đó, Shinomider cố gắng quay bộ móng mới của mình trước mặt Shirogane, cơ mà có vẻ không khả thi mấy. Ông cụ chả có phản ứng gì làm màu đó. Chị ơi, nội tâm của Shirogane đang gào thét điên cuồng. Hiếm lắm mới thấy Shinomider trao chuốt vẻ ngoài, có nên hỏi thử không nhỉ? Nhưng lỡ bị nói là quấy rối tình dục thì sao? Mà ở bên này, Ishigami vô tình ngửi thấy mùi thơm từ tóc của Chika, liền vô tư khen một câu, vậy mà lại bị đàn chị nhìn bằng ánh mắt kinh thường, rồi còn chửi là đồ biến thái, tội nghiệp thằng bé. Nhìn thấy tấm gương trước mắt, Shirogane càng thận trọng hơn. Nếu bị Shinomider nói là đồ kinh tởm thì thà cứ chết quách đi cho rồi. Mà khoan, đó thật sự là lý do chính đáng sao, hay cậu chỉ đang viện cớ vì ngại thôi? Quả thực mở miệng khen một ai đó xinh đẹp rất khó. Cuối ngày, Shinomider buồn bã ra về, ai ngờ Shirogane đột nhiên chạy tới. Cậu dùng hết can đảm chỉ vào bộ móng rồi sau đó bỏ chạy. Ủa, lo gì vậy, đã làm phải làm cho chót chứ, tức cái lồng ngực ghê hông. Vài ngày sau đó, có người vẫn tiếp tục tìm đến Shirogane để xin lời khuyên chuyện tình cảm. Vâng, đây cũng chính là anh chàng đã hỏi Shirogane bí quyết tỏ tình bạn gái lần trước. Cái cặp này bộ tình duyên chắc trở lắm, hay sao mà cả ông cả bà đều tìm người tư vấn vậy? Tưởng cha nội này gặp chuyện gì nan giải lắm, ai dè ông tới để hỏi cách nắm tay bạn gái. Shirogane còn đang lo bị hỏi khó quá không biết cách giải quyết, chứ chuyện này thì đơn giản, thuê du thuyền rồi rủ bạn gái lên đó ngắm hoàng hôn đi. Nhưng em làm gì đủ tiền mà thuê anh ơi, vậy đi làm thêm đi, ủa liên quan gì cha nội? Tuy nhiên cậu nam sinh này còn có một vấn đề khác, đó là mỗi khi căng thẳng, bàn tay sẽ tiết nhiều mồ hôi. Đó cũng chính là lý do khiến cậu tự ti không dám nắm tay bạn gái. Vậy tăng tiết mồ hôi này phải phẫu thuật mới hết được cơ, mà trị bệnh cũng phải tốn tiền. Thế cho nên đi làm thêm đi, ủa khoan, sao càng nghe càng giống đa cấp vậy? Đã thế thì hãy để thám tử tình yêu Chika này ra tay. Nếu muốn nắm tay bạn gái thì cứ vậy mà nắm là được mà, nghĩ nhiều chi cho mệt. U là trời, cuối cùng cũng có người suy nghĩ bình thường được một chút. Quả nhiên chỉ cần có đủ tự tin, bạn nam kia hoàn toàn có thể nắm tay bạn gái. May mà chưa nghe Shirogane xúi dại không là đi làm thêm bục mặt rồi. Dạo gần đây tài chính nhà trường có chút sa sút, nên hội học sinh buộc phải cắt giảm chi phí hỗ trợ cho các câu lạc bộ. Là một người có tiền sử bệnh chống đối xã hội, Ishigami đề xuất cắt bớt tiền của câu lạc bộ bóng đá, với lý do đã có nhiều thành viên có bạn gái rồi. Hơn nữa tiến hành thu thuế tình yêu các cặp đôi trong trường cũng giúp giải quyết vấn đề tài chính. Khoan dừng khoảng chừng lại 5 giây, bộ ông có thù với mấy đứa yêu nhau hay gì? Đây chính xác là tư thủ cá nhân của bọn FA bị bội thực cầu lương quanh năm nè. Shirogane thấy tình hình không ổn, lập tức an ủi Ishigami và khuyên cậu nên tham gia một câu lạc bộ nào đó để tái hòa nhập xã hội. Shirogane lấy việc Shinomider tham gia đội cung đạo làm ví dụ, nào ngờ ông nhõi lại to gan đi body shaming cô. Bình thường mấy cô gái khi kéo dây cung sẽ bị vướng lại ở vòng 1, còn chị Shinomider chơi được môn này tại chị ấy phẳng quá mà. Chúc mừng bạn quay vào ô mất lượt, thần chết đứng ngay phía sau còn không hay biết gì. Thôi thì cố gắng sống sót nhé anh bạn, giờ biết vì sao tới giờ ông vẫn ế rồi đó. Hôm nay Chika ngồi uống trà cùng Shinomider, quả nhiên tiểu thư con nhà quyền quý làm gì cũng toát lên vẻ thanh lịch. Tuy nhiên ít ai biết rằng mỗi khi nghe thấy những câu đùa dơ của giới trẻ, như là chim hay bướm này nọ, Shinomider sẽ không nhịn được mà cười phá lên. Đấy là lý do vì sao bà chị này cố nhịn cười tới đỏ mặt sặc nước nãy giờ. Để giữ hình tượng, Chika ngây thơ không biết gì cứ kể chuyện cười nhảm dính mấy từ nhạy cảm. Kết quả làm Shinomider chịu hết nổi, cười lộn ruột đập bàn đập ghế luôn. Chika ngây thơ cuối cùng cũng nhận ra vấn đề hiếm khi thấy vẻ mặt này của Shinomider nên cũng tranh thủ làm đủ trò. Cô còn ác tới độ dụ hội trưởng nói ra từ chim để trêu Shinomider. Wow, bạn tốt dễ sợ. Không thể để hình tượng thiếu nữ bay biến trước mặt Bruce được, Shinomider tìm mọi cách chặn họng Shirogane. Dù cho Chika có hỏi gì, chỉ cần cô chủ động đáp lại trước là được, Shirogane sẽ không có cơ hội làm cô cười. Trời ơi, tức quá, mình chỉ muốn hội trưởng nói ra từ chim thôi, mà sao cậu cứ ngăn cản hoài vậy? Ê, nói nghe hiểu lầm quá má Shirogane. Hết hồn tưởng cả hai bị cùng dâm nên lập tức ôm thân tháo chạy. Mình chơi với bạn hết mình mà bạn chơi lại một vố hết hồn thật sự.
hôm nay có một vị khách bất ngờ ghé thăm văn phòng hội học sinh, người đó không ai khác chính là em gái của Shirogane. Người xưa cũng đã nói, muốn qua thì bắc cầu kiều, muốn yêu cô chị phải chiều cô em. Chính vì thế Shinomide quyết tâm tận dụng cơ hội lấy lòng em chồng tương lai, tính giúp đỡ em gái chỉnh lý giấy tờ, để ra dáng đàn chị đáng tin cậy, vậy mà lại bị Ishigami nưỡng tay trên. Shinomide cay lắm nhưng phải nhịn. Thế thì đổi chiến lược mới trở thành người bạn thân thiết cũng được. Hong bé ơi, vị trí đó là của Chika rồi nha. Hơn nữa cả hai còn thường xuyên qua nhà nhau chơi nữa. Shinomide giận tính người, tôi đau đớn tôi gục ngã. Chika, từ nay tôi sẽ đoạn tuyệt với cậu. Nói thì hay lắm, Chika vừa rủ đi chơi một cái là quay sang ôm ấp liền đưa tay, đây nào mãi bên nhau bạn nhé. Kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới gần rồi, Shinomide nhắc nhở mọi người ôn bài để không làm mất mặt hội học sinh. Ôn bài làm gì chứ, nếu như học hành đàng hoàng ngay từ đầu thì kiến thức đã ở sẵn đó rồi, chém gió đó các bác. Shirogane thậm chí còn xin nghỉ làm thêm để cày 10 đêm liền trước ngày thi. Mấy thằng điểm cao lúc nào cũng nói mình chả học gì cả, tôi đây biết thừa. Tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng có thêm một tên bịp bợm, ngoài miệng thì khuyên mọi người bình tĩnh thư giãn đầu óc thế thôi, chứ Shinomide thật sự rất nghiêm túc với kỳ thi này, là vì từ trước tới giờ cô chưa lần nào thắng được Shirogane. Mà lòng tự tôn của một thiên tài không chấp nhận hai chữ thua cuộc, ai ôn cứ ôn, ai học cứ học, Ishigami bị ăn điểm liệt giết quen rồi, nên chả bận tâm, cậu xách đít về nhà chơi game tiếp. Ngày thi đến, Shirogane ngoài mặt thì điềm nhiên tĩnh lặng, nhưng thực chất cậu căng thẳng tới muốn nôn luôn, cũng dễ hiểu thôi vì leo lên top đầu đã khó, nhưng giữ vững ngôi vương còn khó hơn, chỉ có Shirogane mới hiểu rõ được áp lực ở trên cao kinh khủng thế nào, càng khó khăn hơn khi cậu sinh ta không phải là thiên tài, chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh, học chính là vũ khí duy nhất của cậu, nếu cả việc này cũng không làm tốt được, thì Shirogane sẽ chỉ có thể dõi theo bóng lưng của cô gái thiên tài kia thôi. Cuối cùng Shirogane thành công bảo vệ vị trí đầu bảng, Shinomide chỉ còn nước nhận thua trong cay đắng. Trong khi đó một tuần trước Ishigami đã bị giáo viên nhắc nhở, với điểm số hiện tại chỉ cần thêm một con điểm liệt nữa là xác định cu cậu ở lại lớp. Tuy nhiên Ishigami chả mặn mà gì với học hành hay ôn thi, thậm chí trước ngày thi cậu chỉ chú tâm vào chơi game, đường đường là thành viên hội học sinh mà lại bị lưu ban, thật là không thể chấp nhận được. Shinomide quyết định giáo huấn cậu một phen, khoan chị ơi, thằng nhỏ chỉ ham chơi xíu thôi, có cần làm tới mức này hôm. Sau một hồi nhồi nhét cả đống kiến thức vào đầu một Ishigami chịu hết nổi nằm ra bàn luôn. Nhiều ngày sau đó khóa huấn luyện khắc nghiệt của Shinomide vẫn tiếp tục, dù Ishigami đã cố đào tẩu bao nhiêu lần cũng đều bị cô gông cổ lại, có mà chạy đằng trời nha cưng. Người u ám như Ishigami vốn đã không được lòng mọi người, hơn nữa xung quanh cậu có rất nhiều tin đồn không hay, Ishigami biết điều đó nên đã sớm buông bỏ chuyện trường lớp rồi. Cậu khuyên Shinomide nên tránh xa mình ra thì hơn, dẫu vậy cô vẫn đứng ra bảo vệ cậu khỏi lời đàm tiếu và khẳng định mắt nhìn người của mình trước giờ chưa hề sai. Tuy bình thường có hơi đáng sợ, nhưng Shinomide thực chất lại là một đàn chị rất đáng tin cậy. Cô bỏ bao công sức làm mọi chuyện đơn giản chỉ vì không muốn Ishigami bị ở lại lớp. Trời không phụ lòng người, sau kỳ thi điểm của Ishigami vừa đủ chống liệt một cách thần kỳ, cơ mà sao có nhiều đây điểm vậy, chị đã chỉ dạy cho em tận tâm thế mà không lên top được ư? Xem ra cơn ác mộng của Ishigami chỉ mới bắt đầu thôi. Cơn bão lớn đợt này đã chặn đứng mọi chuyến tàu trên thành phố, cứ đà này Shirogane không thể về nhà được rồi. Shinomide tính rủ cậu đi chung xe của mình về, nhưng nghĩ lại, đây không phải là hẹn hò trên xe hay sao, vậy thì không được, phải để hội trưởng chủ động xin mình cho quá giang chứ, mình không lên tiếng trước đâu. U là trời, tới mức này rồi mà còn làm giá em cũng lại chị. Shinomide liên tục nói bóng gió khuyên hiệu trưởng nên đi nhờ xe của ai đó về. Tưởng ăn chắc được rồi thì có thông báo tàu điện ngầm đã chạy lại, bằng mọi cách không được để Shirogane biết tin này. Shinomide giả phá hư pin điện thoại của Shirogane, rồi sau đó ra ngoài ôm cây đợi thỏ, suy tính trăm bề mà quên tính độ điên của hội trưởng là dở rồi chị ơi. Ổng bất chấp trời mưa vừa đạp xe vừa hú hét như thằng dở hơi đi về, bỏ lại Shinomide giận tính người. Dầm mưa dữ quá thành ra hôm sau bà chị bị bệnh nằm liệt giường luôn, đi thăm bệnh mà kéo cả đám theo thì hơi kỳ, nên hội học sinh quyết định chơi lật bài để chọn người đi thăm Shinomide. Ủa khoan, sao hoa văn trên bộ bài này giống như được đánh số vậy, rõ ràng là ăn gian rồi còn gì. Không ngờ Chika ngày thường ngây thơ giờ lại tâm cơ như vậy, người bị gian lận sẽ bị trừ 5 điểm. Dẫu vậy Chika vẫn có thể lật ngược tình thế một cách dễ dàng. Ngay lúc này Ishigami kể lại rằng hôm đó đã thấy Shinomide đứng ngoài cổng chờ ai đó. Shirogane nghe xong nhận ra ngay Cruz bị bệnh là do mình, cậu phải có trách nhiệm đến thăm cô ấy. Ý chí sục sôi dâng trào, Shirogane nhanh chóng lật kèo giành chiến thắng chung cuộc. Như kế hoạch, Shirogane đến thăm bệnh Shinomide, mới nhìn sơ cái nhà thôi mà áp lực quá trời, gặp ông tướng này tới tận cửa rồi, mà còn định bỏ về làm cô hầu thấy chướng mặt quá, đẩy thẳng tới phòng ngủ vào việc luôn cho lẹ. Ủa má, cái cảnh tượng này là sao, tiểu thư đài cắt đâu, công chúa ngủ trong rừng của tôi đâu. Không thể tin được Shinomide khi bị sốt lại trở nên ngớ ngẩn như vậy, thoạt nhìn thì thấy đang tỉnh đó, nhưng thực chất cô vẫn còn đang mơ màng chưa nhận thức được gì. Tất cả hoạt động hay lời nói của Shinomide lúc phát bệnh hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tuy nhiên khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa, giống như say rượu vậy. Dù có hơi rắc rối, nhưng nhờ cơn sốt này Shinomide đã có thể nói rõ lòng mình, không phải tỏ tình đâu nha các bác, cô chỉ đơn thuần là xin lỗi vì đã làm phiền hội trưởng và nói rằng cô rất vui khi được ở bên cậu. Tưởng vậy là xong hả Hong bé ơi? Shinomide bạo dạn kéo Shirogane lên giường ngủ chung luôn. Trước tình huống này không một thằng đàn ông nào có thể kiềm chế được, ý tôi là trừ Shirogane nha. Người thiếu ngủ thâm niên như ổng ngả lưng một cái, liền ngủ mất đất rồi, không biết nên khen ổng hảo hán hay là nói ổng ngu nữa. Một lúc sau Shinomide tỉnh dậy thấy hội trưởng nằm trên giường mình thì trời ơi bóng đè, thẳng thừng đuổi người ta ra ngoài. Bà làm như bà là người bị hại không bằng gì á, tội nghiệp hội trưởng chưa kịp sơ múi miếng nào đã bị ăn chửi rồi.
hôm nay thầy hiệu trưởng tự nhiên có lòng tốt gửi bánh tới cho hội học sinh, cơ mà tặng có hai cái bánh thì ai ăn ai nhịn thầy ơi. Ishigami thản nhiên lấy một cái ăn mà không hề hay biết rằng mình đã vô tình châm ngòi cho một quả bom nguyên tử. Còn miếng bánh cuối cùng Shinomider và Shirogane nhường qua nhường lại một hồi, kết quả thành xung đột trầm trọng. Một tiếng trôi qua, tình hình càng lúc càng căng thẳng, cả hai đều muốn nhào vô choảng nhau một trận cho rồi, giờ hối hận cũng đã muộn. Ishigami ngồi một bên nghe chửi lộn mà rén thấy bà không được rồi, phải tìm người trợ giúp thôi. Về thai ông bà này ghê, cãi lộn mà còn kể lại chuyện cũ xong cảm động sụt sùi nước mũi các kiểu nữa chứ, rồi đút bánh cho nhau ăn hay là chơi đồ vật vậy trời. Ngay khúc tình cảm thì bà Chika xuất hiện, thấy chưa đã bảo đút ăn cho hẳn hoi đi không chịu nghe, có không giữ mặt cay cú ghê. Chiến tranh như vậy mãi cũng không phải cách, Shinomider và Shirogane lại quay sang tìm quân sư hỏi cách làm hòa với bạn khác giới. Thật ra mâu thuẫn này bắt nguồn từ trận ốm lúc trước của Shinomider. Sau khi tỉnh táo trở lại và xác minh rằng Shirogane trong sạch, cô đã chủ động xin lỗi. Đúng vậy, hội trưởng chưa làm gì cô hết cho nên cô mới tức giận. Bộ mình kém hấp dẫn tới mức đó ư, tại sao cậu ấy chỉ nằm ngủ thôi vậy? Shinomider đã nghĩ như thế đấy, con gái thật khó hiểu. Cuối ngày Shirogane đến và thừa nhận với Shinomider rằng thật ra cậu có chạm một ngón tay vào người cô, nói một cách chính xác cậu đã dùng tay vuốt nhẹ môi khi cô đang ngủ. Shirogane còn chưa kịp nói lời xin lỗi đã được Shinomider đáp lễ lại hành động của mình, vậy là làm hòa với nhau rồi nhỉ, quả nhiên tình yêu rất khó hiểu. Sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, lần trước vẫn chưa quyết định được địa điểm đi dã ngoại, liệu lần này hội nghị bàn tròn có thành công hơn không? Shirogane cố tình gợi lại chuyện cũ với Chika, vậy mà cô lại nói sẽ đi du lịch Hawaii với gia đình, hà được lắm, cái thứ bỏ bạn cầu vinh thế mà bảo muốn đi chơi cùng mọi người cơ đấy. Thậm chí cả Shinomider cũng cố tình bơ đi kế hoạch dã ngoại phen này, coi bộ hết cách rồi. Không ngờ ngay thời khắc quyết định, Ishigami lại đứng về phía Shirogane, cậu nói muốn cùng mọi người tạo nên một kỷ niệm đẹp, thanh xuân ngắn ngủi phải tận hưởng những phút giây còn được bên nhau chứ. Nói chuyện một hồi cả đám chốt kèo đi chơi lễ hội mùa hè cùng nhau trừ Chika, vì quận tham gia một lễ hội khác ở Tây Ban Nha vào ngày hôm đó, anh hùng lập kèo lần này thuộc về Ishigami. Mùa hè, ở nhà rảnh rỗi, Shinomider học cách tạo tài khoản mạng xã hội để giết thời gian. Thú thật thì trình độ công nghệ thông tin của cô chắc cũng ngang ông lão bán bánh kẹo nào đó. Thấy hầu gái đang tắm mà còn phải quấn khăn ra chỉ và cách nhập mật khẩu là hiểu rồi. Vì tài khoản của Shirogane ở chế độ riêng tư nên Shinomider phải gửi yêu cầu theo dõi mới có thể xem hình ảnh của cậu. Tuy nhiên chủ động là việc mà cô tiểu thư này ghét làm nhất trần đời. Con gái mà theo dõi tài khoản của giai vậy mất giá hết. Chị hầu gái phải nghị lực biết bao nhiêu mới có thể đi theo phục vụ bà nội trẻ này vậy. Chuẩn bị tâm lý nãy giờ, kết cục Shinomider vẫn không thể nào nhấp chuột theo dõi hội trưởng. Cô còn định khóa tài khoản của mình lại rồi chờ Shirogane gửi yêu cầu trước. U là trời, tức cái lồng ngực hay là nghỉ việc mịa đi nhỉ? Sau những tháng ngày ăn chơi sa đọa ở nước ngoài, Chika cuối cùng cũng đã bay về quê nhà. Vừa tới Nhật Bản là cô chạy ngay tới quán mì ramen bình dân này. Chika nhanh chóng gọi suất mì đặc biệt của quán với sợi mì siêu cứng. Đầu tiên là gấp toàn bộ món ăn vào muỗng tạo thành ô mì thu nhỏ để có thể nếm tất cả hương vị trong một lần ăn. Tuy nhiên cách ăn từ tốn này có thể làm sợi mì bị nhũn. Vậy ra đó là lý do Chika gọi sợi mì siêu cứng ư? Tính tới cả tốc độ nở của sợi mì trong lúc ăn quả thật không tầm thường. Nhưng chưa đâu, vẫn còn một rào cản ở phía sau. Nó là kẻ thù của phái nữ mỗi khi ăn ramen, chính là tỏi, mùi vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, nếu không ăn sẽ không thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của một bát mì chân chính. Có bấy nhiêu mà cũng đòi làm khó chị hả? Chika dứt khoát dập thêm tỏi vào bát rồi cứ vậy mà húp sạch từ A đến Z. Cách thưởng thức ramen của cô tuần tự và đầy tính nghệ thuật, tới nỗi những người trong quán đều phải nể phục công nhận cô là một người sành ăn mì. Ủa gì dợ, chỉ ăn tô mì thôi mà có cần ô dề dữ vậy không? Từ lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu tới giờ đã 3 tuần trôi qua và Shirogane vẫn chưa được gặp Shinomider lần nào. Cả hai chỉ hẹn gặp nhau đúng một lần vào lễ hội mùa hè cuối tháng. Ngoài vụ đó ra, họ không những không ra ngoài chơi mà còn không nhắn nổi cho nhau một tin nhắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì đối với những người có lòng tự tôn cao, việc mời lời mời đối phương đi chơi là một rào cản tâm lý lớn. Nếu đã không gặp được thôi thì tới văn phòng ngồi tự kỷ cho đỡ nhớ vậy. Không hiểu lý do vì sao bên trong Shirogane dấy lên một linh cảm mãnh liệt, cậu tức tốc đạp xe tới trường rồi lao thẳng tới văn phòng hội học sinh. Nhưng Shinomider không còn ở đây, cô ấy đã đi về rồi. Đúng người sai thời điểm là đây ư? Làm tới mức này rồi sao không chịu nhắn một cái tin cho nhau đi? Cả Shirogane và Shinomider đều mong nhớ nhau tới mức mong cho kỳ nghỉ hè này nhanh kết thúc. Ngày hẹn đi rước dâu à nhầm, đi ngắm lễ hội pháo hoa đã tới. Đáng lý Chika sẽ đi du lịch Tây Ban Nha với gia đình vào hôm nay, nhưng cô đã hủy hẹn để được ở bên bạn bè. Lần đầu tiên Shinomider được ra ngoài chơi cùng mọi người, lần đầu được trực tiếp ngắm pháo hoa chứ không phải nhìn từ xa qua khung cửa sổ. Chưa kể cô còn được ở bên Shirogane cả ngày nữa, nghĩ tới đây sao mà háo hức quá đi. Tuy nhiên đời không như là mơ, vừa bước ra tới cửa Shinomider đã bị vệ sĩ chặn lại, với lý do chỗ đông người rất khó quan sát và bảo vệ. Dù ba là người yêu cầu vệ sĩ bảo vệ cô, nhưng ông có thật sự để tâm đến đứa con gái này không? Shinomider không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn hủy hẹn cho Chika và nói lời xin lỗi, cô đơn quá. Lại một lần nữa, Shinomider trở thành con búp bê quay về chiếc lồng kính vốn có. Không sao hết, mùa hè sẽ sớm kết thúc rồi, mình sẽ gặp lại các bạn thôi. Nhưng lời tự an ủi đó có đủ để ngăn những giọt mắt tủi thân của cô không? Người hầu gái đã lén dùng tài khoản của Shinomider đăng lên một dòng trạng thái với nội dung: bây giờ mình muốn xem pháo hoa. Shirogane đã nhận được nhiệm vụ, cậu phóng xe lao thẳng về dinh thự nhà Shinomider, mà ở phía bên này hầu gái đã thành công thuyết phục cô chủ vượt ngục. Gì đây, người nhện phiên bản anime à? Tuy nhiên thoát được ra ngoài là một chuyện, em tới được điểm xem pháo hoa lại là chuyện khác. Kẹt xe kiểu này coi bộ không tới kịp rồi. Hết cách, Shinomider đành xuống xe chạy bộ. Mà ngay lúc này, không chỉ cô hay Shirogane, cả Ishigami và Chila đều đang trông chờ những người bạn của mình được cùng ngắm pháo hoa.
Với những người mình thích Shinomider đã mong chờ ngày hôm nay biết bao, cô không cần yêu hay được yêu gì cả, chỉ cần ở bên họ thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Dẫu vậy Shinomider vẫn không thể tới kịp giờ bắn pháo hoa, lại một lần nữa thực tế tạt cho cô một áo nước lạnh, quả nhiên cô được phép đứng xem pháo hoa từ xa mà thôi, ở đây không có chỗ dành cho cô. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Shirogane lại một lần nữa đưa Shinomider ra ánh sáng, cả Chika và Ishigami cũng đợi sẵn ngoài này, đi ngắm pháo hoa thôi nào. Lễ hội ở thành phố bên cạnh bị hoãn lại do mưa, cho nên chỉ cần tới đó trong 20 phút chắc chắn sẽ kịp xem pháo hoa. Làm ơn tới kịp đi mà. Dù không như tưởng tượng nhưng ngắm nhìn bầu trời đầy sắc màu từ đây cũng không tệ nhỉ. Mọi người đều chăm chú nhìn pháo hoa, chỉ riêng Shinomider lúc đó đã dồn toàn bộ ánh mắt vào một người. Cô sẽ mãi khắc ghi khoảnh khắc này, khoảnh khắc con tim đập loạn nhịp và Shinomider đã chẳng thể nghe được tiếng pháo hoa. Mùa hè kết thúc, mọi người lại quay trở về cuộc sống học đường thường nhật của mình. Nhớ lại những hành động xấu hổ mình đã làm hôm lễ hội, Shirogane chỉ muốn nhảy nhẹ xuống lầu chết cho rồi. Cả Shinomider cũng tránh mặt cậu này, là người ta ngại chứ không phải khinh bỉ ông hay gì đâu ông ơi. Không được, phải phá bỏ bầu không khí gượng gạo này. Cơ mà cả hai ông bà chả ai chịu mở lời hết trơn, rồi muốn diễn kịch câm hay gì mấy má. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết, Chika và Ishigami bị đuổi khỏi phòng trong một nốt nhạc, giờ không còn ai cản trở nữa. Shinomider lấy hết can đảm mở lời trước, cô muốn nói cảm ơn hội trưởng, cơ mà cha nội kia vì lo lắng quá nên tưởng cô đang khinh thường, nên bắt giò lên cổ chạy luôn, đúng là một câu chuyện buồn, à buồn cười. Lời yêu sao mà khó nói quá, chỉ cần một trong hai thành thật thừa nhận tình cảm với đối phương là ngon cơm rồi, có ai coi phim mà ức chế mấy lần tỏ tình hụt như tôi không, cứ mong Shirogane và Shinomider sớm thành một cặp, cơ mà cứ từ từ đây chỉ mới là phần 1 của phim thôi, biết đâu phần sau tác giả cho hai cô cậu này về chung một nhà cũng không chừng, cùng lót dép hóng phần tiếp theo nhé. Cô hầu gái Hazasaka nửa đêm trà trộn vào văn phòng, đánh cháo đổi hộp cà phê theo lệnh của Shinomider, lần này bà chị lại có kế hoạch gì nữa đây? Thì ra cô đã đổi cà phê hội trưởng thường dùng thành loại không có caffeine. Do lịch làm việc dày đặc nên Shirogane luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Nếu không được nạp caffeine mỗi 3 tiếng cậu sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức. Con nghiện cà phê chính hiệu có khác, các ông đừng học theo Shirogane nhá, không lại xanh cỏ sớm. Bước đầu kế hoạch thành công đúng như dự đoán, Shinomider chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo thì trường hợp khẩn cấp xảy ra. Shirogane dựa vai Shinomider ngủ ngon lành, làm cô bối rối chả biết làm gì nữa. Cô ra lệnh cho Hazasaka, bằng mọi giá không được để bất kỳ ai vào phòng cho tới khi có kế hoạch mới. Cái số làm hầu nữ nó khổ vậy đó, dù cho mệnh lệnh của chủ nhân có vô lý tới đâu thì cũng phải làm cho bằng được. Và thế là cả ngày hôm đó, từ học sinh tới giáo viên không một ai đặt chân vào văn phòng nửa bước. Hễ có dấu hiệu xâm phạm lãnh thổ là bị Hazasaka cho bay màu hết. Vất vả làm nhiệm vụ cả ngày không biết phía cô chủ có tiến triển gì chưa ta. Trời mẹ ơi, từ sáng tới giờ vẫn ngồi y nguyên như cũ vậy, tính ra bao công sức của nữ hầu đổ sông đổ bể à, tức cái mình thiệt chứ. Vài ngày sau đó lại có người tìm đến nhờ Shirogane tư vấn tình cảm. Ủa khoan, tôi nhớ tóc ông này màu đen mà, sao mới nghỉ hè xong khác dữ vậy? Đúng là đời lên voi xuống chó, ai rồi cũng khác mà thôi, nói chuyện tình duyên của mình có vấn đề, mà nãy giờ cha nội này toàn kể mấy chuyện vui vẻ quấn quýt bên bạn gái. Ủa rồi tới đây để nghe tư vấn hay để khoe khoang hả? Cậu thân lâu năm như Ishigami thấy chướng mắt không chịu được, sôi máu muốn giết người, may có hội trưởng cản lại. Vậy hội trưởng à, mùa hè của cậu chắc là được đi chơi nhiều chỗ lắm ha, tôi chỉ toàn học và đi làm thêm thôi, còn cuối hè thì đi ngắm pháo hoa với lũ bạn, nghỉ hè gì mà chán vậy, tội nghiệp ghê, tôi còn được đi chơi với bạn gái nè. À thì ra mày chọn cái chết, tới lúc này không ai cứu mày nữa đâu con trai. Ngay lúc đó cô bạn gái của thanh niên này cũng bước vào, nói muốn tìm Shinomider. Cả hai vợ chồng rủ nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ hay gì mà ai cũng khác bọt dữ vậy, nhìn dáng vẻ cả răm hắc đạo này, không lẽ cả hai người họ đã thân thiết tới mức làm chuyện ấy rồi sao? Đi đến bước cuối cùng rồi chả biết phải làm gì tiếp theo nên mới lết tới đây, hỏi chứ gì. Mới hẹn hò 4 tháng đã lên giường với nhau chẳng phải nhanh quá sao? Ishigami kéo Shirogane ra ngoài, những đôi tình nhân thường sẽ ve vãn nhau ở chỗ vắng người, nhân cơ hội này theo dõi xem họ đã tiến xa bao nhiêu rồi. Mà lúc này Chika và Shinomider vô tình có mặt tại hiện trường, thế là cả hội cùng hóng hớt luôn. Nhịn nó chứ, đã ế thâm niên rồi còn bắt tụi này ăn cẩu lương, có miếng lương tâm nào không? Nào là nắm tay thơm má, rồi còn hôn cổ nữa chứ, mấy cảnh thân mật tình vệ bình đó, quá sức chịu đựng với một tiểu thư như Shinomider. Cô mặt đỏ tía tai ngã lăn quay ra ngất xỉu vì ngượng, ủa người ta không ngại thì thôi chứ mắc mớ gì tới bà. Thấy rồi nè, thật ra toàn bộ chỉ là trò đùa của hai học sinh này thôi, tụi mình yêu nhau trong sáng lắm nên cứ yên tâm đi, người ta dâm luôn có quỷ theo sau, mấy ông nào nãy giờ đang nghĩ bậy thì tém lại nha. Thôi ăn cơm chó nhiều đó đủ rồi, tụi mình chuyển sang chơi board game đi. Chika ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi tự nghĩ ra trò chơi mới và rủ mọi người chơi cùng. Vừa bóc lá bài đầu tiên, Ishigami đã bị cho đi bán muốn vì dính phải thẻ tai nạn giao thông. Cái trò chơi kiểu gì mà chả đạp nhân phẩm người ta thấy ghê. Mỗi lá bài sẽ chứa một sự kiện khác nhau và chúng sẽ dẫn người chơi trải nghiệm hết cuộc sống trong game. Shirogane vì bóc được lá mọt sách nên đã nhanh chóng trở thành học bá trường đại học. Còn Shinomider thì trúng nhiều lá may mắn nên đang dẫn đầu về tài sản. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hội trưởng không trúng lá kết hôn. Vâng, nghe tin Cruz kết hôn với bạn thân, Shinomider hoang mang tột độ. Bình tĩnh chị ơi, này là game, đừng có nhầm lẫn với thực tế rồi xin người ta đấy nhé. Đã kết hôn rồi thì chớ, lại còn sinh con với nhau nữa, u là trời, trò chơi này cũng chi tiết ghê ha. Dù là ngoài đời hay trong game, Shinomider vẫn cô đơn, ngồi trong đóng tiền của mình, giàu cũng khổ lắm chứ bộ. Thôi lấy tiền lau nước mắt tạm đi chị, đây rồi thẻ ly hôn.
Sau khi đẻ một đàn con, Chika ly dị với chồng vì phát hiện mình bị cắm sừng. Aiza đáng thương ghê, đang cười trên nỗi đau của người khác hả bà nội. Nghiệp vừa thôi, trùng hợp hay lúc này Sinomider lại bóc trúng lá kết hôn. Trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng thì khoan hãng. Do trước đó Sinomider đã bóc trúng lá mất niềm tin vào đàn ông, nên không thể kết hôn với Shirogane được. Vậy người làm đám cưới với cô chỉ có thể là Chika. Trời má quay xe gắt dữ. Trò chơi kết thúc, Sinomider giành chiến thắng chung cuộc mà cõi lòng nát tan. Đường tình yêu gì mà lận đận từ ngoài đời vô tới trong game, tội nghiệp ghê. Vài ngày nữa là sinh nhật của hội trưởng, cơ mà vẫn người kẹt xỉ như cậu, thì đó chỉ là ngày tiêu tiền hoang phí không đáng nhắc đến. Sinomider đã lên kế hoạch hết rồi, nhưng nếu Shirogane không chủ động nói với mọi người thì sẽ chẳng ai biết, sinh nhật của cậu sẽ cứ vậy mà trôi qua một cách nhạt nhẽo. Đừng có mơ nhé, bằng mọi giá trị đây sẽ tổ chức sinh nhật cho Cruz. Sinomider rủ mọi người xem bói tử vi bằng ngày sinh trên ứng dụng, như vậy có thể khiến Shirogane chủ động nói ra ngày sinh của mình rồi. Hong bé ơi, anh đây không phải người chơi hệ tâm linh nên không chơi ba cái nhảm nhí đó đâu. Xạo ke vừa thôi, thật ra ông nội này tin sái cổ luôn là đằng khác, sáng nào cũng lên TV xem chương trình bói tử vi. Thậm chí Shirogane còn lấy ngày sinh của mình và Sinomider điền vào ứng dụng phân tích để xem mức hợp nhau của hai người, dồn hết tâm huyết vậy mà kết quả lại cho ra có 50%, còn khẳng định hai người chỉ hợp làm bạn nữa chứ. Sukana vì không muốn Cruz thấy con số thảm hại đó, nên Shirogane mới nhất quyết không chịu nói ngày sinh của mình. Tuy nhiên Sinomider lại hiểu nhầm ý tưởng rằng cậu muốn tổ chức sinh nhật riêng với cô, có lạc quan quá hong dạ bà nội ơi. Và thế là Sinomider hồ hởi phấn khởi nhảy chân sáo ra ngoài, chuẩn bị tiệc để lại đương sự chả hiểu cái mô tê gì. Ngày hôm sau Sinomider đi shopping cùng hội chị em, cô muốn nhân cơ hội này tiếp cận em chồng để mua quà sinh nhật phù hợp cho Shirogane, cơ mà nãy giờ vẫn chưa bắt chuyện được vì KI hoàn toàn bị chị em nhà Chika độc chiếm. Đây rồi, cơ hội ngàn năm có một, phải nhanh chóng tìm chủ để nói chuyện với em nó mới được. Sinomider bắt đầu nói về các dịp lễ rồi trực tiếp hỏi, nhà của KI thường tặng quà gì? Quà sao? Nhà em không có thứ đó, mỗi dịp lễ Tết ba chỉ đưa cho bọn em mỗi người một phiếu mua sách giá 2000 yên thôi. Quên mất nhà hội trưởng cũng thuộc hộ nghèo bền vững, thế thì biết chọn quà kiểu gì đây? Sinomider dần cảm thấy bế tắc. Ôi coi chừng, KI tốt bụng đỡ cô bé bị té, rồi dùng luôn chiếc khăn mới mua băng bó giúp người ta. Dù gia cảnh khó khăn là thế, nhưng KI vẫn sẵn sàng cứu người không hề tiếc của. Cách nói chuyện này phong thái này, sao mà giống hội trưởng quá. Quả nhiên là anh em ruột, Sinomider đi dạo bên cạnh KI, mà có cảm giác như đang hẹn hò với hội trưởng vậy. Tuy sau cùng vẫn chưa hỏi được gì về quà sinh nhật, nhưng mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng tương lai đã trở nên gắn kết hơn. Không hỏi ý kiến được thì mình tự quyết định vậy, và thế là Sinomider làm cho Shirogane một cái bánh sinh nhật không thể ô dề hơn. Này là bánh sinh nhật hay bánh đám cưới vậy bà nội? Tiếng thở dài thườn thượt của hầu gái cũng không đủ thức tỉnh Sinomider, cô tự tin đem bánh tới văn phòng chờ thời cơ thực hiện kế hoạch. Ủa khoan, nghĩ lại thì hình như cái bánh này hơi lố thật. Giờ hối hận cũng muộn rồi bé ơi, Sinomider xấu hổ muốn đội quần. Nội tâm cô liên tục rằng sẽ đấu tranh tư tưởng, xem có nên tặng bánh đám cưới, bánh sinh nhật cho Shirogane hay không. Chủ động tặng bánh như vậy chẳng khác nào tỏ tình với cậu ấy. Tiểu thư nhà Sinomider không thể mất phẩm giá thế được. Kế hoạch ban đầu của cô làm cho Shirogane phải nói lời yêu trước mà. Tuy nhiên Sinomider cũng muốn hội trưởng được vui vẻ, ai lại không thích thổi nến và ăn bánh kem trong ngày sinh nhật của mình cơ chứ. Dù có kiêu hãnh ra sao cô cũng không thể chối cãi rằng mình đã thật sự thích Shirogane. Thôi mệt quá tặng nghĩa đi cho rồi. Sinomider ngượng ngùng vào Shirogane nhắm mắt rồi cắt một phần bánh nhỏ đưa cho cậu. Thông minh đấy, thế nguyên cái bánh còn lại thì sao? Tất nhiên là bị phong ấn trong tủ chứ sao. Nghe mùi là biết bà hầu gái chuẩn bị đi dọn dẹp chiến trường nữa rồi. Shirogane được tặng quà sướng rung người như muốn phi lên 9 tầng mây. Kế hoạch tổ chức sinh nhật lần này thành công mỹ mãn. Ngày hôm sau, Shirogane định dùng chiếc quạt Sinomider tặng để ép cô thừa nhận tình cảm của mình. Chỉ cần hỏi tại sao lại tổ chức sinh nhật riêng cho cậu mà không có ai khác là cô sẽ hết đường chối cãi. Chơi gì dơ dữ vậy cha nội. Tuy nhiên không dễ vậy đâu bé ơi. Trên đường đến văn phòng cô đã cố tình kể hết cho Chika nghe về sinh nhật của hội trưởng. Chika nghe xong liền chạy thẳng một mạch tới chất vấn Shirogane. Tại sao cậu chỉ nói ngày sinh của mình cho Sinomider biết? Cậu cố tình giấu như vậy vì muốn tổ chức sinh nhật riêng với Sinomider đúng không? Cậu thích con người ta rồi chứ gì? Bị dồn tới chân tường, Shirogane buộc phải phản công kịch liệt. Cậu nói rằng mình chưa hề nói ngày sinh của bản thân với ai. Sinomider biết được vì cô ấy đã vô tình nhìn thấy trong danh sách học sinh một năm trước. Nếu như đã biết sinh nhật của tôi, vậy sao Sinomider chịu không nói với ai mà lại tự làm tất cả một mình nhỉ? Shirogane thành công lật ngược thế cờ trong gang tấc. Sinomider cũng muốn phản biện lại, cơ mà nhìn thấy Cruz đang xài đồ mình tặng khiến cô bối rối, suy nghĩ loạn hết cả lên. Chết rồi, phải làm sao đây? Ngay lúc này Ishigami bước vào, Chika lập tức báo với cậu hôm qua là sinh nhật hội trưởng. Cái đó ai mà chả biết. Hơn nữa Ishigami cũng đã sớm tặng Shirogane một cây bút làm quà rồi. Gì chứ, hóa ra chỉ có một mình Chika là không biết gì sao. Đúng rồi, là do cậu không biết chứ đâu phải mình cố tình giấu mọi người đâu. Sinomider nhân cơ hội giải thích cho bản thân cứu nguy một bản thua trông thấy. Đêm trăng rằm hiếm có trong năm cuối cùng cũng tới, là một người cực kỳ yêu thích thiên văn học. Shirogane hăng hái lên kế hoạch kéo hội bạn cùng đi thưởng trăng, cả địa điểm và đồ ăn vặt cậu cũng chuẩn bị hết rồi, không nói nhiều lên đường thôi. Ngắm trăng gì chứ, Sinomider chẳng hề hứng thú với việc này, chỉ có điều không khí về đêm trên sân thượng cũng không tệ. Cô muốn tận dụng cơ hội này tấn công áp đảo Shirogane, nhưng trước đó phải loại bỏ mấy con kỳ đà cản mũi này đã. Sinomider bảo Chika và Ishigami ra phía sau nấu bánh gạo vì chỗ này gió khá lớn vậy là xong. Tuy nhiên chướng ngại cần giải quyết không chỉ có bọn họ đâu Sinomider ơi. Chủ tịch quá đam mê ánh trăng mà chả đoái hoài gì tới cô. Cậu đưa áo khoác cho Sinomider mặc, thậm chí còn hôn gián tiếp qua cốc trà mà chẳng biết ngượng. Bao nhiêu kế hoạch cưa cẩm của Sinomider chưa gì đã tan thành mây khói. Tưởng vậy mà chị đầu hàng à?
Hồng đầu bé ơi, Shinomai đưa thay đổi chiến thuật. Cô hỏi Shizogane về những ngôi sao trên bầu trời để cố gắng bắt sóng. Với cậu, định bụng lúc hội trưởng không để ý, Shinomai đưa sẽ bất ngờ rút ngắn khoảng cách làm cậu bối rối. Ủa alo, nay ăn gì mà bạo dữ vậy ông nội? Shizogane vừa quàng vai Shinomai đưa vừa thao thao bất tuyệt về các chòm sao. Cha này nghiện nặng rồi, gái kế bên còn không thèm để ý. Nhìn mặt trăng, Shizogane chợt nhớ tới câu chuyện về công chúa Kagura, người con gái buộc phải từ bỏ người mình yêu để quay về mặt trăng. Trước khi đi, công chúa đưa cho chàng thư sinh một lọ thuốc trường sinh bất tử, nhưng cái mà anh cần là tình yêu chứ không phải cuộc sống vĩnh hằng. Vì vậy nam nhân đó đã đốt lọ thuốc trường sinh sống cô độc đến cuối đời. Shizogane nghĩ rằng thật ra chính là lời nhắn của công chúa Kagura dành cho người nàng yêu, cô muốn chàng đợi cô quay trở lại. Tiếc rằng nam nhân đó đã không hiểu ý mà từ bỏ hy vọng. Nếu tôi là chàng thư sinh đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay Kagura đâu. Câu nói bất chợt của Shizogane khiến Shinomai đờ lúng túng. Sao có thể vừa thả thính người ta vừa nói mấy chuyện tình yêu bình thản như vậy chứ? Chịu hết nổi rồi, mức độ liêm sỉ của Shinomai đờ đã đạt giới hạn. Sao chỉ có mình tôi xấu hổ, còn cậu thì tình như rồi vậy? Bởi thế nên ổng mới ê đó chị. Và thế là Shinomai đờ ôm mặt bỏ chạy. Còn về phần Shizogane, sáng hôm sau nhớ lại mới mặt đỏ tía tai muốn tìm lỗ chui. Cơ mà muộn rồi ông ơi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà hội học sinh đã hết nhiệm kỳ 3 năm, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc, từng ngóc ngách trong căn phòng này đều là kỷ niệm quý giá. Ủa khoan, còn một chỗ chưa dọn. Căn hầm bí mật này được các đời hội học sinh trước dùng làm trụ sở chính, vậy mà ông nội Shizogane lại không hay biết gì, kiểu này hội trưởng pha ke chắc luôn. Dù biết thiệt nào rồi cũng tàn, nhưng cả ba người không tránh khỏi hụt hẫng. Thời gian qua mọi người vất vả rồi, tạm biệt nhé. Và thế là nhiệm kỳ hội học sinh năm thứ 67 chính thức kết thúc. Giờ thì có một vấn đề nan giải hơn Shinomai đưa cần giải quyết, đó là Sư Hô. Suốt 2 năm học cô toàn gọi Shizogane là hội trưởng. Giờ hết nhiệm kỳ rồi thì sao đây, gọi bằng tên hay bằng họ? Cơ mà đột nhiên kêu tên thân mật vậy có bị ô rể quá khum? Nghĩ chi cho mệt óc bà ơi, Chika với Ishigami người ta gọi Shizogane bằng biệt danh hết trơn. Rồi kìa, không phải Shinomai đưa không muốn gọi Cruz bằng tên, mà vì nếu cô gọi như thế mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt. Từ giờ mỗi người sẽ học một lớp, không có công việc nên cũng sẽ ít gặp mặt nhau hơn. Shizogane vẫn còn một năm học ở trường, nhưng vì phải chú tâm ôn thi đại học nên cậu đã từ chức chủ tịch hội học sinh. Shinomai đưa hy vọng cậu có thể quay lại làm chủ tịch, tuy nhiên cô phải kìm nén mong muốn ích kỷ đó. Dù có nuối tiếc kỷ niệm thế nào cũng không thể gạt tương lai sang một bên được. Shizogane đưa Shinomai đưa về nhà, khó khăn lắm cô mới có thể gọi cậu bằng tên, nhưng quả nhiên như vậy không thuận mồm chút nào. Làm ơn xin hãy cho mình ích kỷ một lần này thôi, mình muốn gọi cậu là hội trưởng. Bị úp giọt rồi chế ơi, Shizogane đã nộp đơn xin ứng tuyển chức chủ tịch nhiệm kỳ mới từ lâu rồi. Cậu cố tình giữ im lặng để xem phản ứng của Shinomai đơn nào, vừa học vừa làm lại còn kiêm thêm chức chủ tịch hội học sinh, để xem chúa tể thời gian sẽ xoay sở thế nào đây. Ngắm trăng xem pháo hoa cùng nhau chúc mừng sinh nhật, một đống sự kiện diễn ra, vậy mà Shinomai đơ và hội trưởng vẫn không có tiến triển gì. Hazasaka thở dài bày ra vẻ mặt không thể thất vọng hơn, nói suông thì dễ lắm, cô cưa đổ được hội trưởng đi rồi lên mặt với tôi, thách thức chị à? Ok thôi, cung kính không bằng tuân mệnh. Hazasaka chính thức tham chiến, đầu tiên tiếp cận mục tiêu. Hazasaka mượn cớ cùng xếp hàng bắt chuyện với Shizogane, hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau, làm Shinomai đơ ở phía xa giận tím người. Cô hầu gái còn cố kéo dài câu chuyện bắt Shizogane ở lại kèn cô học thêm, đây rồi chiêu thức dễ thương lộ vẻ yếu đuối. Hazasaka giả vờ ngủ mê hoặc Shizogane, không hổ danh trà xanh chính hiệu, không lòng vòng em như Hải Phòng lúc tỉnh dậy. Hazasaka trực tiếp ngỏ ý muốn hẹn hò với Shizogane. Shinomai đơ lúc này không thể bình tĩnh được nữa, cô thấy hối hận vì lúc đầu đã thách thức hầu gái. Hazasaka nắm bắt rất rõ tâm lý đàn ông, kiểu này thì kiểu gì hội trưởng cũng đổ thôi. Hong bé ơi, em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Shizogane thẳng thừng từ chối và nói rằng mình đã có người trong lòng rồi. U là trời ơi, con gái người ta đã chủ động trước rồi thì từ chối, cũng kiêng dè trở lại xíu mặt mũi cho họ chứ. Shinomai đưa nghe được câu trả lời vừa mừng vừa rung động, còn Hazasaka thì nhục thôi rồi luôn, dù có là nhiệm vụ cô chủ giao cho nhưng bị từ chối kiểu này cũng cay thật đấy. Để chuẩn bị cho đợt tranh cử chức chủ tịch hội học sinh sắp tới, Shizogane cần Shinomai đưa làm bài diễn văn hộ mình, vậy nên cô cậu chạy thẳng tới lớp của Cruz hẹn gặp mặt sau giờ học. Cơ mà chuyện quan trọng của chúng mình là sao? Nói thẳng không chịu, cứ thích vòng vo gây hiểu lầm. Kết quả nguyên cái trường loan tin Shizogane chuẩn bị tỏ tình ngầu lòi với Shinomai đơ, ai cũng tích cực đẩy thuyền ủng hộ hết mình, rồi cái quần què gì đây trời, hẹn gặp nhờ viết văn phát biểu mà toàn trường súng lại xem. Chika bên cạnh liên tục hối thúc Shizogane mở lời nhờ Shinomai đơ giúp đỡ. Cơ mà trước không khí gượng gạo như này, Shizogane cũng chả dám nói gì, giờ mà nói sự thật chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cậu hèn nhát không dám tỏ tình nên viện cớ, còn tỏ tình thật thì ngay từ đầu đã không nằm trong kế hoạch của Shizogane. Chika tức cái mình nhảy bổ vào hét lớn: Shizogane, cậu bỏ tớ để chọn Shinomai đơ hay sao? U là trời, thấy lửa chưa đủ to nên đổ thêm dầu hả bà nội? Giờ thì cả trường tá hỏa tưởng rằng Shizogane đang bắt cá hai tay. Toang rồi ông giáo ạ. Hết cách, Shizogane đành cúi xuống nói nhỏ với Shinomai đơ: tôi chỉ muốn nhờ cậu làm bài diễn văn thôi. Shinomai đơ nghe xong cũng đáp lại một câu rất mờ ám: dù là diễn văn hay cái gì khác thì câu trả lời của tôi vẫn là rất sẵn lòng. Xong xuôi cả hai người nắm tay chạy đi bỏ, lại cả trường hóng hớt chả hiểu cái mô tê gì. Nhìn theo bảng xếp hạng thì Shizogane đang đứng đầu danh sách bầu cử, lần này có khi lại nắm chắc phần thắng trở thành chủ tịch hội học sinh rồi. Chưa chắc đâu, đối thủ xếp thứ hai cũng đáng gờm lắm. Đây là học sinh năm nhất Miko, một tài năng trẻ đứng đầu toàn khối và luôn giữ vững vị trí đó. Từ khi mới vào trường, có cha là thẩm phán tòa án tối cao, bản thân cô cũng là ủy viên của ban kỷ luật. Miko muốn cải tổ môi trường này thành nơi tốt đẹp và cao quý hơn, đó là lý do cô tham gia tranh cử chức chủ tịch.
Shirogane bắt đầu cảm thấy bị đe dọa rồi, thậm chí Mi không còn ngỏ lời mời Chika về làm hội phó nếu cô bé đắc cử. Gì đây, chiến thuật chia rẽ nội bộ à? Con bé này đáo để đấy cơ mà đưa ra luật lệ quá khắc khe thì sẽ không ai bỏ phiếu cho đâu. Cái gì mà cấm xài điện thoại rồi kiểm tra cặp nữa chứ? Shirogane không cần ra tay bên đó cũng tự diệt rồi. Từ ngày từ chức chủ tịch hội học sinh, Shirogane có thêm 3 tiếng mỗi ngày để ngủ, mỗi việc ngủ đủ giấc thôi cũng giúp cậu trùng tu nhan sắc một cách ngoạn mục rồi. Cặp mắt đáng sợ cùng đầu tóc bù xù thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Các bác đang xem phim nhìn mà học hỏi đi nhá. Thường nói cuộc đời mỗi người lắm lúc lên voi xuống chó, thế có nghĩa đây là thời kỳ đỉnh cao được yêu mến của Shirogane rồi. Nhân lúc độ đẹp trai đang hát, Shirogane lập tức chạy tới tiếp cận Shinomider. Nhìn thôi cũng biết cu cậu tính dùng mỹ nam kế dụ Shinomider tỏ tình trước rồi. Mọi người phản ứng tích cực là thế, nhưng tới Shinomider thì chê nha, cô hoàn toàn thờ ơ trước gương mặt mới của hội trưởng, bởi vì trong mắt cô cậu không còn ngầu như trước nữa. Shirogane sốc thôi rồi luôn, còn Shinomider cũng bắt đầu nghi ngờ cảm xúc của mình. Một người dễ dàng lay động vì vẻ ngoài của người kia thay đổi, liệu có phải là tình yêu đích thực không? Shinomider đi hỏi ý kiến tư vấn của bạn mình. Bà hỏi vấn đề vĩ mô như vậy ông nội tôi còn không biết trả lời nữa là. Cô bạn đang loay hoay không biết an ủi Shinomider kiểu gì thì Chika từ đâu chạy tới. Mọi người đoán đúng rồi đấy, bà nội Chika tuôn cho một chàng lý thuyết về tình yêu đích thực. Đó là tình yêu không bị lay động bởi vẻ ngoài, giống như trong người đẹp và quái vật. Nếu chỉ vì người kia không còn xinh đẹp nữa mà tình cảm nguội lạnh thì đó chỉ là thứ cảm xúc giả tạo. Tệ hại, u là trời, Shinomider đã buồn còn giàu hơn. Lúc này Ishigami vô tình đi qua, Shinomider cũng hỏi cậu tình yêu đích thực là gì. Tại sao giờ này vẫn có người hỏi câu ngu ngốc thế chứ? Trên đời này làm gì có tình yêu đích thực, chỉ cần yêu theo cách của chính mình không làm tổn hại tới ai là được rồi. Bình thường lù đù vậy mà lâu lâu phát biểu nghe thâm thúy ghê. Shinomider cuối cùng cũng thông não rồi, đang định tìm Cruz nói chuyện thì Shirogane từ từ bước tới như xác sống. Trời mẹ ơi, nhìn là biết lại thiếu ngủ rồi. Bộ dạng thê thảm vậy là lại khiến Shinomider hưng phấn tới đỏ mặt. Bà nội gu mặn quá. Hôm nay toàn khối có một tiết học giáo ca do Chika làm nhạc trưởng. U là trời, ông hát nhét có tâm xíu được không? Hát gì như cái máy dập ghim vậy? Thật ra không phải Shirogane lười không muốn hát mà là vì cậu bị nhức ấm. Nói cách khác là hát ngang phè như tụng kinh á. Chika chợt nhớ đến những tháng ngày địa ngục khi cô giúp Shirogane tập bóng chuyền. Tính sủi kèo này rồi cơ mà đây là lĩnh vực âm nhạc, sở trường từ nhỏ của Chika thì sao cô bỏ qua được? Ok, mình sẽ luyện giọng giúp cậu. Chúc mừng bạn đã quay vào ô đầu thai. Đấy là nếu như được chết nha. Chứ tôi thấy nghe cái thứ âm thanh hỗn tạp này thả chết miệng đi còn sướng hơn. Đây không phải hát mà là nguyền rủa. Chính Shirogane nghe lại giọng của mình còn thấy kinh hãi, coi bộ Shirogane phải hát nhép suốt phần đời còn lại thôi. Dù có hơi tủi thân và cũng muốn cất giọng lắm, nhưng cậu không thể làm ảnh hưởng tới tập thể được. Bản năng làm mẹ của Chika trỗi dậy rồi, cô quyết tâm đánh thức ca sĩ bên trong Shirogane. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi trải qua quá trình khổ luyện, cuối cùng Shirogane cũng có thể hát trong tiết giáo ca. Chika trên bục giảng nghe thấy cảm động rớt nước mắt. Ngày tặng ra chủ tịch mới của hội học sinh đang tới gần. Trong giai đoạn nước rút, Shinomider âm thầm loại bỏ đối thủ giúp Shirogane. Đối tượng đàm phán tiếp theo là Miko, một người sống mẫu mực và có gia đình chuyên về pháp lý. Cô bé cơ bản không có điểm yếu gì để Shinomider đe dọa, vậy thì đành lùi một bước tiến hai bước. Shinomider bảo sẽ đưa Miko lên chức chủ tịch hội học sinh, nhưng với điều kiện cô bé chấp nhận rút lui năm nay và ứng cử vào năm sau. Dù sao thì em cũng nên dành năm học đầu tiên quan sát cách hoạt động của trường chứ. Miko nghe xong nổi trận lôi đình, không tiếc lời mắng nhiếc hội học sinh cũ, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đắc cử chị với Shirogane đúng là trời sinh một cặp, nổi nào úp vung đấy. Khoan, đang ăn chửi mà sao bà Shinomider khoái ra mặt vậy? Bộ được nói mình hợp với Cruz sướng tới vậy hả bà nội? Thôi chung quy buổi đàm phán hôm nay hết hy vọng rồi. Ngày bầu cử cuối cùng đã đến, ai cũng lo lắng chuẩn bị cho bài diễn văn của mình. Chưa gì Ishigami đã bảo Shirogane hãy giành chiến thắng áp đảo trước Miko. Cậu muốn tin mình thắng thuyết phục tới độ cô bé kia không cãi lại được. Bộ có thù hằn có nhân gì trong này hả chế? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, giờ đọc diễn văn tới rồi. Thành tựu của Miko rất ấn tượng, tuy nhiên đọc văn xuôi và cách diễn đạt một màu như vậy khiến nhiều người ngán ngẩm, cả khán đài chỉ có vài người chăm chú nghe. Shinomider lên thì khác hẳn, phong thái lãnh đạm từ tốn, thuyết trình có dẫn chứng xác thực, trình chiếu hình ảnh sinh động. Chika còn dẫn giáo viên tới chỗ ngồi của hội nhóm chống lại Shirogane, rắc rối còn chưa kịp hình thành đã bị chặn lại. Thật sự phối hợp đồng đội quá tốt, Miko hoàn toàn không có cửa thắng. Thêm nữa cô còn bị căng thẳng khi đứng trước đám đông, một học sinh gương mẫu luôn cao ngạo bắt lỗi người khác, giờ đây lại nói lắp như con rùa rụt cổ thế này thật đáng xấu hổ. Trước hình ảnh đó, những người từng bị Miko làm khó dễ đều thấy hả hê. Dù không ưa gì nhau nhưng Ishigami không muốn nhìn thấy sự nỗ lực của một người bị đem ra phỉ báng, vậy nên cậu mới muốn Shirogane giành chiến thắng theo cách không ai có thể cười nhạo Miko được. Tưởng gì khó cứ để đó cho anh. Dứt lời, Shirogane đi thẳng ra sân khấu khiêu khích Miko. Những lời đó đã giúp Miko hoàn toàn quên mất đám đông đang ở trước mặt. Cô tập trung vào Shirogane và nói lên suy nghĩ của mình mà không hề run rẩy. Hai người cứ đối đáp qua lại kẻ tung người đứng suốt một tiếng đồng hồ, dẫu vậy mọi người đều hào hứng chăm chú lắng nghe, chả ai muốn dừng họ lại. Kết quả chung cuộc, Shirogane vẫn đắc của chức chủ tịch hội học sinh. Miko tuy thua nhưng mọi người đã bắt đầu yêu quý cô hơn, cơ mà hội học sinh vẫn cần hai người nữa lo tổng vụ và kiểm toán. Khỏi nói cũng biết Miko và bạn mình được mời vào hội học sinh làm việc rồi. Shinomider vì quá lo lắng nên đã ngất xỉu ngày sau khi biết kết quả. Từ việc đe dọa các thí sinh khác rút lui, tới thuyết phục các câu lạc bộ hội nhóm bỏ phiếu cho Shirogane, cô lao tâm khổ cực chơi dơ như vậy để cậu thắng. Thế mà Shirogane lại chẳng hề tới thăm bệnh, chả lẽ cậu định nhân cơ hội này thay thế vị trí phó hội trưởng của Shinomider? U là trời, giống như cô vợ kiếm được bao nhiêu tiền thì tên chồng vô dụng lại cầm hết đi đánh bạc vậy.
Sinomider tức cái mình dãy đành đạch ở phòng y tế, vô ích thôi mấy lời bộc bạch đó, chỉ có mỗi hầu gái bên cạnh nghe, có giỏi thì chạy đến trước mặt Bruce mà chửi đi bà nội. Vừa nhắc Tào Tháo tới, Shirogane tới xin lỗi Sinomider vì đã tự ý hành động không đi theo kế hoạch ban đầu. Cậu thật sự rất biết ơn vì có những người tài giỏi như cô bên cạnh. Xin hãy làm phó hội trưởng của tôi Sinomider, tôi cần cậu. Ok chốt đơn anh ơi, khỏi phải nói nhiều. Vợ chồng cãi nhau chồng chịu khó dỗ một chút là êm đẹp ngay. Sinomider luôn lo rằng đối với Shirogane cô không đủ quan trọng, nhưng xem ra là lo bỏ trắng răng rồi. Sau chiến dịch tranh cử tân hội học sinh quay trở lại làm việc như bình thường. Trời ơi, Thẩm Du thì về nhà mà làm ông nội. Chika trêu cậu lớn già đầu rồi còn mặc loại quần chip trắng nhạt nhẽo, nói chuyện đụng chạm dễ sợ. Đối với Ishigami mặc quần chip cơ bản mới là trưởng thành và đứng đắn, còn những người mặc quần chip dạng bó khoe dáng như boxer chỉ là hạng lăng loàn tùy tiện. Kiến thức kỳ lạ này đã được tiếp thu, Sinomider lập tức có ý nghĩ muốn xem thử Shirogane mặc thử loại quần chip gì, chỉ muốn xác minh xem Cruz có phải người tà dâm hay không thôi. Cơ mà nói một hồi sao giống biến thái quá vậy bà chị, tính em không thích lòng vòng, có thắc mắc thì hỏi thẳng là được. Sinomider trực tiếp hỏi Shirogane thích loại quần chip gì, người ta đang hỏi quần chip nam ông thần lại tưởng quần chip nữ, thậm chí còn nghĩ Sinomider sẽ mặc loại quần mà cậu thích rồi cho cậu xem, người tà dâm luôn có quỷ theo sau, đang thắng cô hồn tém tém lại nha anh dai. Shirogane trả lời bóng gió bảo rằng cậu thích những loại quần bó sát, rồi xong, Sinomider liên tưởng ngay tới quần boxer và cho rằng Shirogane là rĩ đực, sốc quá bỏ chạy chứ biết sao giờ. Shirogane hốt hoảng hét lên đính chính, thật ra tôi thích quần lót đen. Sukana lúc đó Miko vừa bước vào phòng, cả cô cũng hiểu lầm cậu là biến thái chuyên soi quần chip mà bỏ chạy, nỗi oan này Shirogane rửa sông Hoàng Hà cũng không sạch nổi. Sau hôm đó với ý nghĩ không muốn chồng ngoại tình, Sinomider lên kế hoạch tiết chế ham muốn tình dục của Shirogane lại, và đó là tiếp xúc cơ thể thông qua massage tay. Nghe được cầm tay Cruz tưởng vui lắm nhưng không nha. Shirogane đau thấy bà cố nội luôn này là, bẻ tay chứ xoa bóp cái khỉ gì, vợ hưởng thụ bao nhiêu ông chồng đau đớn bấy nhiêu tại yêu nên mới nhịn đấy. Miko từ ngoài vào thấy cảnh hai người đè nhau ra, rồi còn nói cái gì mà cởi quần ra đi nữa chứ. Tình cảnh này không hiểu lầm cũng uổng, cô bé hoảng loạn mắng Shirogane và Sinomider là dã thú rồi bỏ của chạy lấy người. Em gái của Shirogane đọc xong một bộ manga khóc mấy ngày, cậu nghĩ cũng chả có gì tát vậy mà đọc thử xong khóc cả về luôn, pha tự và quá xuất sắc. Đọc truyện xong khao khát được yêu của Shirogane bùng cháy mãnh liệt, cậu nghĩ rằng nếu để Sinomider đọc bộ truyện này có khi tâm cô sẽ dao động mà tỏ tình với cậu. Nói là làm sáng hôm sau Shirogane mang bộ truyện tới văn phòng, người nhạt nhẽo khô khan như Ishigami đọc bộ này còn muốn khóc, tin chắc Sinomider sẽ thấm được truyện tranh tình cảm thôi. Cơ mà hong bé ơi, mặc cho mọi người mời mọc kiểu gì Sinomider cũng không chịu đọc, cả đám vẫn tiếp tục bàn luận về bộ truyện. Kết cục Sinomider còn chưa kịp đọc đã bị cả đám này kể hết tình tiết truyện. Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu, kế hoạch của Shirogane thất bại bè bét. Vì bộ manga chết tiệt kia mà giờ cả văn phòng đều mắc triệu chứng ngôn tình hóa. Sinomider đột nhiên trở thành nữ chính giữa hai chàng trai là Shirogane và Ishigami. Hai tấm vé thủy cung cố cố tình để vào hộp pudding cũng bị họ tranh giành, để xem ai sẽ là người được đi thủy cung với nữ chính nào. Quá lo lộn phim rồi tác giả ơi, Sinomider sốc quá đứng không vững nữa rồi. Ngay lúc này hai ông thần kia vẫn rất sung sức tranh nhau đưa cô xuống phòng y tế. Vậy để mình đưa cậu y, ai mượn vậy bà nội nữ phụ thì tránh qua một bên. Shirogane dứt khoát kéo tay Sinomider ra ngoài, cậu hỏi cô có còn muốn đi thủy cung không, đó là một lời mời ẩn ý. Cơ mà Sinomider lại bảo không cần nữa vì đối với cô nơi đây, ngay lúc này chính là thủy cung rồi. Và thế là Shirogane bị Cruz từ chối mà chả hiểu tại sao luôn. Từ lúc gia nhập hội học sinh, tới giờ các thành viên chả ai cư xử đúng chuẩn mực cả. Miko nước tràn bờ đê, không chịu nổi nữa phải lên tiếng giáo huấn cả bọn một trận. Nếu mọi người cứ tiếp tục buông thả, như vậy em sẽ dùng tư cách ủy viên của ban kỷ luật để xử phạt. Qua mạnh mồm ghê cơ mà em không biết làm như vậy sẽ bị ghét sao? Giữ vững kỷ cương là điều tốt, tuy nhiên những người bị phạt cũng có cảm xúc đấy. Đang đâu tự nhiên bị ghi vào sổ đầu bài cay lắm chứ đùa. Nếu muốn người khác nghe theo ý mình tuyệt đối không thể lấy cương đấu cương. Miko cần phải học kỹ năng lạc mềm buộc chặt vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, có vậy mới không bị mất lòng người xung quanh. Thế là Chika đặt thử thách huấn luyện cho Miko, trong vòng một tiếng ai làm gì cũng không được nổi giận ghét vô. Cấp độ 1 Ishigami vô ý tứ ngồi gác chân lên bàn không sao chị đây vẫn nhịn được, u là trời được đằng chân lên đà ông nội. Ishigami mở hẳn quán net mini có đồ ăn nhẹ trong văn phòng hội học sinh luôn, không thể tha thứ được mày chết miệng mày với tao. Khoan bình tĩnh em ơi, nếu đã thấy chướng mặt với những người phạm luật, vậy sao em không vi phạm nội quy một lần đi thử rồi coi chừng nghiện luôn đó. Cách này của Chika đúng là diệu kế. Cố lôi điện thoại ra rủ Miko chụp hình sống ảo trên ứng dụng. Dù biết xài thiết bị điện tử trong trường là vi phạm nội quy, nhưng idol rủ chụp hình chung sao Miko nỡ từ chối được. Qua vậy mà cho ra siêu phẩm cực kỳ cute luôn. Các cô vợ quốc dân là đây chứ đâu. Được rồi chuyển sang làm mặt xấu nào. Người cổ hủ như Sinomider có hiểu mặt xấu là gì đâu. Cô bâng quơ tạo dáng theo hướng dẫn của Chika. Cha mà ơi nó xấu thiệt thế mà Chika khen dễ thương không hết lời. Có xạo quá hong dạ. Sinomider nghe xong ngây thơ tưởng mình sinh thật. Vậy là bà chị quay sang đưa cái mặt quỷ ra dọa Shirogane và Ishigami hết hồn, thấy miệng rồi nhục quá lỡ phóng lao phải theo lao. Sinomider đưa điện thoại ra nhanh chóng kêu bọn họ làm mặt xấu cùng luôn, cho đỡ quê. Cuối cùng Miko cũng đã bị tha hóa vi phạm nội quy một lần rồi, khoái muốn chết còn bày đặt. Ngày hôm sau Shirogane và Sinomider cùng vào nhà kho kiểm tra dụng cụ học thể dục, lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Cả hai bị nhốt luôn trong nhà kho mà chả ai mang theo điện thoại bên người. Shirogane giả vờ mất bình tĩnh vì nghĩ rằng đây là kế hoạch của Sinomider, làm gì có chuyện trùng hợp như phim ngôn lù vậy được.
Không, có đó anh hai, bởi vì Shinomider bên này cũng đang diễn bằng nước mắt cá sấu vì tưởng đây là trò của Shirogane, cả hai diễn sâu tới độ hoàn toàn không biết mình đang gặp nguy hiểm thật luôn, vì nghĩ rằng đây là do đối phương sắp xếp nên bọn họ càng phấn khích, an ủi rồi thả thính nhau qua lại, cũng hết cả buổi sáng vậy mà chả ai phát hiện có điều gì đó sai sai. Shinomider thế nào lại té xuống thảm bị Shirogane nằm đè lên, tư thế này hoàn hảo quá rồi còn gì tới luôn đi anh dai. Shinomider không hề phản kháng ngược lại còn hồi hộp nhắm mắt chờ đợi, nụ hôn đầu thiêng liêng giữa bọn họ sắp xảy ra rồi. Hong bé ơi, tác giả chưa cho phép nha. Miko từ ngoài đi vào tìm hai người vì lâu quá chưa thấy ai về văn phòng, cảnh tượng hiểu lầm trước mặt, cộng thêm việc Shinomider lập tức chạy lại ôm Miko khóc lóc kêu cứu thảm thiết. Shirogane bị gắn cái mắc cạn bã lợi dụng con gái nhà lành mà không cãi lại được câu nào, u là trời đã sơi múi được gì đâu, tức cái lồng ngực. Sức khỏe của Shinomider vốn đã rất yếu, hôm nay Shirogane chỉ vừa mới chạm nhẹ vào tóc là ngực cô đã khó chịu tới mức ngất xỉu. Mẹ của Shinomider lúc trước cũng qua đời vì bệnh tim, thế nên ai cũng lo lắng cho tình trạng của cô, thậm chí còn huy động nhân sự của cả một bệnh viện tới để chẩn đoán. Tiểu thư con nhà nòi có khác, làm màu mè cho cố vô. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán Shinomider đang bị bệnh tương tư. Không đời nào, chị đây không yêu sớm như mấy đứa xử nhi đâu nhé. Shinomider chối đây đẩy mọi cảm xúc của mình, miệng thì cứng đấy cơ mà con tim thì không biết nói dối đâu. Tim của Shinomider chỉ loạn nhịp mỗi khi ở gần Shirogane thôi, đấy là bằng chứng xác thực nhất, cả máy móc tân tiến hiện đại nhất còn chả khám ra được bệnh gì. Tương tư thì nhận đại đi chối làm chi cho mệt chị ơi. Cả ngày hôm đó người chịu khổ nhất không phải là đội ngũ y bác sĩ, càng không phải Shinomider mà là cô hầu gái xấu số này. Xin cô đó cô chủ đừng làm tôi xấu hổ thêm nữa. Vài ngày sau đi học lại, Shinomider đã hoàn toàn hồi phục, đấy là cho tới khi Shirogane trao lên hỏi thăm liên hồi, làm cô không kịp phản ứng. Cậu đã khỏe chưa? Chưa, tại sao tự nhiên lại ngất xỉu? Tại cậu chứ ai? Ông ơi, cho tim con nhà người ta nghỉ tí được hôn. Tim Shinomider muốn nổ tung lên rồi kìa. Khó khăn lắm mới được một chân làm việc trong hội học sinh, vậy mà ngay tuần đầu tiên Miko đã hoàn toàn vỡ mộng. Cái hội gì toàn những người dâm dục sống cẩu thả lăn loàng u là trời. Bạn thân khuyên cô nên bỏ qua mấy tiểu tiết nhỏ nhặt đi, cứ vui vẻ tận hưởng tình yêu học đường bình thường là ổn nhất. Hong bé ơi, chuyện đây nói không với yêu đương trong trường học. Hơn nữa từ trước tới nay trong lòng Miko chỉ luôn có một người duy nhất, đó là người đã tặng bông hoa và động viên cô khi cô đang trong thời gian khó khăn vì bị mọi người xa lánh. Chính bông hoa người đó tặng đã cho cô sức mạnh bước tiếp tới ngày hôm nay. Nói cách khác, Miko yêu thầm một người mà bà thậm chí còn không biết đó là ai. Từ hôm bị nhất phải nhập viện, rồi trở về Shinomider liên tục né tránh Shirogane, có ai muốn đâu, chỉ là cứ mỗi lần gặp hội trưởng cô lại nhớ tới vụ việc ở nhà kho. Hình ảnh cả hai người sắp hôn nhau chỉ cần xuất hiện thoáng qua thôi là chân của Shinomider đã tự chạy rồi. Hazasaka khuyên cô chủ nên tìm bác sĩ tâm thần à nhầm, áp dụng phương pháp ức chế thần kinh bằng hành động quen thuộc. Đầu tiên là tìm một tư thế khiến Shinomider thoải mái nhất, sau đó liên tục lặp lại nó mỗi khi cô thấy thư giãn. Như vậy dù sau này Shirogane có làm tim cô loạn nhịp thế nào, Shinomider chỉ cần đặt tay lên má thì não bộ sẽ tự động hiểu nhầm là đang trong trạng thái thoải mái. Đây là chiêu tất sát, người luyện thành công sẽ có thể bất khả chiến bại. Sau nhiều ngày rèn luyện chăm chỉ, cuối cùng Shinomider cũng thành thục được kỹ năng này. Giờ dù có chuyện gì xảy ra, cô tuyệt đối sẽ không dao động trước hội trưởng. Xạo bò ghê, Shirogane vừa mới hỏi thăm vài câu cả người bà đã run bần bật. Shirogane nóng lòng muốn biết lý do Shinomider né tránh cậu nên lao lên nắm tay trực tiếp hỏi thẳng. Thôi toang, Shinomider bị tăng huyết áp tới nơi rồi, cơ mà không sao, chỉ cần lấy tay phải đặt lên má để lấy lại bình tĩnh là được. Easy game. Ủa alo, kiểu này sao xài kỹ năng tối thượng được, bỏ tay ra đi cha nội. Còn lâu nha. Shirogane nhất quyết bám víu không buông, gặng hỏi cho tới khi có được câu trả lời mới thôi. Shinomider chịu hết nổi, liền lấy lại được lực tay phải và áp dụng kỹ năng tối thượng, dùng hết sức bình sinh quật ngã nam sinh to gần gấp đôi mình xuống. May quá bình tĩnh lại rồi. Ishigami vốn không thích tiếp xúc thế giới loài người trừ trường hợp đặc biệt là hội học sinh, à thì họ cũng đâu có giống người, thôi bỏ qua đi. Dù mang tư tưởng chống đối xã hội, nhưng không có nghĩa cậu chưa từng cố gắng hòa nhập với cộng đồng. Bằng chứng là Ishigami đã mạnh dạn tham gia vào đội cổ vũ để xem có giúp mình yêu đời hơn không. Nhưng nhầm to rồi, không phải vào đội cổ vũ để yêu đời, mà là những ai yêu đời mới vào đội cổ vũ. Cái hội gì mà lúc nào cũng lo nhoi tăng động như cái chuồng khỉ. Ishigami thật sự không nuốt nổi mấy thể loại này. Cậu thậm chí còn không dùng mạng xã hội để trao đổi thông tin với mọi người. May có chị hội phó tâm lý gửi thông tin qua mail cho cậu. Tới khúc này mới hay nè, hội trưởng thông báo trong hoạt động sắp tới của đội cổ vũ mọi người sẽ đổi đồ cho nhau, con trai sẽ mặc đồ của con gái và ngược lại. Tính chơi nhau à, người không có bạn bè như Ishigami biết mượn đồng phục của ai để mặc đây. Than vãn, ngoài hành lang vô tình bị Shinomider nghe được, thế là cô không ngần ngại cho Ishigami mượn đồ. Nay tự nhiên bà chị tốt tính lạ còn tiện tay trang điểm xương xương cho em nó nữa chứ. Ủa khoan, này là Gesa hay búp bê Nhật vậy má, ô dề thiệt sự. Trong lúc hai chị em đang cười đùa vui vẻ thì phía sau tấm rèm có một người đang tức đến chết vì ghen tị đây. Shirogane trở về nhà mặt buồn rười rượi như vừa bị thất tình. Em gái cậu thấy được cảnh này cũng nghi ngờ anh mình yêu sớm rồi, muốn đè ra cha khảo làm rồi cơ mà phải giữ giá, chứ làm lộ liễu quá người ta lại tưởng mình bị cuồng anh trai. U là trời, hai anh em nhà này tính cách y chang nhau, có tình cảm không chịu thể hiện chỉ thích vòng vo. Cuối cùng cây chỉ biết khuyên anh trai một câu, khi một người con gái đang thân thiết bỗng dưng trở nên lạnh lùng với anh có thể là vì cô ấy ngại đấy, cho cô ấy thêm thời gian đi đừng dồn dập quá. Qua có cô em đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ. À thì cũng có gì đâu, chỉ cần để mọi thứ diễn ra tự nhiên là được mà. Sáng hôm sau, Shinomider đã chủ động rủ Shirogane cùng đến văn phòng, xem ra không còn ai thấy ngượng ngùng chuyện quá khứ nữa. Sắp tới đại hội thể thao của trường, những học năm 2 như
Shirogane sẽ phải nhảy vũ điệu truyền thống để cổ vũ mọi người. Trời ơi, cái quần què gì vậy, sắc ướp Ai Cập sống dậy à? Shirogane không chỉ hát mà thậm chí cả nhảy cũng rất tệ, chịu hết nổi rồi, tại sao lúc nào cũng lôi đầu tôi ra dạy cậu vậy? Chika ức chế chạy đi sau khi xem xong điệu nhảy luân hồi chuyển kiếp của Shirogane. Khổ thân, chuyện gì cũng tới tay chị, giáo viên chạy đi mất rồi, Shirogane chỉ còn cách tự luyện tập một mình. Lúc này Shinomai đưa vô tình đi tới cũng muốn giúp cậu học nhảy, muốn thay thế vị trí của chị à? Không ngờ hội trưởng thay lòng nhanh thật đấy. Chika lại một lần nữa xuất hiện như đi bắt ghen chồng với trà xanh. Ủa alo, bà tự bỏ đi trước mà. Shinomai đưa bảo Shirogane chỉ cần học thuộc hết động tác rồi bắt chước theo nhịp nhàng là được. Còn Chika lại muốn hội trưởng thấu cảm hết ý nghĩa sâu xa của điệu nhảy. Quan điểm dạy học khác nhau, kết quả cả hai bà lao vào tranh giành Shirogane như chơi kéo co. Kéo qua kéo lại một hồi, thật không ngờ Shirogane lại ngộ ra được nhịp điệu và ý nghĩa của điệu nhảy truyền thống. Chu choa nhảy mượt như sân sun luôn kìa. Cô bé kính cận này tên là Kobachi, một ủy viên của ban kỷ luật và cũng là bạn thân của Miko. Vì đã luôn đồng hành cùng Miko từ thuở còn nhỏ nên cô biết khá nhiều chuyện, chẳng hạn như lý do vì sao các nữ sinh trong trường đều căm ghét Ishigami. Hồi còn học cấp 2 có tin đồn Ishigami từng bám đuôi một bạn nữ mà cậu ấy thích, đã thế còn tấn công bạn trai của người con gái đó nữa. Trong sự kiện đó Ishigami chưa từng biện minh cho mình một lần nào, kết quả cậu ấy bị đuổi học, bạn nữ kia thì chuyển trường, và những lời đàm tiếu về Ishigami vẫn chưa bao giờ dứt. Thật ra hồi đó hiệu trưởng còn định cấp Ishigami vào trường cấp 3 cơ, tuy nhiên Miko vì thấy bất bình đã đến văn phòng tranh luận thay cậu. Còn Ishigami dù lầm lì không nói nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Miko, ngoài mặt không ưa gì nhau cơ mà lúc nào cũng để ý và bảo vệ đối phương nhỉ. Đại hội thể thao tới rồi, quẩy nhiệt tình lên anh em ơi. Đấy là trước khi Shirogane nhìn thấy bố của mình ở hàng ghế khán giả. Bà tới đây chi vậy? Tại rảnh chứ sao? Câu trả lời ngắn gọn xúc tích không thể thuyết phục hơn. Có ông bố tính tình lập dị như này mà để Shinomai đưa gặp được là toang mất. Shirogane ra sức đánh lạc hướng dụ bố đi ra chỗ khác. Hong bé ơi, con dâu tương lai kiểu gì cũng phải ra mắt bố chồng thôi, trốn chi cho mệt. Shinomai vì xấu hổ nên vô tình ra một góc lén cổ vũ hội trưởng, vậy mà lại gặp được bố chồng. À, lúc này Shinomai vẫn chưa biết ông chú trước mặt là bố của Shirogane nhé. Ông bố nhìn bản mặt thằng con đến phát ngán nên buộc miệng chê vài câu. Shinomai liền bất bình phản bác, nói ra một loạt điểm tốt của Shirogane. Vậy cuối cùng con nghĩ như thế nào về thằng bé? Câu hỏi của ông chú khiến cô khựng lại vài giây. Thành thật mà nói, Shinomai vốn không tin trên đời này có người tốt, vì vậy mỗi khi Shirogane giúp đỡ Aiko liền sẽ nghĩ cậu ta đang âm mưu gì đó. Tuy nhiên sau quãng thời gian dài tiếp xúc với Shirogane, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Thật sự có những người như vậy đấy, và không chỉ riêng hội trưởng mà còn có rất nhiều người tốt bụng ở xung quanh. Vì lẽ đó Shinomai luôn biết ơn và ngưỡng mộ Shirogane. Bài phát biểu cảm động đấy 10 điểm về chỗ, túm cái quần lại là cô thích hội trưởng chứ gì, dài dòng mệt ghê. Shinomai bị nói trúng tim đen, đang đỏ mặt tính chối thì Shirogane chạy đến, người quen nhận mặt nhau. Shinomai giờ mới biết ông chú tâm sự tuổi hồng cùng mình nãy giờ là bố của Shirogane. Mẹ ơi, cho con đào cái lỗ chui xuống cho rồi chứ, nhục quá sao chịu nổi. Tới phần trình diễn của đội cổ vũ rồi, Ishigami nhảy nhót hết mình trong suốt màn trình diễn. Có lẽ đây chính là đại hội thể thao vui nhất cậu từng được tham dự. Xem ra chọn đội cổ vũ là lựa chọn đúng đắn rồi. Đã đến lúc nên buông bỏ quá khứ để nhìn về phía trước. Tuy nhiên hình ảnh người con gái đó vẫn cứ đeo bám Ishigami, khiến cho tia hy vọng của cậu vừa lập lòe đã vụt tắt. Sukarna, sao ông đội trưởng đội cổ vũ bị chặt chân không tham gia thi chạy tiếp sức? Đúng như dự đoán, trọng trách cao cả đó được giao lại cho Ishigami, vì cậu là người chạy nhanh nhất trong đội. Bạn bè gặp khó khăn đương nhiên phải giúp rồi, có điều Ishigami không thể tự tin, có lẽ là vì cậu vẫn còn vướng bận quá nhiều chuyện trong quá khứ. Năm cấp 2 Ishigami cũng không mấy hòa đồng với mọi người, chỉ duy nhất Otomo chịu tới bắt chuyện với cậu. Dần ra cậu đã dành một tình cảm đặc biệt cho người con gái đó. Tuy nhiên một ngày nọ Otomo có bạn trai, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tên đó không phải là một thằng trai điều chính hiệu. Mắt nhìn người của chị này kém quá, chính mắt Ishigami đã nhìn thấy hắn đặt phòng khách sạn với những cô gái khác. Thậm chí tên này còn dùng ảnh nóng của Otomo để dụ dỗ Ishigami giữ bí mật cho hắn. Máu nóng dồn lên não, Ishigami lao vào đấm nát mặt thằng cha nam. Thấy có đám đông tới, tên kia liền diễn tuồng gắn cái mắt biến thái lên Ishigami. Còn hắn thì càng được nhiều người mến mộ vì dám đứng ra bảo vệ bạn gái. Lời nói phiến diện vậy mà tất cả mọi người đều tin. Họ bắt đầu lăng mạ Ishigami, thậm chí cả Otomo cũng nghe theo tên kia mà coi thường cậu. Thật nực cười, rõ ràng Ishigami đã đứng ra bảo vệ lẽ phải, nhưng lại chẳng ai chịu bảo vệ cậu. Sau hôm đó Ishigami bị đình chỉ, mỗi ngày đều phải chịu sự bắt nạt của học sinh, mấy lời giáo huấn cay nghiệt của giáo viên cố vấn. Ishigami thừa nhận mình sai vì đã dùng bạo lực, tuy nhiên cậu nhất quyết không chịu xin lỗi tên kia. Đúng rồi, có lỗi gì đâu mà xin. Tên bạn trai kia còn ra vẻ nhân hậu, bảo rằng nếu cậu xin lỗi đàng hoàng thì sẽ tha thứ cho cậu. Gì đây, muốn chọc tức tao à? Con dùn xéo lắm, cũng còn đã vậy thì cậu sẽ viết tất cả sự thật vào bản kiểm điểm, nói cho cả trường biết bộ mặt thật của tên đó. Dù Otomo có bị tung clip nóng cũng chả liên quan gì đến cậu. Ishigami tự nhốt mình trong phòng, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Nhiều ngày trôi qua, kết quả cậu chẳng thể viết được một câu nào thật lòng, toàn bộ trên giấy chỉ là lời xin lỗi sáo rỗng viết cho có. Ishigami đã thỏa hiệp với cái ác như vậy đấy, thật hèn nhát. Trải qua cú sốc đầu đời, Ishigami mất hết niềm tin vào nhân sinh, cậu cũng không dám đứng ra giúp đỡ bất kỳ ai nữa. Lần này cũng thế, dù chỉ là một cuộc thi chạy cũng đủ khiến cậu căng thẳng. Có lẽ nếu là 2 năm trước Ishigami đã không gắng gượng nổi rồi, nhưng giờ thì khác, bởi vì cậu đã có bạn. Những người đồng đội luôn kề vai sát cánh bên cậu, cũng là những người duy nhất biết được bí mật mà cậu chẳng thể nói với ai. Cậu đã bảo vệ được thứ mà mình muốn bảo vệ, làm tốt lắm Ishigami. Shirogane lúc ấy đã không ngần ngại mà viết đè lên dòng xin lỗi của Ishigami trên bản kiểm điểm, thay bằng câu im đi đồ ngốc, phải vậy mới đã cái nư tôi mấy bác ơi. Nỗi bất ức mà suốt thời gian qua Ishigami phải chịu đựng cuối cùng cũng được chút bỏ.
Giờ đây cậu thực sự đã có thể buông bỏ quá khứ mà chạy thẳng về phía trước. Hơi su một xíu là cậu nhà không giành được hạng nhất chung cuộc. Cơ mà ai quan tâm chứ, chạy hết sức là được rồi mà. Khuôn mặt tươi tắn của những người bạn xung quanh cũng đã hiện lên trước mắt Ishigami rồi. Hay nói cách khác, tới bây giờ cậu mới bắt đầu nghiêm túc ngắm nhìn chúng. Kết quả thể thao hôm nay, đội đỏ đại thắng. Thầy hiệu trưởng muốn làm một cuốn tạp chí quảng bá học viện nên đã nhờ hội học sinh làm mẫu ảnh. Mọi người thì vui vẻ, thôi cơ mà Shinomider thì không được, vì gia tộc của cô không cho phép cô xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Chụp hình riêng lẻ xong rồi thì chuyển sang chụp cặp đôi. Miko và Ishigami nhìn như cặp bài trùng luôn hỗ trợ lẫn nhau vậy, rất có khí chất. Chika vậy mà lại được ghép cặp với Shirogane trong bối cảnh người yêu. Shinomider nhè như sét đánh ngang tai. Năm sau có bay ghế hiệu trưởng đừng hỏi tại sao nhé ông già. Cuối cùng là lên tầng thượng chụp ảnh nhóm, nhìn mọi người đứng chung với nhau trong một khung hình, Shinomider cũng có chút tủi thân. Shirogane nhận thấy điều đó nên đã xin thầy hiệu trưởng cho cả nhóm chụp một tấm riêng bằng điện thoại của Shinomider trước, vậy thì không phải lo khuôn mặt cô bị xuất hiện trên truyền thông rồi. Nhưng đèn thôi đỏ quên đi, Shinomider vừa định lấy điện thoại ra chụp đã bị gió thổi bay xuống dưới. Gió nào ảo vậy, một mình Shinomider chạy xuống thu dọn tàn cuộc. Dù đã cố suy nghĩ lạc quan rằng cuối cùng cũng có cơ hội đổi điện thoại mới, nhưng cô vẫn tiếc những tấm hình quý giá mình đã chụp trong chiếc điện thoại này, chắc là không khôi phục lại được đâu nhỉ. Shinomider chỉ biết ngồi thu lu một góc khóc thầm với cô đơn và tiếc nuối. Điện thoại cũ hỏng, Shinomider như bị mất đi trái tim. Cô đổi điện thoại đời mới mà mặt chả có tí cảm xúc nào. Có điện thoại mới rồi bình thường đôi này sẽ bày trò bắt đối phương nói tên tài khoản của mình trước. Ấy thế mà giờ Shinomider lại bình thản đi hỏi Shirogane trực tiếp luôn. Ủa gì mất hứng vậy bà nội? Nhận thấy dấu hiệu bất thường, mọi người trong văn phòng đều lo lắng không yên. Sau khi bàn bạc họ quyết định vờ như không có gì thì biết có hỏi Shinomider cũng chả chịu nói. Shirogane nhanh nhẹn tạo một group chat chung của hội học sinh. Mọi người bắt đầu sôi nổi chuyển dữ liệu hình ảnh lên đám mây chung của nhóm. Trước đây trong điện thoại cũ Shinomider chỉ muốn lưu giữ những tấm hình cho riêng mình. Bây giờ tất cả khi được cùng mọi người chia sẻ những kỷ niệm đó, cô không còn cảm thấy lẻ loi nữa. Từ giờ mọi ký ức đều sẽ được lưu lại đây, trong tâm trí của tất cả mọi người chứ không riêng gì Shinomider. Phải thật sự trân quý thứ gì đó ta mới muốn giữ gìn nó mãi mãi đúng không nào? Thánh Hề Chika lại nghĩ ra trò mới, cô rủ cả nhóm cùng chơi bơm bong bóng. Mỗi người sẽ phải bơm hơi vào quả bóng ít nhất một lần. Ai làm quả bóng bể người đó thua. Thôi chơi cho bé nó vui. Chứ giờ mà cả đám bỏ về hết chắc Chika buồn lắm. Nghĩ đơn giản quá rồi anh dai ơi. Quả bóng mà Chika mang tới là loại siêu to khổng lồ. Nó mà bể là tới công chuyện đó bà con. Nhìn kích cỡ hãi hùng này ai cũng sợ xanh mặt rồi. Ông nội tôi còn không dám ấn bơm thêm lần nữa, huống chi tụi nhỏ. Đàn anh đàn chị lớn đầu không dám làm đẩy con nhóc Miko lên bơm bóng mệt đứt hơi, khôn như các bạn quê tôi đầy. Shinomider tính thổi phi tiêu cho nổi nghĩa cái của nợ đỏ lòm đó rồi. Sukana là bà sợ quá bị run tay nên thổi vụt. Shirogane dùng hết sức bình sinh ấn bơm hơi. Xong rồi tới lượt Shinomider lên thớt. Ngay lúc này không ai mượn, bà Chika tự nhiên bóc vỏ quýt ăn ngon lành. Vỏ quýt có chứa hợp chất phân hủy cao su nên lôi quýt ra lúc này là chơi ngu toàn tập rồi đó. Bùm, cả trường bị làn khí hồng phấn ngôn tình xến xúa thổi bay màu. Chika cố tình chơi trò này để phá trường chắc luôn nè. Vậy là phần 2 đã kết thúc, nhưng trận chiến giữa Shirogane và Shinomider vẫn chưa xong đâu nha mọi người. Phải để cả hai dắt tay nhau về chung một nhà mới đã cái như tui. Phần này không chỉ có sự xuất hiện của những nhân vật mới, mà một phần quá khứ của Ishigami cũng đã được tiết lộ. Liệu rằng sắp tới tác giả có tính cho cu cậu thoát ế không đây? Shirogane hay Shinomider, ai sẽ tỏ tình trước? Cùng đón chờ phần 3 của bộ phim nhé. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn nội dung tiếp theo của bộ anime Kaguya Cuộc Chiến Tỏ Tình, mời các bạn đón xem cùng mình nhé. Lại một câu chuyện mới bắt đầu, lần này nhân vật chính là cặp đôi khắc khẩu Ishigami và Inomiko. Cái sự khắc khẩu mọi lúc mọi nơi khiến những người xung quanh ai cũng phải để ý. Hội trưởng trong lúc đi cùng Ishigami có hỏi dò về mối quan hệ của hai người và tại sao họ lại ghét nhau như vậy. Chỗ bạn bè với nhau, Ishigami cũng không giấu, cậu nói chắc vì mình không chịu tuân thủ nội quy, Ino lại là thành viên ban kỷ luật nên mới sinh ra chán ghét anh. Hội trưởng Shirogane lại không nghĩ mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Đứng trên lập trường của Ishigami, Ino là cô gái chuyên gây rắc rối, ngược lại bản thân cậu toàn phải lén lút giúp đỡ cô. Nói chi đâu xa, cái vụ cắm tay nghe không kỹ đã làm cậu xém muốn độn thổ, ấy vậy mà cô ta đối với cậu chỉ toàn lèm bèm, trách móc. Giá như Ino cô ấy biết thể hiện một chút lòng biết ơn thì đã tốt. Nhưng mấy chuyện đó phải trực tiếp nói ra đối phương mới biết được, chứ âm thầm giúp đỡ như vậy thì chỉ có trời biết đất biết thôi ông tướng ạ. Cứ ở đó trông chờ người ta tự hiểu thì có mà còn lâu. Ở một diễn biến khác cũng tương tự diễn biến này, một cô gái đang chất vấn cô gái còn lại việc tại sao lại ghét Ishigami đến vậy. Vâng, đó là Ino. Cô trả lời câu hỏi của Kaobio vì cậu trai Ishigami này chuyên gây rắc rối cho cô. Suốt ngày cô phải cúi đầu xin lỗi trưởng ban kỷ luật thay hắn, rồi còn phải khai nhẹ tội cho hắn mỗi khi viết báo cáo hàng ngày. Chưa kể lúc cậu ta bị đình chỉ thì cô còn trực tiếp nói chuyện với giáo viên biết bao nhiêu lần. Ino bộc phát sự tức tối của mình khi nghĩ đến, suốt ngày giúp đỡ hắn ta là vậy mà cứ mỗi khi gặp mặt thì cái thái độ trịnh thượng của hắn làm cô phát ghét. Kaobio nghe xong hiểu ra trong việc này ai cũng có một phần trách nhiệm, có khuyên Ino nên bộc bạch với Ishigami để hòa giải thì Ino cứng đầu không chịu. Công lý là thứ không cần phải báo ơn, lòng tốt không cần báo đáp mới là thứ lay động trái tim con người. Giống như người đã tặng Ino bông hoa Stella này vậy. Làm ơn đi Ino, tôi đã nghe chuyện này đến 11 lần rồi, tiếng lòng của Kaobio đang gào thét. Đột nhiên trên hành lang hai con người chán ghét nhau chạm mặt, và đó cũng là ngày hai người bảo trợ gặp nhau. Hai người kia một là thủ quỹ, một là kiểm toán của hội, cứ bất hảo hoài như vậy cũng không tốt. Hội trưởng và Kaobio đều mong muốn họ có thể giảng hòa, nhưng xem ra chuyện này lại là một game khó. Và thế là chiến dịch tình bạn Ishigami Ino được đích thân Shirogane nghĩ ra để giúp hai kẻ cứng đầu hòa giải.
cả hai sẽ lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ chung, hy vọng đó sẽ là sợi dây liên kết giúp họ mở lòng với nhau. Ở nhiệm vụ đầu tiên kể ra điểm tốt của nhau, Ichigami cũng thật thà khen Ino học hành nghiêm túc và thẳng thắn. Ngược lại đến phiên Ino, cô tìm nát óc cũng không thấy ưu điểm gì từ đối phương. Thế là cả hai lao vô nhau chửi bới, sau nhiệm vụ một hình như cả hai còn ghét nhau hơn. Nhiệm vụ ngoái tai, hội trưởng nghĩ nó giống với việc trải chuốt cho thú cưng sẽ khiến đối phương dễ chịu. Nhiệm vụ đút cho nhau ăn vong cả ba nhiệm vụ tưởng chừng ổn áp, khi đưa vào tay hai con người này thì trở nên dở hơi không đâu sánh bằng. Một nghi vấn cao độ đặt ra, Ishigami và Ino liệu có giống như mấy phim ngôn tình, yêu nhau làm cắn nhau đau không? Hai kẻ cố chấp nghe vậy một lần chín chắn nhìn nhận lại cảm giác của mình, có vẻ là họ bớt ghét nhau rồi nhỉ? Ngày hôm đó, hai bạn học Toyosaki và Kazamatsuri rủ hội trưởng Shirogane đến buổi giao lưu giữa học sinh của các trường học cao trung. Sau một hồi do dự, Shirogane cũng đồng ý. Qua lời Hazasaka, Kaguya biết thực chất đó là buổi hẹn hò nhóm. Những nam thanh nữ tú đến đấy để ghép cặp rồi bắt đầu ve vãn tán tỉnh nhau. Kaguya nghe xong tức điên lên nhưng không thể đến buổi hẹn để giám sát grad được. Làm sao cô có thể vào giữa cái đám đàn ông chỉ toàn dục vọng đó chứ? Thế nên là cô đẩy người chị em tốt Hazasaka vào cái đám đàn ông chỉ toàn dục vọng đó. Chị em tốt quả là chị em tốt, có điều bẻ lái hơi nhanh. Cứ thế buổi tiệc giao lưu tại một quán karaoke đã đến. Shirogane trong sáng đến điểm hẹn mới phát hiện ra tia mờ ám thì cũng quá muộn. Có một sự bất ngờ không hề nhẹ nha, Hazasaka ấy thế mà lại là người Shirogane từng từ chối tình cảm. Bây giờ thì ổn rồi nhưng phải giúp người chị em giữ chân Shirogane, để cậu ấy không thể tiếp cận những cô gái khác. Hazasaka đành bảo rằng mình còn tổn thương vì anh. Cô hát một bản nhạc buồn càng làm cho hội trường bối rối. Hazasaka nói với Shirogane nên về trước kẻo các việc biết sẽ rất buồn. Không nỡ để Hazasaka ở lại một mình với bầy sói, Shirogane nắm tay kéo cô cùng đi với mình. Nhiệm vụ đại công cáo thành nhưng để dạy cho Kaguya một bài học vì cái tội không dám ra mặt giữ người yêu, Hazasaka cố tình tạo thêm drama gây hiểu nhầm. Kaguya tưởng Crash đã lọt hố, Hazasaka liền nổi ghen lồng lộn chạy đến quán. Đứng trước cửa phòng 201, nhận ra cái áo khoác của người chị em, Kaguya suy diễn ra hàng tá chuyện mờ ám hai người kia sẽ làm với nhau. Suy nghĩ cải trang để xông vào pha đám có vẻ đường đột, cô gọi cho Fujiwood đến hát karaoke. Ai chứ ca sĩ nghiệp dư Fujiwood thì không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này đã nhận lời đi đến. Bỗng trong phòng hát vang lên những tiếng động mờ ám và tiếng van xin của Hazasaka cùng biểu cảm thoải mái của Shirogane khiến Kaguya trong đầu liên tưởng ngay đến những hình ảnh ám muội. Không thể điềm tĩnh được hơn, nhân lúc hội trưởng đi vệ sinh, cô nàng bước vô kiểm chứng cho những suy nghĩ bậy bạ của mình. Rất may sau đó không có gì phát sinh, Hazasaka van xin là vì giọng ca của Shirogane quá đổi kinh dị. Kaguya đưa Hazasaka về trước, lúc này Fujiwood mới đến. Nghe kể qua tình huống giọng ca vàng của hội trưởng thì cũng sợ phát khiếp mà về luôn. Khổ thân Shirogane quay lại phòng 201 không hiểu mô tê, lại chẳng thấy mà nào. Nhưng thôi cũng tốt anh nhân cơ hội này để luyện đọc rap vậy. Ai có mà ngờ người đẹp trai tài giỏi lại có nhiều gái theo như Shirogane đây lại có giọng ca tra tấn đến vậy chứ. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ anh em ơi. Tập này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào mừng các bạn đến với season 3 của bộ anime Kaguya cuộc chiến tỏ tình. Cũng là câu nói cũ, tình trường là chiến trường. Cặp đôi Kaguya Shin Obia và hội trưởng Mizuki Shirogane tuy rằng tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e. Họ vẫn tiếp tục miệt mài với trận chiến để xem ai mới là người từ bỏ sĩ diện tỏ tình đối phương trước. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập đầu tiên của season 3 với mình nhé. Ở tại văn phòng của hội học sinh trường sở hữu chỉ in, Ino Miko bước vào chỉ thấy một mình Ishigami ngồi đó. Vốn khắc khẩu với nhau nên Ino lời tai nghe ra cắm vào smartphone vừa nghe nhạc vừa học bài. Cô không quên nhắc đi nhắc lại bảo Ishigami đừng làm phiền mình. Ishigami cũng có thèm quan tâm, cơ mà sao tự nhiên lại nghe thấy tiếng nhạc thư giãn vậy nhỉ? Ồ hóa ra Ino cắm chui tai nghe không chắc, báo hại mấy âm thanh kia lọt hết ra bên ngoài. Ishigami định nhắc nhở nhưng như thế thì có đường đột không, vã lại không chừng cô ta còn làm giá nữa, nên thôi. Nghe nhạc chùa cũng được, tiếng nước chảy, tiếng rừng già, tiếng lạc đà gầm rú, Ishigami một lượt nghe qua cũng không thể tập trung được. Bỗng nhiên cái âm thanh thì thầm của mấy chàng trai lọt vô màng nghĩ Ishigami, chết tiệt cái quái gì thế này, con lạc đà lúc nãy bán đâu rồi? Là cô ấy đang nghe CD những lời cổ vũ từ trai đẹp sao? Ishigami nghe một câu đã gà đã vịt nổi lên một mớ, cơ mà cái hoàn cảnh này thì không thể nào nói Ino cắm tai nghe không chắc được. Nếu nói ra chẳng khác nào nãy giờ mình nghe hết những lời tế nhị kia rồi sao? Cả hai chắc phải rơi vào trạng thái đóng băng rồi xấu hổ đến chết mất. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Fujiwara và hai người Kaguya, Shirogane không đến. Ishigami đi từ đánh lạc hướng, bảo là cần thảo luận chung, rồi đến việc tự mình mở mấy bài nhạc thật to rồi đeo headphone nhưng lại cắm dây không chặt. Tất cả đều là đang cố tình nhắc khéo ai kia, nhưng có ngờ đâu nàng ta lại chừng chú ý lại mình. Sau 7749 lần Ishigami gây sự chú ý của mọi người để Ino không bật cái âm thanh nhạc nhẹ đó lên thì cô ta vẫn cứ bật. Thật là bỏ công vô ích, bây giờ cả đám đều được nghe chung, trong khi chỉ mình vào CD lời cổ vĩ từ trai đẹp. Ino không biết rằng đồng bọn đứng bên đều bất giác biến thành quả cà chưa để màu. Kaguya nhận được tin nhắn từ Grab nhưng nhất định không chịu trả lời. Là hội trưởng Shirogane tự biện minh rằng cô mới biết sử dụng smartphone nên chưa quen. Ba tin nhắn được gửi đi trong 2 tiếng đồng hồ, tin nào cũng đều hiển thị trạng thái đã xem khiến Shirogane ngồi nhà mà tâm trí treo ngược cành cây, vô cùng thắc mắc. Người chị em hơi thân Hazasaka ở bên cạnh định nhắc nhở tính năng đã xem của Upline cho Kaguya nhưng vẫn ngập ngừng chưa có cơ hội. Trong khi Kaguya đắc chí làm giá với hội trưởng thì tin nhắn trong nhóm cũng được các thành viên còn lại gửi đi. Hazasaka thấy vậy thì nhấc khéo bảo Kaguya phải trả lời tin nhắn cho hội trưởng trước vì cậu ấy gửi tin nhắn đến trước, đó là phép lịch sự trong giao tiếp.
Cheruben thấy tin hồi lại của Kaguya bảo là bây giờ mới đọc được thì ức chế mà gọi điện vật trần. Đang không biết ăn nói với đối phương như nào thì Hazasaka bắt máy giải bay cho Kaguya. Viện lý do điện thoại của Kaguya có kết nối với máy tính bàn nên mới hiện dòng chữ đã xem như vậy. Cheruben nghe xong cứng họng và kể từ đó mấy tin nhắn đến cho Kaguya tiểu thư cũng phải chỉnh chu trang trọng, bởi vì điện thoại của cô có kết nối với máy tính bàn, nhất đâu cả nhà cô đọc được thì cũng còn lại chút mặt mũi. Lại một ngày mới ở trường, Fujiwot nhờ Ishigami bê hộ ít đồ, cậu ấy giúp nhưng tỏ vẻ mình là thanh niên trai tráng, mấy cô gái như Fujiwot chỉ là chân yếu tay mềm. Hội này khiến nhau qua lại cuối cùng dẫn đến một cuộc thi vật tay xem ai mới là người yếu đuối. Trận đấu đầu tiên Ishigami thua Kaguya, có thể giải thích là do Sui nhiều hơn hên, nhưng lại Kaguya vẫn luôn coi trọng sức khỏe năng luyện tập hàng ngày. So với Ishigami một nam nhân thể trạng trung bình thì phần thắng này cũng gọi thuyết phục. Trận đấu thứ hai Cheruben với Fujiwot tay đôi, cô nàng tóc hồng này vốn dĩ không phải là đối thủ của hội trưởng đẹp trai. Trận chung kết Cheruben thành công đấu với Crash, nhưng mà cặp này nhìn bề ngoài cam go bất phân thắng bại nhưng bên trong bọn họ đã tự dàn xếp cả rồi. Nói không phải chứ cả hai đều lợi dụng thời cơ mỗi người dùng sức một ít để cố tình nắm tay nhau được lâu chừng nào tốt chừng ấy. Đấu đến nửa ngày cũng chưa ngã ngũ, Kaguya thiết nghĩ nắm tay thêm chút rồi giả vờ thua cũng không gọi là mất mặt đâu nhỉ. Trước khi thực hiện kế hoạch, trong phút bất cần mồ hôi ở tay cả hai chảy ra hơi nhiều, hội trưởng Cheruben thế méo nào lại thua, Kaguya trên đầu chỉ hiện lên ba gạch đen xấu hổ. Cả danh xưng công chúa cơ bắp rồi nữ hoàng cơ bắp đều ở trên người cô danh dự. Nào ai biết đâu đối với một tiểu thư mà bị chất cái tên đó thì còn miếng duyên nào chứ. Kaguya chỉ căm không bịt được hết mấy cái mồm của hội cà phê này. Như vậy tập 1 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 nha. Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là nội dung tiếp theo của bộ phim Kaguya cuộc chiến tỏ tình, một cuộc chiến mà trong đó người nào tỏ tình trước nghĩa là người ấy thua. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Trở lại với học viện Suchin, ở trong văn phòng của hội học sinh ba cô gái đang ngồi tỉ tê với nhau về một vụ ngoại tình. Nhân vật chính trong sự việc này là Nagisa. Cô ấy bắt gặp bạn trai mình ở giờ nghỉ trưa đã trò chuyện thân mật cùng một cô gái khác, nên đã đến tâm sự cùng Kaguya và Ino. Ngoài ra cô cũng đã theo dõi và phát hiện ra nhiều bằng chứng thân mật khác của bạn trai. À mình quên nữa, cô gái đang nằm trong diện tình nghi lén phén với người yêu của Nagisa là Shichumaki, một trong ba thiên tài của khóa. Trong suy nghĩ của mỗi người đều có cách định nghĩa ngoại tình khác nhau, Nagisa chỉ là đang tìm kiếm người đồng quan điểm với mình. Có người chỉ cần dùng bữa với người khác giới đã là quá đà, lại có ý kiến cho rằng dẫu có vượt rào nhưng chỉ là tình một đêm thì vẫn ổn. Ranh giới việc ngoại tình của mỗi người sẽ làm sáng tỏ quan niệm về tình yêu của họ. Ino thì khuôn khổ hơn, cô trích dẫn theo điều 770 luật dân sự, ngoại tình được định nghĩa là hành vi bất chính với người khác giới dẫn đến việc ly hôn. Tuy nhiên Nagisa và bạn trai vẫn chưa kết hôn nên không thể gọi là ngoại tình. Hai bạn gái kia không đồng quan điểm, phản đối lại rằng nếu chưa kết hôn thì mặc sức cắm cho đối phương bao nhiêu cái sừng cũng được sao. Kết quả hai người kia thắng, Ino chỉ đành cúi mặt xuống bàn. Nagisa đưa ra hàng tá bằng chứng ngoại tình, tuy có phần chủ quan nhưng chung quy đều dẫn đến kết luận bạn trai mình đã phản bội. Chưa hết, Nagisa còn thuê hẳn một thám tử tư điều tra bạn trai. Trong sắp tài liệu kia là hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau vào tiệm tạp hóa, cùng nhau đi hát karaoke, cùng nhau học bài. Tất cả hình ảnh trong con mắt người đang ghen đều trở nên ám muội. Và thế là Nagisa quyết tìm gặp bạn trai để đối chất. Tình huống xấu nhất là chia tay cô ấy cũng chấp nhận, cơ mà một phút gặp mặt người yêu đã lật kèo nhanh chóng. Anh bạn trai tặng cho Nagisa một sợi dây chuyền mặt hình trái tim làm quà kỷ niệm nửa năm quen nhau, kèm lời giải thích đã nhờ Maki chọn giúp. Mọi việc sáng tỏ, đôi trẻ hôn nhau đắm đuối khiến mấy thành viên hội học sinh đang đứng lớp một bên đỏ mặt giải tán hết. Đúng là lo chuyện bao đồng đến khi hai đứa yêu nhau giảng hòa tự dưng mình trở thành người thừa là một trải nghiệm như thế đó. Rõ khổ cho mấy thanh niên, đôi trẻ hòa nhau liền đến cảm ơn Maki vì đã chọn giúp họ sợi dây chuyền thật đẹp. Tổ trong Maki thì cười ngoài mặt nhưng dặn hát tan, rõ ràng cô có tình cảm với cậu trai đó nhưng phải giả vờ là không. Tạm biệt đôi trẻ, Maki bước ra khỏi phòng, dáng đi không thể nào thảm hơn, cũng tội ở cái tình cảnh như thế thì việc không làm điều gì mất mặt đã là một kỳ tích. Đang trò chuyện với nhau dưới sân trường thì hội trưởng Shizugan và Ishigami đụng phải Maki nằm gục dưới đất, họ đưa cô về văn phòng. Maki giới thiệu mình là học tỷ thiên tài hạng 3 của khóa, là người họ hàng xa của Shinomiya và gọi Kaguya là gì. Thảo nào lại có nét dễ thương giống crush của mình như vậy, Shizugan suýt xoa. Biết được tâm tư cô gái trẻ, Ishigami đề nghị nàng hãy đập chậu cướp hoa đi, nhưng làm sao một thiên tài như cô mang trong mình dòng dõi danh giá lại làm mấy cái việc vô liêm sỉ như thế được. Maki vẫn thao thao bảo vệ quan điểm, cái tình yêu tuổi học trò sớm nở tối tàn, cô sẽ chống mắt lên chờ cái ngày bọn họ chia tay vẫn chưa muộn. Cũng được thôi, thử nghĩ một ngày nào đó cô cùng người mình yêu đến những nơi vui chơi mà mình thích, nhưng mà trong trải nghiệm của cậu ta đó lại là chỗ từng đi với người yêu cũ. Tính sát thương này nếu không phải sắt đá thì không thể chịu đựng được. Cuối cùng Maki đã bẻ lái 180 độ, quay sang chọn phương án đập chậu cướp hoa, còn không quên dùng chiêu trò trưng ra bộ mặt đáng yêu kéo Shirogan và Ishigami về phe mình nữa chứ. Bởi đôi lúc đi phủ nhận sức mạnh của tình yêu là một việc làm vô cùng ngớ ngẩn. Lại nói về hai bạn học lừa hội trưởng đi hẹn hò nhóm hôm nọ, hôm nay trong lớp học ngang nhiên bàn tán rồi còn bảo tiếc là hội trưởng đã dẫn em gái dễ thương nhất đi trước, khiến ai kia đi ngang qua vô tình nghe được. Dù biết rằng Shizugan bị lừa nhưng nhỡ đâu ở một góc khuất nào trong lòng cậu cũng muốn gặp gỡ làm quen những cô gái khác thì sao. Kaguya dần lòng không đặn, buộc miệng hỏi Fuji Wakeaza khi đi hẹn hò nhóm cụ thể người ta thường hay làm gì. Fuji Wakeaza trả lời có nghe đồn là sẽ chơi trò nối chữ hoặc trò đồng 10 yên. Cô hất đồng xu lên cao, khung cảnh hiện tại là văn phòng của hội học sinh.
Ngay khi Fuji VKF Aza vừa tuyên bố chơi trò đồng 10 yên thì sắc mặt hội trưởng lập tức xám xịt. Quả nhiên Crack của anh đã nghe câu chuyện ban nãy mất rồi. Luật chơi của trò đồng 10 yên là người chơi sẽ trả lời yes bằng mặt ngửa, no bằng mặt sấp đối với mỗi câu hỏi được đưa ra. Mọi người sẽ bỏ đồng 10 yên bên dưới khăn tay để không lộ danh tính câu trả lời. Nhưng tuyệt nhiên không được nói dối, vấn đề này đã có chiếc máy nói dối thế hệ mới đặt ở bàn làm việc bảo kê. Đấy là mấy người hội học sinh chơi với nhau chứ đến buổi hẹn hò thật mà cầm theo máy này chắc lần sau khỏi dám mời Isiami thầm nhủ. Fuji VKF Aza mở màn bằng câu hỏi 1, ai là người đang yêu kết quả trả về có 3 người nói yes. Hẳn rằng ai cũng tò mò, nhưng mọi người biết rồi đó, luật chơi là không được phép tiết lộ câu trả lời của mình cho người khác. Sự bí ẩn mang đến hồi hộp và phấn khích chính là điểm cuốn hút của trò này. Tiếp theo câu hỏi thứ 2 do Ishigami đặt ra, người nào ghét em nhất, và kết quả chỉ có một người ghét. Ishigami mừng rớt nước mắt, nghi vấn cái người trả lời là yes đó chính là Ino, mà cô ấy có ghét cậu cũng là điều hiển nhiên. Cho trễ nhất, Ishigami đã tự trả lời no cho câu hỏi của mình. Ino lia ánh mắt hằn học nhìn về phía người kia. Kế đến Ino cũng có tư tưởng chẳng kém cạnh người cô vừa phê phán, cô đặt câu hỏi em có phải là người thứ không. Kết quả mọi người đều trả lời no. Đi nhanh đến Kaguya, cô nhận ra đồng xu hội trưởng vừa lấy là 2C5 thứ nhất. Liền nghĩ chỉ cần biết ai lấy đồng xu nào thì sẽ trực tiếp biết câu trả lời của họ rồi còn gì. Kaguya mạnh dạn hỏi luôn người nào có tình cảm yêu đương với tớ. Hy vọng sẽ dò được tâm ý Crack, ai có mà dè mọi tính toán của Kaguya đã sai, sớm nhận ra ý đồ của cô, nhân lúc không ai để ý Shizugan đã đổi thành một đồng xu khác. Tuy kết quả có một người say yes nhưng danh tính người đó thì giấu nhẹm. Lối sách của Shizugan quả là hữu dụng, câu trả lời của cậu ấy một lần nữa trở nên ẩn danh, giúp bản thân sống sót được trong gang tấc. Shizugan nhanh chóng lật kèo bằng một câu hỏi, cô phát hiện ra có kẻ đã lợi dụng số 5 trên đồng tiền để gian lận, vậy đó là ai, hãy dùng yes để thú nhận đi. Những tưởng một mình Kaguya là kẻ gian hóa ra có tận 3 tên luôn ấy. Trò chơi kết thúc, đợi khi mọi người về hết, Shizugan giải thích một chút về buổi tiệc hẹn hò hôm trước, thể hiện rằng mình không muốn giao lưu với các cô gái khác và nhắc đi nhắc lại Kaguya phải tin tưởng anh. Kaguya nghe xong nhẹ nhàng đặt tập tài liệu vừa mới bị bóp chặt xuống bàn, bước qua một chút cho thẳng thớm trở lại. Cô an lòng rời đi trước khi đặt đồng xu thể hiện chữ yes. Đây có phải là cô đã ngầm đồng ý tin tưởng vào Shizugan anh chăng? Trong văn phòng của hội học sinh, Ishigami vừa chơi game vừa được ăn cơm chó của Nagisa và bạn trai. Cũng không phải là bọn họ quá lộ liễu, nhưng những kẻ đang yêu nhau thường hay xến xúa như vậy, vô tình đem những lời lẽ ngọt ngào lọt vào tai Ishigami khiến cậu ấy không thể nào tập trung được mà thôi. Kaguya ở một bên quan sát hết thái độ của cậu ấy từ đầu đến cuối, mới khuyên rằng không nên ghen tị với hạnh phúc của người khác chứ. Chẳng lẽ Ishigami không muốn tìm cho mình một bạn gái sao? Câu trước vừa trả lời chả cần thì câu sau không mở lời được nữa. Ngay lúc này có vị học tỷ năm ba bước vô văn phòng để nộp đơn đăng ký quầy hàng cho lễ hội văn hóa. Thái độ Ishigami ấp a ấp úng, mọi cử chỉ liền chật đi một nhịp không đánh mà tự nhiên đã khai rằng vị học tỷ dạng người kia chính là người trong mộng của cậu ấy. Kaguya với cặp mắt tinh tường không khó để nhận ra điều đó. Vừa lúc vị học tỷ rời đi liền chất vấn, Ishigami nhút nhát thừa nhận crush của lòng mình, cô ấy chính là cô gia sư Tsubame trong đội cổ vũ của trường, vừa thông minh xinh đẹp lại còn được rất nhiều chàng trai săn đón. Ishigami tự nhận mình bất tài còn đối phương đang là đóa hoa trên đỉnh núi, thế là cam tâm từ bỏ. Kaguya biết được tâm tư của Ishigami thì nhẹ nhàng an ủi, động viên. Thật ra Ishigami cũng chuẩn bị vài cách tỏ tình học tỷ nhưng mà chưa dám, sẵn đây cậu kể ra để tham khảo ý kiến Kaguya luôn. Crush của mình xuất sắc như vậy chắc chắn tỏ tình theo cách bình thường sẽ không có tác dụng, nhưng tỏ tình theo phong cách lãng mạn thì sao? Kaguya nghe đến đây cũng lấy làm hứng thú. Kế hoạch là mỗi ngày âm thầm tặng đối phương một loại hoa khác nhau, đến ngày cuối cùng những chiếc cái cầu tiên trong tên các loài hoa đó ghép lại sẽ thành anh yêu em. Kể ra cũng tốn tâm tư phết, nhưng liệu cô gia sư có nhận ra không hay là lại hiểu lầm một tên biến thái nào đó? Không bỏ cuộc, phương án tỏ tình thứ hai là tặng cho người ấy cuốn album ảnh của mình, ngay trang cuối sẽ là mẫu giấy từ giờ em muốn làm một cuốn album cùng chị. Nghe xong Kaguya bất giác nổi da gà. Những cách tỏ tình này theo nhận định của cô không được khả thi đâu, thậm chí còn đem đối phương dọa cho phát khiếp ấy. Nói rồi cô kể ra mẫu con trai mà con gái vẫn thường thích để Ishigami phấn đấu, nói đi nói lại thế nào cũng không qua hình ảnh hội trưởng Shizugan. Ishigami dù trong lòng đầy tâm sự nhưng cũng nhận ra một tia tình ý trong câu nói của đàn chị. Nhưng rất nhanh Kaguya đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô nhận dạy kèm Ishigami học để cậu cải thiện kết quả học tập của mình, lấy đó gây sự chú ý của học tỷ năm ba cô giáo sư. Cũng gần đến kỳ thi, hội trưởng cho hội học sinh nghỉ để tập trung ôn thi. Thật ra tên này vì áp lực thứ hạng muốn ôn tập tại nhà để tập trung hơn. Chứ ở trường cứ gặp Kaguya đáng yêu như vậy hắn không thể nào tập trung được. Phần Kaguya thì không muốn cô ngược lại ôn tập ở nhà mới không thể tập trung bởi chiếc smartphone mới mua đầy cám dỗ. Ino cũng là người quan tâm đến thứ hạng nên quyết định này của hội trưởng cô ấy cảm thán vô cùng. Fujiwa ra nói dối là phải ôn tập để có điểm số cao, nếu không ba cậu ấy sẽ cắt tiền tiêu vặt. Đây lại là một lời nói dối, cậu ta vẫn thường được ông nội giấu tiền tiêu vặt đấy thôi. Bốn người bàn luận sôi nổi nhưng Ishigami ở đâu đó đang cố gắng ôn tập hay là đang chơi game đây cũng không ai biết rõ. Trên bảng tin của trường là kết quả thi học kỳ vừa rồi. Ishigami vô cùng thất vọng vì bản thân đã cố gắng như vậy mà kết quả lại không như ý, thứ hạng đạt được là 152. Cậu bỏ vào toilet cảm khái một lúc lâu, Kaguya tình ý nhận ra điểm buồn trên mặt Ishigami nên đã đuổi theo an ủi. Cô nói lần sau nếu không đạt kết quả tốt thì sẽ không tha cho cậu. Ishigami cũng bớt đi phần mặc cảm, tự hứa sẽ không phụ lòng đàn chị. Sau kỳ thi, Fujiwaza và Kaguya tổ chức tiệc ngủ tại nhà Kaguya. Vốn lúc đầu là Fujiwaza muốn mời mọi người lại nhà mình, nhưng vì ba cậu ấy đi ông tắc chưa về, Kaguya lại rất hăng hái thế là đành tổ chức buổi tiệc nhỏ chỉ có hai người vậy.
Ở tại nhà Kaguya, Fujiwara vui ra mặt khi gặp Hao Usaka với tạo hình vừa đẹp trai tốt tính lại vừa học giỏi. Cô ấy không ngờ đến rằng Hao Usaka này lại là cô bạn Haya Asaka cải trang thành, nên đã vô tình yêu thích, còn lầm tưởng giữa Hao Usaka và Kaguya là mối tình giữa người hầu với cô chủ. Nhưng ngay sau đó Hao Usaka liền giải thích rằng cậu chỉ có tình cảm với nam nhân để cắt cái đuôi Fujiwara. Buổi tiệc tại nhà Kaguya diễn ra vui vẻ, họ cùng nhau ăn uống, thử áo quần và trò chuyện tới khuya. Tuy thức uống mà hai người đang dùng không phải loại rượu nhưng đến 11 giờ đêm đồng hồ sinh học của Kaguya bắt đầu tạo cho cô cơn buồn ngủ, trong khi Fujiwara cậu ấy cứ nói chuyện luyên thuyên khiến cô gật gà gật gù như say rượu. Đến 12 giờ đêm đang nói về đề tài người yêu của nhau, Fujiwara bất ngờ lấy điện thoại ra gọi cho hội trưởng để hỏi, người này thật giấu rất kỹ cái hôm chơi trò đồng 10 yên cả nhóm không thể nào bắt chúng tâm tư cậu ta. Cây em gái của Shirogan đi ngang qua nghe thấy điện thoại của anh trai, nhận ra Fujiwara và Kaguya liền khai tất tần tật cái người trên line tên là Hasaka hay nói chuyện với anh trai là người yêu của anh ấy. Fujiwara nghe xong nhìn qua cậu quản gia đứng một bên đột nhiên xịt máu mũi. Lúc này nữ chính Kaguya chiếm tiện nghi cầm điện thoại nói chuyện với Shizugan, cô thể hiện chút giận dỗi vì những gì vừa nghe được từ em gái của anh. Còn bảo mình sẽ nói người mình thích trước nên hội trưởng cũng phải nói ra người mà hội trưởng thích. Đang chăm chú lắng nghe ai ngờ nàng ta lăn ra ngủ, báo hại Shizugan còn tưởng sắp nghe được nội tâm của Crash nữa chứ thiệt là tức chết người ta đi. Và như thế là buổi tiệc ngủ đã hạ màn sau khi gây ra một hiểu lầm nghiêm trọng. Các nhân vật của chúng ta cứ thế xoay vòng vòng theo những dòng suy nghĩ của mình. Tập này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau với những cuộc chiến của những kẻ đang yêu nhé. Câu chuyện hôm nay của các bạn học sinh cao trung trường Sujin phải kể đến bắt nguồn từ cuộc hẹn hò nhóm lần trước của Shizugan với các bạn học. Ngày hôm đó sau khi rời khỏi phòng hát nhóm thì hội trưởng của chúng ta đã đánh lẻ cùng Hasaka sang phòng khác để tập hát rap. Một sự cố xảy ra khi Shizugan vừa cất tiếng rap thì Hasaka đã phải ngất xỉu, kế đến nhờ vào sự giúp đỡ của Kaguya từ lúc hội trưởng đi vệ sinh mới trốn thoát khỏi quán karaoke đó. Phần Shizugan quay trở lại không thấy ai nên đã tự an ủi bản thân phải tập rap cho thật tốt. Thật ra Shizugan cũng biết điểm yếu của mình là ở đâu, chính bản thân hát quá tệ khiến đối phương bỏ chạy. Thế nên ngày hôm nay khi hay tin em gái cây muốn giết mình cũng tỏ ra thông cảm, chắc chắn là em ấy cũng bị tra tấn tâm lý không ít. Fujiwara nhận được lời thỉnh cầu của cây nên đến gặp Shizugan hỏi rõ sự tình. Cuối cùng sau khi nghe chính miệng hội trưởng rap thử vài câu, cô rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Tình huống lúc này của Fujiwara không khác gì hai nạn nhân Hasaka và cây chan là mấy, nằm sùi bọt mép bất động trên bãi cỏ. Phải nói thế nào nhỉ? Một thảm họa âm nhạc, một sự sỉ nhục với các bậc tiền bối và cả thế giới, đó là những cảm nhận chân thật không gì hơn mà Fujiwara nhận xét về khả năng rap của Shizugan. Fujiwara thông cảm đã nhận lời luyện tập rap với hội trưởng, đổi lại Shizugan phải dạy rap cho cô lại từ đầu. Thế là hai người miệt mài tranh thủ thời gian rảnh ở trường cùng nhau tập luyện. Fujiwara ấy vậy mà cũng có tố chất, cô đã học thành công môn rap. Đến bước thứ hai trong lời giao kết là sẽ luyện tập cho Shizugan không bị lạc tông lần nữa. Sau bao nhiêu cố gắng, ngay khi Shizugan cải thiện được điểm yếu của mình, cậu hẹn Hasaka đến công viên Shiba để bày tỏ cảm xúc. Fujiwara vừa nghe đó là Hasaka ở chỗ Kaguya thì liên tưởng ngay đến chàng quản gia điển trai. Cô không khỏi thảng thốt, vốn sẵn có cảm tình với cậu ta, bây giờ được nghe hội trưởng hẹn cậu ấy đến bày tỏ cảm xúc, thật là bất giác tạo thành vài điểm sát thương. Kaguya tiểu thư nghe được cuộc điện thoại giữa hai người cũng trở thành cái đuôi đi giám sát buổi hò hẹn mờ ám. Tại công viên Shiba, Hasaka cải trang thành con trai để Fujiwara không phát hiện. Cô cũng giải thích riêng với Shizugan về hình tượng này, bảo rằng nó cũng liên quan đến công việc giám sát của dòng họ Shinomiya mà trước đó cô có kể cho anh nghe. Hasaka vừa nghe việc Shizugan sắp bắn rap thì đề nghị dùng bông bịt lỗ tai lại. Fujiwara hất tay khiến hai miếng bông bịt tai văng mất tiêu. Đây là tâm ý của hội trưởng nên không thể nào đối xử với cậu như vậy. Kaguya đứng trong cánh gà không nén được cơn bức xúc, liền nhảy ra tham dự cuộc hẹn luôn. Tiếng đọc rap vang lên, lần này lại khác, có vẻ như cá chép này đã hóa rồng rồi nè. Shizugan cùng Fujiwara hai người phối hợp bắn rap liên tục nói lên nội tâm của mình. Kaguya đứng một bên tức giận mắng hai người tại sao lại nút liên lạc mà không cho cô hay, bảo bọn họ phải giải thích câu mắng liên thanh thế nào mà lại biến thành một đoạn rap hay cực. Ba người tán thưởng nhau chỉ còn lại mỗi Hasaka chưa biết bắn rap là gì. Bị ép đến mức này Hasaka cũng bộc bạch tâm tư làm quản gia tại nhà Kaguya quả không dễ dàng đối với mình. Vâng cứ như vậy cục đá đè nặng trong nội tâm của mỗi người bấy lâu nay cũng được gỡ xuống, nhờ đó họ thấu hiểu và yêu quý nhau hơn. Ngày hôm đó ở văn phòng của hội học sinh, Ishigami và Shizugan vừa bước vào thì bắt gặp Maki đang nằm khóc trên sàn. Hai người pha cho cô ly trà hoa lạc tiên giúp thư giãn tinh thần và hỏi han tình hình của cô. Thì ra chuyến thăm này là để tâm sự chuyện tình cảm. Mối tình đơn phương với người yêu của bạn thân khiến Maki cảm thấy thật tồi tệ. Cô tham gia vào nhóm tình nguyện của Nagisa vì được cô ấy mời vào, thế nhưng tại nơi ấy cô lại bị cho ăn cơm cho suốt ngày làm tâm tư Maki càng trở nên thảm hại. Một lời khuyên từ hai thanh niên không dám đi tỏ tình Grab được thốt lên. Ishigami và Shirogan còn đặt giả thuyết giữa Nagisa và bạn trai không chừng đã phát sinh quan hệ 18 cộng rồi thì khó mà đập chậu cướp hoa. Nói đến đây Maki như bị đả kích không thể bình tĩnh được hơn. Cô ước gì chưa từng tâm sự với hai kẻ này, tưởng đâu đến đây được nhẹ lòng ai dè càng nặng tâm tư hơn trước. Shizugan và Ishigami liên tưởng đến bản thân vướng vào mối tình tay ba đó, hình ảnh crush trong vòng tay của đối phương khiến hai thanh niên nghiến răng ken két. Tại nơi ba kẻ không thể tỏ tình tụ họp đã chẳng có gì tiến triển thêm, nhưng cũng vì thế mà đã tạo nên một sợi dây vô hình liên kết ba người bọn họ lại với nhau, thành tình bạn tâm giao tri kỷ. Kaguya từ ngoài bước vào,
nhìn thấy sự thân thiết giữa bọn họ thì lòng bất giác sục sôi, Siogan lại có thêm một người bạn nữ nữa rồi, ấy thế mà Maki chẳng hiểu gì ung dung bước ra khỏi phòng, bỏ lại người dì Kaguya khối lòng còn đầy ngổn ngang. Hôm nay ở trường Suchin, các bạn học sinh sôi nổi bàn luận về định hướng nghề nghiệp tương lai của mình. Ngày họp phụ huynh đang đến gần, và đó cũng là cuộc gặp gỡ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, lắng nghe nguyện vọng của con em mình để lựa chọn hướng đi phù hợp nhất. Trong văn phòng của hội học sinh, Ishigami biểu cảm chỉ muốn được nghỉ ngơi, vì xem ra công ty gia đình đã có anh trai kế nghiệp, mình bất quá ăn không ngồi rồi cũng không ai trách mắng. Ino biểu hiện sẽ theo đuổi ngành luật, Ishigami đứng một bên nghe xong cảm thán. Tốt hơn hết là cậu bỏ ngay lựa chọn công tố viên đi nhé, vì cậu sẽ khiến cả tá người bị bỏ tù oan. Ino mặt đen như đít nồi có nói nếu Ishigami phải hầu tòa thì cô sẽ không nhẹ tay, hai kẻ cứng đầu vẫn luôn khắc khẩu. Hội trưởng là người có tinh thần hiếu học hơn hết nên anh sẽ tiếp tục phấn đấu. Trong cuộc họp giữa học sinh, phụ huynh và đại diện phía nhà trường, Fujiwara từng có giải thưởng về piano nhưng cô sẽ tiếp tục theo đuổi nó như một sở thích. Còn công việc bản thân muốn làm cả đời có lẽ là thủ tướng. Thầy giáo nghe xong thất kinh, đứa học trò trước mặt không có vẻ như đang đùa, cha của Fujiwara thì cười rõ to với câu trả lời đó. Ở bên ngoài, các học sinh khác hồi họp đợi đến phiên của mình. Kaguya và Hae Asaka buồn rầu, phụ huynh của bọn họ bận bịu công việc có lẽ không tham dự. Bất ngờ Nao-san mẹ của Hae Asaka xuất hiện, bà đến tham dự với tư cách là phụ huynh của Hae Asaka và nhận ủy thác từ cha Kaguya làm người đại diện cho cô. Đã lâu rồi Hae Asaka không được gần gũi với mẹ, ngay khi bà nói ba người sẽ cùng đi ăn, cô ấy nhảy cẩn lên vui như hội. Nhìn hai mẹ con nhà nọ díu díu với nhau, Kaguya tủi thân quay mặt sang hướng khác. Lúc này một người đàn ông tiến tới bắt chuyện với cô, thì ra ông ấy là cha của Clark. Kaguya lễ phép đúng chuẩn con dâu tương lai, cơ mà khi được nhắc đến chuyện của mình với Shizugan thì mặt đỏ ửng thẹn thùng. Định chào hỏi ba mẹ của Kaguya nhưng khi biết họ không đến thì ngài Shizugan ngỏ ý muốn làm phụ huynh đại diện cho cô. Thế méo nào lời nói đó khiến Kaguya liên tưởng thành Sugar Daddy thì mặt không thể vui lên được. Nao-san thấy vậy liền đến chào hỏi, bà cũng nói mình là đại diện cho phụ huynh của Kaguya. Cha Shizugan niềm nở giới thiệu mình là chuyên viên tư vấn nghề nghiệp quốc gia có chứng chỉ. Hae Asaka lẩm bẩm, bệnh thành tích này cũng là gen di truyền. Khi nghe thông báo học sinh Shinomiya và phụ huynh vô học, thì cả hai người, một là cha Shizugan và một là mẹ Hae Asaka đồng loạt tông cửa bước vào, cũng đủ thấy sự nhiệt tình của họ mọi người kể ra ước mong của mình. Maki muốn theo học trường mạnh về khoa kinh tế, Nagisa thì tiếp tục học hệ đại học của trường, còn bạn trai cô ấy sẽ học y. Hae Asaka muốn nhảy việc, Kaguya thì biểu hiện tiếp tục học tại trường. Riêng Shizugan Miyuki lựa chọn đi du học. Bước xuống sân trường, thấy con trai mang đầy tâm sự, ngài Shizugan khuyên cậu một câu, nếu còn luyến tiếc gì ở đây thì đừng lưỡng lự thêm nữa. Một tia suy nghĩ lóe lên, thời gian đúng là không còn nhiều, cậu sẽ khiến Kaguya tỏ tình với mình. Ngồi bó gối ở nhà suy nghĩ, theo thống kê thời gian khiến người ta dễ tỏ tình nhất là lúc đi chơi về. Vì vậy tạo ra một cuộc hẹn tự nhiên nhất, tạo cơ hội để Kaguya tỏ tình trước là kế sách hoàn hảo. Shizugan mượn cớ đi thám thính lễ hội của trường Kita để mời Kaguya cùng tham gia. Nhưng lời mời trá hình đã không làm cho Kaguya hiểu ý tứ bên trong, cô thẳng thừng từ chối. Đến lúc nhận ra ý đồ kia thì đã quá muộn. Ước gì có cỗ máy thời gian của Dojimon thì tốt. Hae Asaka nghe Kaguya ngồi trên giường tiếc rẻ, cô làm quân sư bảo tiểu thư cần phải chủ động mời lại. Ngày hôm sau ở văn phòng hội học sinh, Kaguya lấy hết can đảm cứu vãn tình thế, cô ngỏ lời mời hội trưởng tham gia lễ hội của trường Kita. Chỉ còn một bước cuối cùng là câu nói cả hai cùng đi thì Kaguya không nói ra được. Shizugan đợi mãi mồ hôi tay cũng đổ xuống bàn như mưa, nhưng bản thân cũng không nói ra được. Cần lắm lúc này một linh hồn cứu rỗi, đôn đốc cho cả hai tăng thêm phần nghị lực bày tỏ thì Ishigami và Ino xông cửa chạy vào. Họ cười cợt cậu học sinh bên ngoài hành lang mượn lễ hội để hẹn hò bạn gái thật vừa mắt. Những câu nói sát thương khiến điểm dũng khí của hai kẻ sĩ diện tụt xuống không phanh. Thành viên thứ ba bước vào là Fujiwara, chưa kịp mở miệng đã bị Shizugan chặn họng. Khi biết cô rất thích lễ hội của trường Kita, Shizugan mới lấy lại tự tin. Cả nhóm bàn luận sôi nổi về việc đến đó để thám thính. Nhưng con gái đi sẽ rất dễ bị bạn nam khác giở trò thôi thì để Ishigami và Shizugan đi cùng nhau cho lành. Bao nhiêu cố gắng để hẹn hò lúc này đổ sông đổ biển, cặp đôi trẻ sắc mặt khó coi còn hơn khỉ ăn ớt. Người ta nói thất bại là mẹ thành công, Shizugan quyết tâm tạo lại cơ hội khác cho Kaguya tỏ tình. Một ngày kia Shizugan muốn hát trên sân khấu nhưng Fujiwara tạt hẳn vô mặt cậu ấy gáo nước lạnh. Tại nghệ hát hò của hội trường phải gọi là ở cái tầm không thể nào chấp nhận được, Fujiwara còn bảo hội trường phải khách quan tự nhìn lại bản thân đi, khiến Shizugan tổn thương không ít. Trở về văn phòng hội học sinh, Shizugan suy nghĩ về những lời nhận xét vừa rồi, phải chăng mình trong mắt tụi con gái tệ đến như vậy. Nhìn thấy Ino bước vô, Shizugan hỏi ngay em nghĩ anh là một người đàn ông như thế nào? Có thể coi anh là đối tượng yêu đương không? Cái này có phải là một câu tỏ tình gây hiểu lầm nhất năm? Ino ấp úng chưa thể trả lời. Sau đó là Fujiwara, cô cũng nhận được câu hỏi tương tự, hội trưởng thế nào tự biến mình thành Valley Boy trong mắt các cô gái? Ngay sau khi hiểu rõ vấn đề, Fujiwara có giải oan cho anh, nhưng cũng không làm không khí tốt đẹp hơn bởi những lời nhận xét không tốt khiến Shizugan một lần nữa tổn thương. Xem ra dưới ánh mắt tụi con gái mình đúng là hết thuốc chữa, Shizugan càng lúc càng tự ti. Đến phiên Kaguya được hỏi hội trưởng cần thay đổi những điểm gì thì cô trả lời hội trưởng không cần thay đổi gì hết. Sau một hồi ủy khuất, Shizugan cũng lấy lại sự tự tin của mọi ngày. Củng cố tâm lý đàn ông là phải biết tiến lên, anh tiếp tục phấn đấu, đánh bay điểm trầm cảm trước mắt. Shizugan, Ishigami và Kaguya lật kèo bảo hai cô gái Ino và Fujiwara nên khách quan coi lại bản thân mình đi. Hai nàng đang nói xấu người khác mà nét mặt rất hồ hởi đều phớt ở nơi này khép lại với pha lật kèo của hội trưởng.
Shirogan đã kéo thêm về hai đỉnh minh cho mình. Ino và Ishigami được ủy thác phụ giúp ban điều hành lễ hội. Lễ này lạ lắm, tên là dâng hiến con tim, được tổ chức hàng năm luôn. Ishigami vì sự có mặt của Korasu mà đồng ý nhận nhiệm vụ, quẩy tưng bừng luôn. Việc đầu tiên là lựa chọn khẩu hiệu, nhưng ý kiến đa phần đều là mấy cái khẩu hiệu tào lao miến lao chẳng muốn nhắc tới nữa. Ino cật lực phản đối thì bị cho rằng là luôn phủ nhận những điều không hợp ý mình và thách thức hãy nghĩ ra một khẩu hiệu hay. Ino vì bất ngờ khá dép, rất may được Korasu ủng hộ và cho cô cứ từ từ suy nghĩ. Ishigami cũng thổi thêm sức sống vào ban điều hành khi cho rằng đúng là không thể tổ chức lễ hội lại muốn kiếm lợi nhuận, nhưng có thể lách luật bằng cách cân đối sổ sách ở mục tiền quyên góp sau đó. Còn vấn đề thức ăn an toàn khiến một số món bị cho là bất khả thì cũng được cậu giải quyết bằng việc sử dụng những nguyên liệu thay thế. Ishigami quá giỏi, và điều này làm đám fan hâm dọa của Korasu không hề vui, và quả thật anh đến đây giành gái của mấy chú đấy, mấy chú tuổi gì, cuộc chiến ngầm cứ thế diễn ra. Ino nghe tới đốt lửa trại thì rất hứng thú muốn tổ chức, nhưng vấn đề phòng cháy chữa cháy và an toàn công cộng không phải dễ làm, ai sẽ đảm nhận chứ, cô lại bị đá đều là chỉ muốn cho có. Ishigami muốn trợ giúp cô bạn có bệnh sợ đám đông của mình, đối với Ino có lẽ như vậy lại là coi thường, lập tức phát pháo, bảo rằng khó là vì người lớn chưa tin tưởng bọn họ thôi, muốn có được điều đó bọn họ phải thật sự kỷ luật. Và dĩ nhiên đội kỷ luật của trường sẽ phụ trách vấn đề này, và cô chính là một thành viên của ban kỷ luật. Sau đó Ino đi đàm phán với hiệp hội khu phố, và với những việc tốt cô đã từng làm trước đó rất may đã nhận được sự công nhận. Bên phía đội cứu hỏa cũng gửi lịch tập huấn cho nhóm đổi lấy đồng ý cho hoạt động, mọi chuyện khá thuận lợi. Trong quá trình này ngạc nhiên người luôn phản đối Ino là Odoneza lại giúp sức, có lẽ là động lực khiến sau đó Ino cũng đã nghĩ ra được khẩu hiệu hay ho, đó là hãy truyền tải những cảm xúc bùng cháy. Các bạn đều nghĩ Ino là người tuyệt vời, nhưng thực tế bản là người đưa ra cái yêu cầu đốt lửa trại kia nên mới cố gắng vậy đó các bạn, chán đời. Câu lạc bộ truyền thông sau đó đến phỏng vấn Kaguya, có cơ hội gặp hàng xịn mấy bà vui lắm, dạng fan cuồng. Kaguya có trách nhiệm bắn tên tháp lửa trại, cô được biết đến là người rất giỏi các môn nghệ thuật truyền thống, diễn xuất và võ thuật, cung đạo đạt tứ đẳng, từng đạt huy chương vàng ở giải quốc gia, nhưng sau khi lên cao trung cô vẫn chưa từng tham gia đại hội. Trước câu hỏi chưa kịp trả lời của Kaguya, mấy bà nội kia vì là fan cuồng chợt hiểu ra rằng từ bỏ là bởi Kaguya đã là độc cô cầu bạn, vì không muốn chúng sinh phải khóc lóc đau thương vì thua trận cô đã từ bỏ giới cung đạo, quả xứng đáng là thánh nữ. Nhưng thật ra những ngày đại hội đó rơi vào Giáng sinh, có xác suất sẽ hẹn hò cùng với Shizoga nghe thế nên phải né. Đúng là mê trai đầu trai không hết, nhưng mà thực lực cỡ này thì tham gia lại vẫn giật giải mấy hồi. Đối tượng tiếp theo được phỏng vấn là từ Tsubame của câu lạc bộ thể dục nhịp điệu. Bà này cũng rất tuyệt khi nổi trội ở mọi lĩnh vực hoạt động, thế nên mới là trưởng ban điều hành lễ hội. Lý do của tờ Tsubame là muốn thử sức với điều mới lạ, cũng như cô sẽ thử ghép vở kịch năm nay với thể dục nhịp điệu, một vở kịch về một người nào đó hiến tặng cả trái tim cho người yêu mình. Lúc phỏng vấn qua Shizogane, cậu lại cho biết lễ hội này là nơi cho những quyết định thật nam tính. Hai bà phóng viên nghe xong rụng trứng luôn. Lớp Shizogane làm bóng bay, cậu dù rất cố gắng tạo hình trái tim nhưng thất bại thảm hại. Dù được nhờ vả nhưng Furizawa cho rằng dạy cho cậu làm việc gì đó là hành vi của những kẻ ngu muội. Vì muốn tốt cho người bạn đáng mến của mình, KCVKAZ đã khuyên cậu bỏ cuộc trước khi làm vỡ toàn bộ bóng. Cô ấy đúng là một thiên thần, làm Furizawa hét hầm lên, nỡ lòng nào bóp nát trái tim người ta vậy mà. Bóng lưng của Shizogane rời đi trông rất cô độc, cậu tìm qua lớp của Kagura để tránh làm phiền người khác. Mặc dù tiếng bóng nổ to với tần suất liên tục và đều đặn chẳng khác gì trò tra tấn thời trung cổ, nhưng vì tình yêu to bự Kaguya phải cắn răng chịu đựng thôi. Đáng tiếc sau đó Shizogane đã không hoàn thành được mục tiêu, cậu cảm thấy bản thân thật thất bại, không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, thú nhận trước giờ mình luôn phải cố gắng để che giấu khuyết điểm, vật lộn để không trở nên vô dụng. Kaguya lại nhận ra sự thú vị của Shizogane, rằng có những người thông qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ tăng trưởng được khả năng ghi nhớ, quan sát và suy luận, nên khi đã nắm được cốt lõi của vấn đề thì thường phát triển nó nhanh hơn những người khác. Những lời này an ủi Shizogane rất nhiều. Cậu sau đó gặp Furizawa được cô nàng cho biết là số bóng mình dùng hàng cũ rồi nên mới dễ vỡ như vậy. Cô đưa cậu hàng mới và quyết định sẽ chỉ dạy. Tôi nhận ra đôi khi có phụ nữ cạnh bên đàn ông mới có thể hạnh phúc được, hoặc họ sẽ làm người phụ nữ đó bất hạnh theo luôn. Bóng mới Shirogane vẫn liên tục làm bể, Furizawa triệt để bó tay, gục ngã. Shirogane sau đó muốn tới trường của em gái để tham khảo sơ chung tổ chức lễ hội như thế nào. Cái yêu cầu cậu ăn diện thật đẹp để không mất mặt mình, nhưng lúc này Shirogane lại hiện nguyên hình là một thằng trẻ châu chính hiệu, mặc áo còn thêu đầu lâu, ống tay dài ngắn chồng chéo, quần cũng lê lai giả in đầy tiếng Anh tiếng U tầm bậy tầm bạ, ổng còn đòi vút keo nữa khiến cay muốn phát điên luôn, túi chéo thì đeo vào lưng quần lập tức bị đá cho dính vách. Cay chỉ còn cách lục tông tủ đồ anh mình giúp ổng phối bộ đồ cho ra hồn, nhưng nhìn vào mớ đồ thì triệt để bó tay, cho rằng anh hai mình là thảm họa của thời trang trên toàn thế giới. Shizogane khổ lắm, than thân trách phận từ khi lớn khôn đã ngậm đắng nuốt cay tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, thế nên quần áo mới toàn đồ cũ rẻ tiền như vậy, mày không thương mà còn buông lời cay đắng là sao, hu hu hu. Cay sợ hãi thật sự, lấy món tiền ông anh tặng mình lúc sinh nhật kéo ổng đi sắm quần áo mới. Ngày hôm sau Shizogane đến trường thật bành bao, hội chị em của cay rụng trứng hết, bảo cô rằng có một anh trai thật tuyệt vời, cay vui lắm. Kaguya được nghe về câu chuyện của lễ hội hiến tim. Vào ngày xa xưa có một cô công chúa lâm trọng bệnh và có thể chết bất cứ lúc nào. Cha cô đã cầu nguyện cho cô có thể khỏi bệnh, nghe được tiếng sấm từ trời phán rằng hãy lấy một trái tim tươi trẻ, đốt cháy và lấy cho nấu canh cho công chúa uống. Khi tin này truyền ra, đã có một chàng trai tình yêu tình nguyện hiến tim mình, và ngôi trường này chính là nơi đã xảy ra câu chuyện. Truyền thuyết hay là thế, nhưng Kagura vô cùng tỉnh táo nhận ra đây là lời bịa đặt của những kẻ cầm quyền lúc bấy giờ. Cô không thích mộng mơ cho đến khi nghe nói tặng món quà lưu niệm kia sẽ đến được với nhau thật, còn có thể cưới nhau nữa thì hồn vía lên mây luôn.
Nhưng mà sao biết được Shirogane sẽ tặng nó cho mình đây? Còn nếu mình đem đi tặng chẳng khác gì tỏ tình rồi. Ý trời ơi, ngại quá, mắc cỡ chết mất. Đúng lúc này Shirogane bước vào với đôi mắt như gấu trúc. Cậu mấy hôm nay làm việc quá sức vì muốn những người khác được tận hưởng một lễ hội tốt nhất. Điều này khiến cậu trong mắt Kaguya thật quyến rũ, quyết định sẽ tiến thêm bước nữa. Cô sau đó nhờ Hasagara tìm cho mình một chiếc khăn chấm bi nhưng lại có hình trái tim thay cho vật tỏ tình quá rõ rệt kia. Cô cũng thú nhận với Hasagara rằng mình thích Shirogane, mặc dù trong tình yêu ai yêu trước người đó lỗ, nói ra lời thích cũng sẽ quê lắm. Nhưng sau khi nói rồi, Kagura cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, như chút bỏ gánh nặng. Nhưng riêng với chuyện thẳng thắn tỏ tình thì không nhé, biết người ta cũng thích mình, nhưng lỡ không phải lớp mà chỉ là lay thì mặt mũi để đâu nữa. Cô đi đến căn phòng của ủy ban lễ hội thì nghe được Kobachi và đội trưởng đang hẹn hò, nhờ cái gọi là phép màu của lễ hội văn hóa, do thường xuyên tiếp xúc nhau chuẩn bị cho lễ hội mà thành một cặp luôn. Cô đồng ý lời tỏ tình vì đang ế mà Giáng sinh cùng năm mới sắp đến gần rồi. Chung quy trong thời điểm này nếu đối phương còn độc thân thì tỷ lệ tỏ tình thành công tự nó đã hơn 60% rồi. Kaguya vô cùng vui mừng khi nghe điều này, nhưng đàn em Ishigami nói rằng suy nghĩ đó thật nông cạn, làm cô nàng lại lên cơn đau tim. Ishigami qua câu chuyện trước biết Tờ Subame và đội trưởng không có tư tình gì thì quyết định sẽ tỏ tình, vì Tờ Subame sắp tốt nghiệp rồi, nếu không làm gì sẽ không còn kịp nữa. Giữ lại ký ức đẹp thời niên thiếu cho nhau quả thật là điều tốt đẹp cậu luôn trông đợi, nhưng vì bản thân nhỏ tuổi hơn Isurari chỉ dám nói mà chưa dám làm, hơi bế tắc. Kaguya lập tức ủng hộ hết mình, em sẽ thành công nên đi tỏ tình ngay và luôn đi. Cô coi lời cậu nói là chân lý và thể hiện của cậu sẽ là tấm gương sáng để mình noi theo. Nhờ những lời của Kagura mà Isurari đã có dũng khí sẽ mời Tờ Subame cùng đi chơi lễ hội, cô thông qua đó cũng quyết định sẽ tỏ tình cùng Shirogane. Còn ông hội trưởng kia cũng quyết định nếu người ta không làm, mình sẽ làm điều đó, hy vọng lễ hội năm nay sẽ mang họ đến được với nhau chứ đừng sự cố nữa. Thời học sinh thật thú vị khi cho rằng kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc, nhưng dù nếu nói như vậy Shirogane cũng đã thua cuộc từ rất lâu về trước. Cậu vào ngôi trường quý tộc này vì học lực tốt, nhưng lại luôn bị phân biệt đối xử vì nhà nghèo. Tình cờ lại gặp hội trưởng hội học sinh khi đó, mời Shirogane gia nhập cùng mình. Bởi giành giật nhân tài luôn là vấn đề của hội học sinh cũng như các câu lạc bộ khác, dù rằng cậu chẳng thể giỏi như Kaguya hay những thiên tài từ trong trứng nước khác. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, một cô bạn bất cần đã bị rơi xuống ao, không ai dám nhảy vào một làn nước dơ bẩn như vậy cả. Shirogane lại không biết bơi, bất ngờ chính Kaguya lại là người gan dạ đã không ngại mạo hiểm cứu được cô bạn. Hình ảnh đó khiến cô trong mắt Shirogane tựa như một thiên thần vậy. Shirogane đã hỏi rằng ai mới có thể xứng đôi với một thiên thần như vậy. Hội trưởng hội học sinh lúc đó đã nói chính là bản thân với cương vị đang có, đó cũng là lý do khiến Shirogane cố gắng để có được ngày hôm nay. Kagura trong khi đó thật nổi bật trong trang phục hầu gái thời trung cổ, đám bạn cùng lớp quyết định đưa cô nàng ra làm linh vật để thu hút khách. Kaguya cũng đã thông báo giờ làm việc của mình cho Shirogane, hy vọng cậu sẽ chiêm ngưỡng mình trong bộ cánh dễ thương này, sau đó sẽ làm màn tỏ tình hoàn hảo. Nhưng có ai đâu ngờ người tính không bằng trời tính, cái sự đẹp của Kagura đã thu hút quá nhiều khách hàng, kiểu này Shirogane có tới họ có lẽ cũng không có được không gian riêng. Vì khách quá đông cô phải vào trong phủ chạy bàn và gặp ngay hai nhìn vô cùng lão luyện, tới vì nghe nói đồ ăn thức uống ở trường quý tộc này rất ngon. Hồn vía Kagura vẫn đang lên mây, cách pha cà phê cầu thả ngay lập tức bị lên án, đòi đổi nhân sĩ chuyên nghiệp, Hasagara cũng không ngại lên án cách pha cà phê của cô bạn thật chẳng khác gì nấu mì tôm cả. Bị sốc, Kaguya quyết định thể hiện tài năng trong việc pha chế hồng trà, do quyết đấu cho danh dự nên ngậm ngùi bỏ qua Shirogane vừa tới. Thay khách trung niên kia quả nhiên là người lão luyện, vừa uống xong lập tức công nhận tài năng của Kaguya vô cùng chuyên nghiệp, còn nhận ra cô có thể pha hồng trà ngon như vậy là bởi thường xuyên tập luyện, chất chiêu tình yêu to bự dành tặng đến cho người mình yêu thương. Những lời này mà nói oang oang ngay khi Shirogane đang ở đây khiến Kagura ngại không chịu được, lập tức hét ầm lên đuổi khách, chặt chém thẳng tay, hai lì trả giá 2 triệu mấy. Dù sao thì sau đó được Shirogane bảo rằng trà rất ngon, Kagura cảm thấy công sức của mình bỏ ra đều xứng đáng, chán một nỗi qua do vấn đề xảy ra cô vẫn chưa có cơ hội tỏ tình. Muốn làm được điều đó phải có một bước đệm, Kagura đang nghĩ không khác Ishigami, cậu đang canh me giờ nghỉ trưa của đàn chị vì ít nhất phải có không gian riêng, nhưng vẫn không đủ dũng khí vì sợ sẽ làm phiền. Sau khi được tổ tư vấn bày mưu tính kế rất nhiệt tình, Ishigami quyết định sẽ giả bộ nhờ Tờ Subame đến xem hoạt động của lớp mình. Nó là nhà ma, và hai người có khả năng sẽ bị nhốt vào một nơi riêng biệt trong vòng 5 phút. Tờ Subame thậm chí sẽ sợ hãi nắm tay hay ôm chầm lấy cậu nữa, nói chung là có rất nhiều cơ hội có thể xảy ra tại đó. Ishigami cuối cùng trước sự động viên của đám đồng đội hổ báo đã tiến tới, ngập ngừng ngỏ lời và được đồng ý, cậu như tìm được ý nghĩa sống của đời mình vậy. Nghe nói cho Kiko là người có một đôi tai dị dạng, cô rất ghét những ai có tai đẹp hơn mình và muốn có nó, không tiếc sử dụng bạo lực cắt lấy. Đây là câu chuyện của nhà ma, và trong chuyến hành trình lúc này bất ngờ có cả Kaguya bị Maki kéo vào cho đỡ cô đơn nữa. Ghét nhau lắm nhưng lúc này phải nắm lấy nhau thôi. Tôi cũng chẳng hiểu các bà con gái nghĩ gì, sợ thì sợ đấy nhưng khi kêu trốn vào tủ, bịt mắt và đeo tai phone để tận hưởng những âm thanh rùng rợn thì lại gật đầu, để rồi lại kêu gào thảm thiết như đang bị hấp diêm vậy, chán cái sự đời. Nhưng như vậy mà có lẽ kế hoạch của Ishigami sẽ thành công chót lọt, sợ thì phải ôm, ôm thì tim run và tỏ tình chắc gật đầu cái dục thôi. Bất ngờ trong nhà ma phát hiện ra một cặp nam thanh nữ tú, chẳng những con tim mà cả cơ thể cũng đều hòa làm một. Thế là lúc Ishigami tới lại nhìn thấy cái bảng nam trái nữ phải, tan vỡ rồi giấc mơ ơi, vẫn chưa tìm ra cơ hội tỏ tình. Em gái của Furijawa là bạn của Kai, cũng đến lễ hội trường chị gái tham quan nhưng mục đích là tia trai, từ lần trước gặp mặt kết mô đen Shirogane mất rồi. Furijawa cảm thấy con em mình bất nghĩa lắm, nhưng vẫn phải cứu nó khỏi tai họa thôi, lập tức bóc phốt Shirogane là chẳng biết gì cả,
bóng chuyền dở, giáp dở, nhảy hay bất cứ cái gì đều dở. Nhưng bạn lại nhận ra nhờ cố gắng Shirozane đều giỏi hết rồi. Điều này làm đàn anh trong mắt em gái Furizawa càng hấp dẫn hơn, dù bà chị nói rằng gặp rồi sẽ thất vọng. Shirozane đột nhiên xuất hiện như một vị thần, bị Furizawa thách đấu để vạch mặt. Bất ngờ từ trò tung hứng cho đến mọi trò khác cậu đều có pha thể hiện xuất sắc. Trái với sự vụng về vô dụng thường ngày, thì thở nhỏ mãi chơi mà. Điều này làm Furizawa thống hận lắm, tạo cơ hội cho Shirozane lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân. Furizawa quá sợ hãi lao tới cứu người, không được đụng vào em gái của ta, hu hu hu, hãy đi ngay đi, tên quỷ dữ suốt ngày đội lốt. Điều này làm Moae chưa kịp tặng tín vật định tình cho anh hội trưởng đẹp trai, Kagura đã nghe được những lời bộc bạch và biến ngay thành sát thủ. Lời lẽ tao nhã đả kích con người ta ngu si tứ chi chưa phát triển, hàng họ không có thì yêu đương cái gì. Còn nguyên rùa Moae đầy độc địa và cay đắng vì tình yêu ngu muội, thích Shirozane vì cái vẻ ngoài là thành tích học tập và điển trai. Có điều lúc Moae hiểu được hội trưởng đã cố gắng phấn đấu như thế nào qua đôi mắt thâm quầng cũng như sự chân thành ấm áp của cậu, Kagura lại cảm thấy thật vui vì có người cùng chia sẻ những điểm yêu thích về người ấy. Không ghen với con nít nữa, lễ hội do đó đã thoát được một vụ thảm sát, đáng sợ thật sự. Kishigami thì đang rất thất vọng vì kế hoạch đổ bể. May sao tờ Tsubame lại rủ cậu tới lớp mình, nơi mở gian hàng trò chơi, món quà đắt giá nhất là một chiếc bánh hình trái tim to bự. Đã từng nghe chuyện con gái ăn no thì cái gì cũng sẽ nói chuyện, Ishigami quyết tâm thể hiện dành chiếc bánh về, mang nó cho tặng cho đàn chị. Hắn ta thuộc vào số ít người chẳng hiểu ý nghĩa của những vật hình trái tim trong lễ hội này mới có màn tỏ tình công khai như vậy, làm tờ Tsubame xấu hổ bỏ chạy đi luôn. Điều này đối với Shirozane là đại họa, bởi như vậy xác suất cậu được Kagura tỏ tình sẽ rất thấp. Nếu Ishigami thành công không nói, ví dụ thất bại thì những người thân quen có truyền thống chia sẻ và cảm thông. Chẳng ai yêu đương và hạnh phúc trên nỗi đau kẻ khác cả, và vì thế dù cậu có tỏ tình với Kagura có lẽ cũng chỉ nhận được lời từ chối. Kế hoạch cấp rút bây giờ là giúp Ishigori thành công. Thường thì con gái có đồng ý một người hay không dựa vào phương pháp tính khuyết điểm, nhưng biết làm sao khi có những thứ với người này là khuyết nhưng với người khác lại là ưu điểm để thành công. Vì như chuyện Ishigori thiếu tự tin nên luôn đưa ra quyết định chậm hơn người khác, nhưng lại suy tính chắc chắn hơn ấy. Vạn sự tùy duyên, Shirozane chỉ có thể yên lặng quan sát, đặt cược tất cả vào thể hiện của đàn em đang gánh vác vận mệnh của cả hai. Tạm thời lúc này thì Kagura vẫn đang mơ ảo về tình yêu lắm. Cô hy vọng Shirozane sẽ nói mấy câu dạng như em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh đâu các thứ. Đúng lúc này lễ hội nhận được thông báo khẩn, một kẻ trộm đã lấy đi tất cả bóng bay hình trái tim kèm với lời thách thức. Furizawa rất phấn khích với trò chơi mới này, quyết định điều tra. Bản thân Shirozane cũng mong muốn lễ hội thêm phần thú vị. Kagura đến thăm lớp Shirozane, phũ phàng từ chối sự phục vụ của Maki, để rồi xảo trá bảo rằng chẳng cố tình đợi tới lượt hội trưởng bên kia đâu, chỉ vì đứa cháu Maki của mình ẻ quá thôi. Tình yêu đôi khi thật đáng sợ, nhưng hai dì cháu này dẫm đạp nhau quen rồi nên thôi kệ vậy. Shirozane đúng là danh bất hư truyền, trình độ bây giờ đã có thể tạo hình mọi loại bóng, trong đó có cả trái tim nữa, và Kagura rất muốn nhận được nó như lời tỏ tình. Bất ngờ cô nhận ra trước đó mình phải yêu cầu người ta làm đã, vậy có khác gì người tỏ tình trước là mình đâu chứ. Cho rằng xem dính bẫy, nguyền rủa Shirozane đã sử dụng mưu hèn kế bẩn của alo gì kỳ vậy bà nội. Kagura đã biết dĩ nhưng không chịu thua, đưa ra yêu cầu chọn lựa dùng thứ dễ thương và phù hợp với con gái, nhưng lại chẳng thích sinh vật sống, cũng chẳng thích thực vật, cũng chẳng thích đồ vật. Đưa đẩy một hồi mà ông nội Shirozane chẳng hiểu ý, làm Kagura vô cùng tức tối, nguyền rủa Shirozane là đồ ngu muội. Rất may Kasukari tới và chỉ vào trái tim, không thì có khi cô nàng bị bóp nát quả tim mất. Nhưng được tận hưởng nhìn người yêu làm thứ gì đó cho mình, Kagura đã rất hạnh phúc, lại còn là thứ mình dùng cách lừa gạt để có được nữa, rất ý nghĩa. Nhưng Shirozane không phải tay vừa, sau khi hoàn thành đưa ra bảng giá được ghi chú sẵn, tặng vật hình trái tim phải đổi lấy tặng vật hình trái tim vì nó quá quý giá không được tính bằng tiền, đưa Kagura vô thế, như hành kế bẩn từ ban đầu là sự thật. Shirozane đã tưởng tượng tới hình ảnh mình được tỏ tình và hạnh phúc mai sau, con đàn cháu đông, sống đến lúc rụng răng, nhưng lại ngỡ ngàng khi Kagura nghĩ mãi rồi đưa ra rất rất nhiều tiền cho trái tim vô cùng đáng giá ấy. Vì mình chẳng có mang theo vật gì hình trái tim cả bạn ơi, cô nói xong chạy đi ra, xa mãi, người có tiền đôi khi thật đáng ghét. Kishigami thì đang bị tờ Tsubame lánh mặt, dáng lết tới thì đàn chị còn bỏ chạy luôn. Những người biết cách tỏ tình to gan bằng trời kia cảm thấy sợ Ishigami lắm. May mà cậu chưa ý thức được vấn đề nên mới không gục ngã thôi, nhất là khi tờ Tsubame đang nhờ Kagura chỉ cho cách từ chối rồi. Cô không muốn yêu đương vì sợ chỉnh mảng việc học, nhưng với màn tỏ tình quá chân thành và mê ly kia phải chọn một cách từ chối để không tổn thương người ta. Kagura lại hiểu lầm tai hại, cho rằng Ishigami chẳng phải tuyết người sẽ mạnh mẽ như vậy. Nghĩ tờ Tsubame đang bị làm phiền bởi những đối thủ của Ishigami, quyết định ra tay, nói rằng cứ mắng thằng đó là thứ dâm dê đê tiện hãy tránh xa tôi ra, tẩy não tờ Tsubame rằng thắng thắng để người khác không còn tư tưởng mới là sự giải thoát thật sự. Tờ Tsubame thấy đúng và quyết định sẽ nghe theo, mong Kagura có thể an ủi Ishigami sau đó. Biết được hồi phục của vụ việc, Kagura như chết nửa thân người, lập tức quay xe bảo đừng làm như vậy, kẻ nghĩ ra chủ ý đó đúng là cầm thú xúc vật mà, tàn nhẫn vừa thôi chứ. Bà cũng ý thức được vấn đề giống như Shirozane, thầm trách cậu em sao lại tỏ tình vào lúc này, nhớ lại những lời động viên trước đó của mình thì lại lần nữa tự ôm hận. Hai người bất ngờ nghe lén được một cậu trai tỏ tình với Furizawa. Cô nàng đã không khéo từ chối bằng cách đưa ra một câu hỏi dạng như mẹ và tôi rớt xuống sông bạn sẽ cứu ai ấy. Dù câu trả lời không hài lòng người đẹp và tỏ tình thất bại, nhưng nạn nhân của trò đa cấp này tuy bại nhưng vẫn vinh quang. Thôi thì coi như kết thúc có hậu, nhưng đó chẳng phải kết thúc mà Kagura muốn. Mong đàn chị hãy quên phương pháp này đi. Bọn họ sau đó lại nhìn thấy Ino bị trai đều gạ gẫm, nhỏ này ép lâu năm lại tỏ ra tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mấy thằng kia bắt được tín hiệu rất nhanh, rất may trước khi xa vào vòng tay yêu dâu xanh Ino đã bị Ishigami cốc đầu kéo đi, rồi dọa lui bọn gian ác.
Hành động bảo vệ này trong mắt tờ Tsubame quả thật quá manly. Cô nàng lập tức dụng chứng, quyết định bảo lưu câu trả lời và tìm hiểu về đối tượng kỹ hơn. Hú hồn, chuyện phụ đã xong, đến chuyện chính của mình. Kaguya lo lắm vì hội trưởng quá bận rộn, thời gian đâu bên nhau bây giờ. Cứ tưởng tượng qua một cuộc đi chơi xa mà người thương vẫn là người dương thì các bạn biết ngay, hụt hẫng lắm. Đúng lúc này vấn đề tiền quyên góp đã đủ, Shirogane đến rủ Kagura đi chơi lễ. Bả tình trông như đã mặt ngoài còn e luôn, bảo rằng người ta tưởng một đôi thì ngại lắm. Shirogane lạnh lùng quay lại lên giọng bảo giờ có đi không. Kagura đành ngoan ngoãn léo đéo theo sau, hình ảnh dễ thương thật sự. Cô sau đó ngại thật chứ, dù chuyện của hai người gần như cả trường đều nắm rõ như lòng bàn tay. Không biết có phải do vậy mà Shirogane vẫn lạnh lùng nam tính như thường ngày. Điều này làm Kaguya thấy rất bất công, quyết định kéo cậu đi xem bói. Nơi mệnh danh bói toán nhưng toàn đưa ra những câu hỏi quấy rối tình dục. Muốn dùng điều này làm Shirogane phải xấu hổ giống như mình, đúng gan to bằng trời. Cái câu lạc bộ bói toán này đúng là khốn nạn như lời đồn. Vừa vào đã hỏi hai người đi đêm hả, nhớ dùng các biện pháp an toàn nhé, hại não vãi. Shirogane không đấm vào mặt đàn chị mà chỉ nói mình chưa phải hẹn hò. Được phán lại đàn ông thường không dám đối diện với ham muốn của bản thân vì nó quá lớn, Shirogane triệt để bó tay luôn. Nói chung đàn chị này cũng làm được một việc tốt là quyết định bói tình duyên cho hai người. Shirogane hỏi thẳng nếu bọn họ kết hôn sẽ thế nào. Thầy bói kia quả thật chuyên nghiệp, từ trước đã điều tra thông tin của hai người, biết được thậm chí cân nặng tính tới từng gam, đưa ra dự đoán rằng cả hai rất hợp nhau, có thể vượt qua mọi khoảng cách. Kaguya thậm chí sẽ vì Shirogane mà rất giỏi chuyện giường chiếu. Thầy bói này đúng thứ hôi nách, nhưng phán rất chính xác rằng ngày định mệnh của hai người sẽ là hôm nay. Một trong hai sẽ làm ra một hành động rất quan trọng, à mà cái vụ này bất cứ học sinh nào cũng đoán được cả, nói thừa, nhưng dù sao Kagura cũng đã thành công làm Shirogane mắc cỡ gần chết. Shirogane đã được tờ Tsubame cứu vớt lại cuộc đời bằng cách làm lành, trong khi đó cặp nhân vật chính của chúng ta đã có một cuộc hẹn hò thật đẹp và đáng nhớ. Điểm đến cuối cùng của họ là văn phòng hội học sinh, Shirogane nói ra một tin tức quan trọng, đáng tiếc không phải tỏ tình mà là thư báo trúng tuyển từ đại học Stanford của Mỹ, cậu sẽ nhảy cấp một năm và qua nước ngoài du học, năm sau sẽ là năm cuối cùng còn ở lại trường. Điều này làm Kagura như hóa đá, vỡ tan tành. Shirogane còn nhẫn tâm xác nhận mình sẽ đi, Kaguya không còn cách nào là chúc mừng và rời khỏi phòng trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô sau đó đến tìm Hasagara, chỉ để tâm sự thôi, chứ lòng đã quyết sẽ hy sinh vì tương lai của người yêu. Đại học Stanford là nơi cả cô còn chưa có cửa, phải mỉm cười chúc anh ấy hạnh phúc mới đúng. Hasagara là người bạn tốt, hả hê nói rằng ở nơi đó có đầy người xinh đẹp và gia thế hiển hách hơn Kaguya nhiều. Shirogane chắc chắn sẽ tìm được cô gái khác, kết hôn rồi sinh con luôn. Điều này làm Kaguya thốn đến tận rốn, mắng bạn là đồ khốn nạn, tao kêu mày ra để an ủi tao mà hu hu hu. Hasagara bảo rằng do tao thấy mày tầm quá, bày đặt xạo quần hy sinh vì nghĩa này kia, hãy sống thật với mình đi, bộc lộ thú tính ra đi, ha ha ha. Hasagara sau đó vẽ ra viễn cảnh lãng mạn tươi đẹp 2 năm tới, là điều mà Kagura trông đợi làm cô nàng đỏ mặt. Điều đó có được chỉ cần tỏ tình thôi cô nương, cố lên đi. Chung quy thanh xuân chỉ có một lần, nếu có thể sống hết mình thì đừng để bản thân phải hối tiếc. Kagura đã nhất quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội thêm nữa. Cô tâm sự rằng chẳng phải cô không quan trọng tình yêu này. Cô thích ánh mắt Shirogane ngoái nhìn mỗi khi trong nhóm có ai đó bị tụt lại phía sau, thích ánh mắt mơ ngủ vì làm việc mệt mỏi, nụ cười gượng khi gặp khó khăn, sự thành thật đến mức dễ ghét, tưởng vô tâm nhưng lại quan sát mình rất kỹ, thích nhất cách mà Shirogane làm cho người khác tin rằng có cố gắng ta sẽ làm được mọi chuyện. Cô thích cách mà Shirogane luôn tìm cách vươn lên, nên sao có thể nói ra câu cậu đừng đi nước ngoài được chứ. Hasagara xin lỗi vì quá vô ý, hứa sẽ chuẩn bị cho Kagura một kế hoạch hoàn hảo để màn tỏ tình nhất định phải thành công. Hai người sau đó tìm Shirogane ở khắp nơi nhưng không thấy, thế thì tỏ tình làm sao đây? Nhìn cặp đôi tờ Tsubame in ấm làm Kagura rất ganh tị. Khi để ý thì Ishigami quả thật là một cậu trai rất ấm áp, những lời nói xấu tờ Tsubame từng được nghe đều sai cả. Kagura lịch sự và tinh tế chứ không phóng túng như vẻ ngoài. Cô nói với cậu rằng chưa thể đưa ra câu trả lời, nhưng cũng công bằng cho Kagura chọn lựa thời gian muốn nghe cô nói rõ, vì đây không phải là cách cô trốn tránh vấn đề. Kagura có ý thức được việc gì đâu, lại tưởng đàn chị hẹn đi ngắm cây hoa anh đào trước mặt, nói rằng đợi chờ là hạnh phúc, hẹn tới 3 tháng nữa, đau thương. Kaguya đã tới lúc bắn tên tháp lửa chạy rồi, nhưng bóng Shirogane vẫn biệt tâm, cô tức giận lắm. Thầm bảo rằng mình thích thì thích thật đấy nhưng có ngày trở mặt chứ chẳng chơi, sau đó cũng cảm thấy bản thân chắc không làm nổi. Tự viện cái lý do rằng đây là trò đưa đẩy tình cảm của Shirogane, tỏ ra không quan tâm nhưng đang ở một nơi bí mật nào đó theo dõi mình, an ủi đôi chút. Bất ngờ sau khi tháp lửa chạy giấy từ trên trời rơi xuống, kẻ trộm bí ẩn khi tuyên bố sẽ lấy đi lễ hội, mọi người ngước nhìn lên thì thấy ngọc rồng do chính tay Shirogane làm đã bị trộm mất. Đáng tiếc không nhìn thấy kẻ chủ mưu cũng là ổng chứ ai, và chúng ta có quyền hy vọng vào một màn tỏ tình cực ngầu mang thương hiệu hội trưởng. Cả đám bao gồm Kaguya kéo nhau đi truy tìm, cùng lần mò manh mối kẻ trộm bí ẩn để lại. Hắn sử dụng một loại giấy kiến trúc đặc biệt tạo thành một câu hỏi hóc búa, nhưng những cái đồng hồ chỉ giờ khác nhau khiến Furizawa nhận ra rằng nó liên quan đến kinh độ của từng quốc gia, hộp tốc chạy đi tra khảo. Trong khi đó Kaguya nhận ra thủ pháp hại não quen thuộc của người tình, cậu sử dụng giấy kiến trúc là thứ khó cháy để tránh nguy hiểm cho lễ hội thôi. Sự phức tạp của những chiếc đồng hồ kia cũng chả có ý nghĩa gì cả, tất cả là để dụ dỗ những kẻ tò mò ham mê bí ẩn. Nói chẳng ra Shirogane đã loại fan hâm mộ Furizawa ra khỏi cuộc chơi, manh mối duy nhất là chữ Ashender có nghĩa nam tính trong tiếng Hy Lạp, từ được Shirogane nhắc tới quá nhiều. Đây là cuộc chơi tìm kiếm hội trưởng thông qua những hiểu biết về cậu, là trò chơi Shirogane bày ra cho Kaguya và cô muốn một mình đối mặt, cho Hasagara ra diệt. Cô quá hiểu Shirogane để có thể thất bại, cậu quan tâm người khác nên sẽ ở một nơi có thể nhìn ngắm lễ hội kết thúc. Shirogane cũng thích sao trời và luôn có ước mơ vươn lên, thế nên cậu sẽ ở nơi cao nhất của trường học chứ không đâu khác.
Việc cần làm bây giờ chỉ là lên đó và trao cho cậu trái tim kia. Nhưng Shirogane nhận ra mình đã đánh rơi nó lúc chạy rồi và hoảng sợ thật sự. Phải tỏ tình bằng lời sao? Hashigara ơi cứu tôi với. Mặt khác, Shirogane đã sắp đặt rất kỹ lưỡng để tạo ra được bầu không khí tỏ tình, nhưng mọi lần thúc đẩy cho việc này là một cảm giác bay bỗng khó tả của tình yêu. Nhưng thường hôm sau tỉnh lại, Shirogane lại vật lộn với cơn nhục. Nó đã quá quen thuộc suốt 3 phần phim rồi, và lễ hội trải qua quá lâu. Shirogane lúc này đã tỉnh cơn mê và run như cầy sấy. Cả hai đều đã mất đi vũ khí tối thượng là sự tự tin, sắp đối diện với nhau trong trạng thái không hề phòng bị. Kaguya rất sợ khi đối diện với Shirogane vì chẳng hiểu người ta nghĩ gì, ánh mắt kia lạnh lùng quá. Nhìn qua thì cậu ta vẫn trần men, muốn dành tặng cho Kaguya khoảnh khắc ngắm nhìn lễ hội ở góc view đẹp thế này. Không gian chỉ riêng hai người với nhau nữa chứ. Ông hỏi Kaguya có muốn mình tặng quà gì không, thì dĩ nhiên là có và ai cũng biết đó là gì rồi. Nhưng ai mà nói ra được đây hả ông ơi? Shirogane có những trăn trở của mình về gia thế. Kagura ngược lại cảm thấy bản thân suy xét người khác quá bạc bẽo, đơn thuần xem họ có ích lợi với mình hay không. Trong khi Shirogane thật thánh thiện và tốt bụng, cô hổ thẹn và e ngại lòng tốt cậu đối với mình cũng như đối với những người khác mà thôi. Lấy can đảm đâu mà bắt người ta tỏ tình đây? Lỡ không chịu thì sao? Ở mức á, khóc luôn. Shirogane nhìn thấy hấp tấp xin lỗi rằng chẳng có ý trêu chọc đâu. Kagura nghe xong quay lại, nghĩ rằng tớ thích cậu, muốn cậu hẹn hò với tớ, cậu lo mà tỏ tình đi, tỷ lệ thành công 100% lận đó. Nhưng bà vẫn là nghĩ thôi, tội nghiệp. Shirogane triệt để bó tay, thế thì đành phải ra tay, đưa ra món quà mà mình khổ công chuẩn bị, là những trái tim được giấu kín kia nay bộc phát ra đầy trời yêu thương vô cùng lãng mạn. Đó chính là cảm xúc trong tờ đó Kagura à. Toàn bộ kế hoạch này vị hội trưởng đáng nể của chúng ta đã chuẩn bị ngay từ lúc đăng ký thi Stanford cơ. Tất cả là vì tình yêu to bự, lên kế hoạch chi tiết ở mọi vấn đề là lý do khiến cậu mất ăn mất ngủ, và hôm nay chính là kết quả của nỗ lực lớn nhất cuộc đời Shirogane. Cậu thua kém Kagura về mọi mặt, đã cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua cô trong điểm thi, trong con đường đến tương lai. Lý do cậu không muốn tỏ tình vì nếu nắm lấy bàn tay ấy thương xót chìa ra, cả đời cậu sẽ không còn xứng nữa. Cậu muốn được Kagura tỏ tình, muốn làm tất cả để cô cần đến, và hôm nay có lẽ là ngày cả hai có được trái ngọt. Shirogane trước đó đã nhờ hiệu trưởng viết tới 2 lá thư tiến cử. Trong lúc Kaguya đang rất vui vẻ vì món quà tuyệt vời của mình thì cậu có lời thành cầu rằng hãy đi Stanford với tớ. Đó với Shirogane nó như lời cầu hôn, như là lời đính ước mãi mãi bên nhau. Kaguya say trong hương vị ái tình, bật đầu cái dục làm Shirogane khá choáng váng. Bà có hiểu ý nghĩa của nó không vậy trời? Kagura nghe xong biết mình mê trai hơi lố rồi, lập tức kể công tớ cũng đã trăn trở nhiều lắm đấy nhé, phải ôn thi này, thuyết phục phụ huynh này, làm các thủ tục pháp lý này vất vả lắm đó có biết không? Và giờ thì tớ muốn đòi quà. Kagura tiến tới chụp đầu Shirogane trong sự ngỡ ngàng. Trong khi đó Maki cũng đã tìm được chân ái của mình, tình bạn so với tình yêu cũng không quá tệ, nhất là với những người bạn tâm giao. Ishigami thật ấm áp, tìm đến Ino, cho cô nhìn thấy hình ảnh lửa trại và màn biểu diễn của Shirogane. Sau tất cả người bỏ công nhiều nhất nên được tận hưởng những khoảnh khắc này, Ino nhờ đó cảm thấy cuộc đời ép vẫn vui vẻ chán. Đội Furizawa bất ngờ giải bậy giải bạ mà tìm ra căn phòng bí mật thật. Từ góc nhìn của đài quan sát cổ xưa trông thấy cảnh không nên thấy và lập tức bị hết sốt, chết trong hạnh phúc. Tình yêu của Shirogane làm người khác cảm động và vui mừng như thế đấy. Họ đã trải qua rất nhiều, dành cho nhau rất nhiều. Một tình yêu khiến những người chứng kiến vô cùng nhiệt huyết. Thanh xuân nếu có được một tình yêu như thế sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu các bạn nhỉ. Chuyện là sau khi kể hết 3 phần phim của Kaguya-sama cuộc chiến tỏ tình, tôi vẫn không biết được cuối cùng nam nữ chính ra sao. Cái gì mà hết 3 phần phim toàn thả thính nhau không vậy trời, sao không tỏ tình luôn cho rồi? Vì quá ức chế nên tôi đã quyết định xem luôn phần movie phim này. Quả nhiên không uổng công chờ đợi, mọi người yên tâm, tôi đảm bảo lần này cơm chóa siêu chất lượng mà còn có cái kết trọn vẹn không bỏ lửng như các phần trước đâu. Được rồi, hãy cùng đến với phần movie của Kaguya-sama, cuộc chiến tỏ tình, nụ hôn đầu không hồi kết. Mùa đông tới rồi, mọi người nô nức chuẩn bị đón Giáng sinh, các cặp đôi thì rủ nhau vào nhà nghỉ để chơi trò ông già Noel. Trong không khí đó, Mizuki cũng bất giác nhớ lại nụ hôn của mình với Kaguya. Khi đó cô đã chủ động hôn cậu nhưng Mizuki không hiểu ý nghĩa của hành động đó, trời ơi đúng là thằng đầu đất. Nhiều ngày sau đó Mizuki vẫn không ngừng băn khoăn tự hỏi, bày tỏ tình cảm rồi hôn cũng hôn luôn rồi, vậy là thành người yêu với nhau chưa, chứ bộ tính có bầu rồi mới hẹn hò hay gì. Thật ra Mizuki lo lắng như vậy cũng có lý do cả, lỡ nụ hôn đó chỉ là nụ hôn xã giao kiểu Pháp thì sao? Dù hai người đã hứa hẹn sẽ cùng học chung trường đại học nhưng vẫn chưa ai mở lời nói thích đối phương hết. Suy nghĩ nhiều quá hội trưởng muốn nổi khùng luôn, được rồi hôm nay cậu quyết phải nói rõ chuyện với Kaguya, không thể cứ gian gian díu díu mập mờ như vậy được. Nhưng xui cho cậu hôm nay nhân cách Kaguya vô tri đã xuất hiện, cậu căn bản không thể nói chuyện bình thường với cô ấy. Theo như lời Chika nói, nhân cách vô tri này của Kaguya chỉ hiện ra khi cô vừa vui vẻ tột đỉnh vừa muốn trốn khỏi thực tại cộng thêm việc bị mất ngủ trầm trọng. Mà những điều kiện này từ đầu mà ra, vâng từ cái nụ hôn người lớn này chứ đâu nữa. Tối hôm đó Kaguya vẫn ngây thơ nghĩ rằng hôn kiểu Pháp với người mình thích là chuyện bình thường. Tuy nhiên sau khi được bạn bè thông não và biết rằng chỉ nên hôn kiểu đó khi hai người chuẩn bị lên giường tạo em bé thôi thì cô đã sốc toàn tập. Trời ơi, ngày mai biết nhìn mặt hội trưởng kiểu gì đây, chắc cậu ấy không nghĩ mình là đứa con gái dễ dãi là tà dâm đấy chứ. Kaguya lo lắng đến mất ngủ cả đêm, kết quả sáng hôm sau nhân cách vô tri của cô đã xuất hiện như này đây, chán chả buồn lói luôn. Không sao, vợ anh dễ thương là được, thấy vợ vô tri quá không nói chuyện được nghiêm túc được, thế là Mizuki quyết định vô tri cùng cho có hội luôn.
Nói chuyện một lúc, Kaguya mệt quá lăn ra ngủ. Du tranh thủ khoe với Mizuki tạp chí người lớn số mới nhất cậu vừa săn. Tôi cũng không hiểu mấy cái này có gì vui mà mấy ông thích dữ vậy. Còn chưa kịp mở ra đọc thì cả hai bị Miko bắt gặp, thế là tịch thu. Du chạy theo xin gãi lưỡi mà bà Hoàng đạo đức cũng không chịu trả. Cuối cùng cả hai lao vào đấm nhau chí chóe như chó với mèo giữa hành lang, cũng may Subame đã chạy cản hai người lại. Cô ngỏ lời mời Du và Miko đến nhà mình dự tiệc Giáng sinh. Một lúc sau Chika cũng mời hai người họ tới nhà chơi đêm Noel, đúng là trùng hợp quá đi. Miko nghĩ nếu cô đi chung thì Du sẽ thấy không thoải mái, nên sẵn đang có hai bữa tiệc chi bằng chia nhau ra. Gì vậy, bà tôi có khó chịu gì đâu. Câu nói bâng quơ của Du vô tình khiến Miko xao xuyến, thì ra cậu ấy không ghét mình đến vậy. Cuối cùng cả hai quyết định cùng đi đến nhà Subame dự tiệc Giáng sinh Chika bị cho ra chuồng gà. Kaguya trong giấc ngủ của mình đã có một phiên đấu tranh nội tâm dữ. Đây là nhân cách vô tri, đây là nhân cách ngại ngùng, còn đây là phiên bản Kaguya lạnh lùng. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhân cách vô tri và ngại ngùng gây rắc rối thì nhân cách Kaguya lạnh lùng lại phải đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường, và nụ hôn vừa rồi cũng không ngoại lệ. Tôi đã nói các người tiết chế lại đi mà không chịu nghe, giờ gây họa rồi thấy chưa. Nhưng mà được hôn hội trưởng cũng thích lắm chứ, bộ cậu nói vậy vì cậu không yêu Mizuki thôi. Không yêu sao, các người thì hiểu cái gì chứ, tôi là người đầu tiên yêu cậu ấy đấy. Tôi đã luôn phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu để lo cho tương lai của mình và hội trưởng. Chỉ biết hành động theo cảm xúc bốc đồng như mấy người mà cũng có quyền ở đây phán xét tôi sao, câm mồm lại hết cho bà. Tức nước vỡ bờ, công chúa băng giá Kaguya cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Mỗi khi nhân cách này của Kaguya trỗi dậy chính là lúc cô muốn tự bảo vệ bản thân mình. Từ nhỏ Kaguya đã được tiếp nhận sự giáo dục hà khắc của gia tộc. Đứng trước những lời bàn tán, những ánh mắt đánh giá hay áp lực thành tích, cô chỉ có thể tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiên cường để trái tim không phải chịu đau đớn. Và lần này cũng vậy, vì lo sợ Mizuki sẽ từ chối hẹn hò với cô sau nụ hôn cháy bỏng đó nên cô đã tự đi trước một bước. Không phải nói là pha tự hủy đi vào lịch sử bà nó rồi. Hội trưởng có ngỏ ý muốn làm người yêu với Kaguya nhưng cô lại cười khinh và nói rằng mới hôn có một cái mà đã hẹn hò thì thật là trẻ con. Rồi còn tiến lên bảo mình sẵn sàng hôn lại một lần nữa, mỡ dâng tới miệng rồi mà cha nội Mizuki này đang làm cái gì vậy trời. Có thằng con trai nào nhắm mắt chờ con gái chủ động hôn vậy, không bị ăn táng cũng rửa lắm. Cuối ngày hai người cùng đi bộ về nhà, Kaguya liên tục ra hiệu tay bị lạnh và muốn được Mizuki sưởi ấm cho mình. Vậy mà chân bé đù này lại nghĩ Kaguya đã có hôn phu và đang tín hiệu cầu cứu, phải rồi, thì ra là do bị gia đình ép buộc đính hôn nên mới từ chối hẹn hò với mình. Người ta chỉ bị lạnh tay thôi, bớt suy diễn đi cha nội, thấy chưa, vô tri ngu ngốc quá, làm người ta dỗi tự bắt xe về luôn rồi kìa. Các ông đang xem phim nhớ lấy trường hợp này làm gương nhá, đi hẹn hò với gái phải tinh ý lên một chút thì sau này mới sơ múi được. Sau đêm đó Mizuki bị sang chấn tâm lý nặng luôn, đã vậy ở văn phòng còn bị Kaguya bơ toàn tập. Một lúc sau Kaguya lén vào nhà vệ sinh xịt nước hoa. Ban đầu có thể hơi nồng một tí nhưng sau 30 phút thì nước hoa sẽ dần nhạt đi và để lại một hương cực kỳ quyến rũ, tính từ lúc xịt tới lúc gặp hội trưởng là vừa đẹp. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mới bước ra khỏi cửa Mizuki đã tìm cô để nói chuyện, cậu muốn nhanh chóng giải quyết hiểu lầm giữa hai người. Không được, từ lúc Kaguya xịt nước hoa tới giờ chỉ mới 2 phút trôi qua thôi, người cô lúc này nồng nặc mùi nước hoa không khác gì mấy bà cô trung niên nên tuyệt đối không thể để hội trưởng ngửi thấy được. Vậy là Kaguya vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết, mà hành động đó lại vô tình khiến Mizuki hiểu lầm rằng cô đang tránh mặt cậu. Rốt cuộc mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy, có gì thì nói thẳng đi, cậu làm lơ tôi, dùng bạo lực rồi còn xịt nước hoa thơm phức nữa, kỳ lạ quá. Thơm lắm hả? Ừ, thơm phức luôn á. Nếu cậu sớm nhận ra mấy cái tiểu tiết nhỏ này thì tôi đâu có khó chịu. Cuối cùng Mizuki cũng nhận ra tối hôm đó mình đã làm sai cái gì. Dù ngoài miệng nói không thích chuyện hẹn hò trẻ con nhưng thực chất Kaguya luôn cố gắng làm những hành động nhỏ nhặt để rút ngắn khoảng cách với cậu. Hiểu lầm giữa hai người cứ vậy mà được hóa giải rồi. Không biết tâm linh tương thông hay sao mà ngay ngày hôm sau cả hai người đều đi tìm gia sư tình yêu để nghe tư vấn. Kaguya than thở rằng Mizuki quá vô tri và chẳng ga lăng tí nào hết. Cô đã cố gắng bật đèn xanh liên tục, từ việc than tay bị lạnh sức nước hoa tới cả việc ngỏ ý hôn thêm một lần nữa, những tên đần kia thì cứ phớt lờ mà chẳng làm gì. Phía hội trưởng bên này cũng không khá hơn là bao, cậu quá mệt mỏi với những câu nói và cử chỉ khó hiểu của Kaguya, thậm chí cô còn cố chạy trốn không tiếp chuyện với cậu rồi giận dỗi không lý do. Trời ơi, hai người làm ơi đặt mình vào vị trí của người kia và hiểu cho đối phương một chút được không? Bởi mới nói trong tình yêu chỉ yêu thôi là chưa đủ, cần phải thấu hiểu và bao dung cho nhau nữa. Mình thích cậu như vậy sao cậu lại không nhận ra chứ đồ ngốc. Hôm nay Mizuki tự tay làm cơm hộp mang lên trường. Kaguya nhìn thèm rõ rãi muốn ăn một miếng nhưng vẫn cố giữ giá. Cô nhất quyết không trực tiếp xin mà chỉ đứng một bên than đói quá nay quên mang cơm chưa theo rồi. Cậu đói hả, vậy thì ăn thử trứng cuộn của mình nè. Ủa, ai mượn vậy bà nội, không cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt cơ mà, cậu cũng nên giảm cân đi, Chika ăn nhiều đồ ngọt quá là bị béo phì đó. Không ăn thì thôi, có cần buông lời cay đắng vậy không. Chika không chịu nổi cú sốc mà ôm mặt chạy mất tiêu rồi. Nạn nhân tiếp theo là Miko, cô mời Kaguya ăn nửa hộp cơm của mình nhưng vừa mới nói xong thì cái bụng phản chủ lại kêu ọt ọt. Chị cảm ơn tấm lòng của em nhưng hình như dạ dày em đang phản đối quyết liệt kìa, thôi em cứ ăn đi vì dù sao nửa hộp cơm đó cũng là hơi nhiều với chị. Nửa hộp mà chị kêu nhiều vậy, người ngày nào cũng ăn cả hộp như em là heo à, thế là Miko cũng ôm mặt chạy theo Chika luôn.
Trong phòng còn mỗi hai người, Mizuki run lẩy bẩy không biết có mời Kaguya ăn cơm hộp của mình không, lỡ bị đuổi đi như hai người kia thì sao, thôi kệ không biết đâu. Mizuki lấy hết can đảm đưa đồ ăn cho Kaguya mà Kaguya bên này vừa thấy liền bay tới đớp như bị bỏ đói ngàn năm. Mà khoan, hình như hơi sai sai, vậy là muốn ăn con nhà người ta luôn hả bà? Đã vậy Kaguya còn mặt dày nhờ hội trưởng lau miệng dùng nữa chứ. Khỏi phải nói, giữ tay người ta như vậy ý là muốn ông kia lau bằng mồm luôn chứ gì. Con gái thời nay bạo dễ sợ luôn, tưởng mọi chuyện đang tốt đẹp thì đột nhiên Mizuki lăn đùng ra ngất xỉu. Nhìn người mình thích nằm trên giường bệnh, Kaguya đau lòng nghĩ rằng mình đã vô tình làm tổn thương Mizuki, là cô đã ép cậu làm việc quá sức. Từ nhỏ Kaguya đã được dạy không được mắc sai lầm, cũng không được phép tỏ ra yếu đuối. Chính môi trường giáo dục tiêu cực đó đã khiến Kaguya không thể hòa nhập được với mọi người. Bạn bè xung quanh tiếp cận cô chỉ vì lợi ích từ gia tộc, còn cô mỗi lần muốn kết bạn lại vô tình nói những lời khó nghe. Tại sao con người ta cứ phải làm tổn thương nhau như vậy chứ? Nếu ở một mình thì mình sẽ không làm tổn thương ai, cũng không ai làm đau mình được. Từ đó Kaguya thu mình lại, trở thành một đóa hoa đầy tôn quý cao ngạo nhưng cô độc. Quay trở lại câu chuyện, thực ra Mizuki hề bị bệnh hay gì cả, cậu ngất xỉu do quá căng thẳng khi được ở gần Kaguya mà thôi. Mizuki đã phải kìm nén rất nhiều trong chuyện tình cảm này, vì không chỉ Kaguya mà bản thân cậu cũng đeo lên một chiếc mặt nạ. Hồi nhỏ Mizuki học hành rất tệ, cậu không có tài năng gì, cộng thêm gia cảnh bình thường nên cậu luôn tự ti về bản thân. Tình cảm Mizuki dành cho Kaguya không chỉ là tình yêu mà còn có cả ngưỡng mộ. Để có thể vượt qua Kaguya, cậu đã học hành chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Cậu cũng ra vẻ cao ngạo như một nhà lãnh đạo để được Kaguya chú ý, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu con người yếu đuối bên trong mà thôi. Một người hèn nhát và thấp kém như tôi làm sao xứng với Kaguya chứ? Nếu cô ấy biết con người thật của tôi chắc sẽ khinh thường tôi mất. Kaguya ở bên ngoài phòng bệnh đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi. Cô hiểu ra rằng cả hai đều đang cố che giấu con người thật của bản thân vì sợ đối phương không chấp nhận. Bây giờ việc cô cần làm là lột lớp mặt nạ của cả hai ra. Mình thích cậu dù bản chất cậu có như thế nào thì điều đó vẫn sẽ không thay đổi. Cuối cùng đêm Giáng sinh cũng tới, trên phố tràn ngập ánh đèn lấp lánh, còn các cặp đôi thì phát cơm chóa kịch kiệt. Tất cả nhân vật của chúng ta cũng đang tận hưởng bữa tiệc Giáng sinh của họ. Tới màn trao đổi quà Giáng sinh mới có biến này, do vừa rồi bị bệnh nên Mizuki không có thời gian chuẩn bị quà, thế là cậu mua một chiếc khăn mùi xoa. Trời ơi, quà gì mà nhặt nhẽo dữ vậy, cha nội không có thành ý gì hết, thôi lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Mizuki chỉ còn cách ngồi niệm Phật cầu mong trong số những món quà ở đây có thứ nhàm chán hơn của mình, vậy thì món quà của cậu sẽ được cho là tạm ổn. Nhưng mà từ nãy tới giờ mở ra toàn là mấy món quà thú vị và tinh tế kiểu này, toang rồi ông giáo ạ. Moeha bóc trúng quà của hội trưởng và đúng như dự đoán, ai cũng chê món quà chán ỏm. Tới lượt Mizuki, lần này cậu bóc trúng quà của Moeha. Cha nội mẹ ơi, bà tặng còng tay số 8 bộ tính chơi SM hay gì má. Vô tình đây lại trở thành món quà tệ hại nhất của ngày hôm nay. Chiếc khăn mùi xoa của Mizuki được cứu rồi, cậu mừng muốn gớt nước mắt. Khi mọi người đều đã ngủ hết, Kaguya lén đưa quà cho Mizuki, thì ra cô đã sớm chuẩn bị quà riêng cho cậu. Tất nhiên Mizuki cũng có chuẩn bị quà cho Kaguya, tuy nhiên vào phút chót thì cậu giật lại món quà. Tôi chỉ chọn đại thứ gì đó để làm quà thôi nên có thể nó sẽ không xứng với cậu. Không sao hết, những góc khuất mà Mizuki muốn che giấu tôi lại càng muốn xem. Thế là hai người giằng co nhau, kẻ chạy người đuổi giữa đêm. Thôi được rồi, cậu không thích tôi nên không muốn cho tôi xem quà chứ gì. Kaguya ấm ức đến phát khóc. Tôi chỉ muốn Mizuki thoải mái thể hiện cá tính trước mặt mình thôi mà. Sai sót thì sao, yếu đuối thì sao. Tôi thích Mizuki vì cậu là chính cậu chứ không phải ai khác. Những lời đó đã làm Mizuki cảm động, nhưng xin lỗi nhé, anh đây không dễ dụ vậy đâu. Nói muốn gãy lưỡi vẫn không được, quà Kaguya lao vào cướp luôn cho nhanh. Có đưa cho bà mày không thì bảo. Giằng co một hồi, hộp quà bị xé tanh bành, thì ra là tặng đồ chơi thiếu nhi. Món quà ấu trĩ như vậy nếu là tôi thì tôi cũng nhất quyết không đưa ra đâu, xấu hổ chết. Kaguya ôm bụng cười như được mùa dẫu vậy, cô vẫn dùng ánh mắt âu yếm nhìn Mizuki, cứ nghĩ khi nhận được món quà trẻ con này Kaguya sẽ bị vỡ mộng, nhưng coi bộ cậu co xa rồi. Cuối cùng họ đã trao cho nhau một nụ hôn, không có bóng bay hoa thiệp hay đèn nến lung linh, chỉ đơn giản là một nụ hôn chân thành của hai trái tim mềm yếu. Khác với nụ hôn lần trước, lần này họ đã thành công cởi bỏ lớp mặt nạ để thành thật đối diện với đối phương, dù cậu có như thế nào mình cũng sẽ chấp nhận hết. Nếu mệt hãy cứ nói ra, hãy cứ dựa dẫm nhau những lúc sắp gục ngã, không cần cố gắng hết sức đâu vì mình sẽ cố gắng cùng cậu mà. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những nụ hôn đầu như vậy nhé. Đêm Giáng sinh an lành mang theo nhiều mộng mơ cùng hoài bão đã trôi qua như thế đó. Vài ngày sau, hai anh chị đã có một buổi hẹn hò chính thức, làm con dân chúng tôi mừng gớt nước mắt. Kaguya và Mizuki đã trải qua một ngày hẹn hò như bao đôi tình nhân khác. Họ xem phim, đi ăn và dạo chơi với nhau. Trước khi ra về, Kaguya đã dùng hết can đảm để tỏ tình với Mizuki. Em yêu anh, xin hãy làm người yêu em nhé. Anh đồng ý, hoan hô thuyền cập bến rồi anh em ơi. Sau bao nhiêu gian truân trắc trở, cuối cùng Kaguya và Mizuki đã chính thức về chung một nhà. Trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu, song vẫn có tình yêu thật lòng. Dù không thể nói mối tình này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng tôi chắc chắn đây chính là mối tình sâu đậm nhất cuộc đời họ. Người ta nói có được tình yêu là một điều hạnh phúc, xem phim xong tôi lại thấy có quá trình đạt được nó cũng thú vị đấy chứ. Tình yêu không chờ đợi một ai, chính vì vậy người nào luôn khao khát và biết nắm bắt sẽ có được nó. Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách comment
và đừng quên bấm theo dõi chiếu phim anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.